Người Chu gia tới không ít, thanh thế khiến cho cũng không nhỏ, vốn định chạy hướng lớn bên trong náo, nhưng cuối cùng vẫn là sấm to mưa nhỏ. Người Chu gia kỳ thật đều không làm rõ ràng được trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, tin tức của bọn hắn nơi phát ra đều là anh em nhà họ Chu, căn cứ cái này hai huynh đệ lý do thoái thác, lão gia tử hồ đồ rồi, chúng Hứa Thuần Lương cái bẫy, vậy mà đem gia sản đều truyền cho Hứa Thuần Lương người ngoài này. Mặc dù Chu Nhân Hòa tướng gia sản truyền cho ai cùng Chu gia quan hệ không lớn, dù sao sẽ không truyền cho bọn hắn, nhưng là Chu lão gia tử khi còn sống là quê quán làm được cống hiến không ít, cũng giúp đỡ không ít hương thân. Từ truyền thống xem đọc lên phát Nhân Hòa đường tại người Chu gia trong tay kéo dài tự nhiên là không còn gì tốt hơn, cho nên người Chu gia mới có thể sinh ra nhất trí đối ngoại tâm tư, ở trong đó Chu Nghĩa Sinh cũng làm ra trợ giúp tác dụng. Hiện tại Chu Nghĩa Sinh dẫn đầu nhận sợ, những người khác cũng liền có hành quân lặng lẽ ý tứ, tại Chu lão gia tử linh đường nháo sự là đối người chết bất kính, Nhân Hòa đường quyền kế thừa sự tình vẫn là nên anh em nhà họ Chu ra mặt. Huống chi nội bộ đã bị đối phương dùng tiền tài tan rã. Một đám ô hợp chi chúng trong nháy mắt biến thành năm bè bảy mảng, tự nhiên chưa nói tới bất kỳ chiến đấu nào lực, nhất định là giải tán lập tức kết cục. Lý Ngọc Sơn cùng Tiếu Đông trước sau chân đã tới hiện trường, hai người gặp mặt về sau khó tránh khỏi có chút xấu hổ, vừa chế bên trong loại chuyện này rất phổ biến, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tên chọc đừng cười lão hòa thượng. Phó quốc dân nhìn thấy bọn hắn đều tới, trong lòng lập tức minh bạch, hai người này khẳng định không là hướng về phía mình. Càng không phải là hướng về phía Hứa Thuần Lương mà là bởi vì Chu thư ký hiện thân nguyên nhân, khám phá không nói toạc, mọi người cùng một chỗ còn là bạn tốt. Phó quốc dân thuận tiện tướng chuyện công tác kể một chút, hắn dự định tại Tế Châu lưu thêm 2 ngày, hắn cùng Hứa Thuần Lương là bằng hữu quan hệ, bằng hữu liền nên tại đối phương có việc thời điểm xuất hiện, không nhất định phải giúp thật sao bận bịu, nhưng là nhất định phải nâng người này trận. Từ Đại Hằng từ chức không lâu Trương Hằng Dương cũng đến đây. Lần này cùng hắn cùng đi còn có Tế Châu cục dân chính người đứng đầu Cát Hồng Giang, Trương Hằng Dương là Hứa Thuần Lương giới thiệu một chút Cát Hồng Giang. Cát Hồng Giang cùng Trương Hằng Dương là bạn học cũ, mắt nhưng là hắn cũng không phải hướng về phía Trương Hằng Dương mặt mũi tới, nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, Hứa trấn trưởng A, người có gì cần một mực cùng ta nói thẳng. Có Cát Hồng Giang câu nói này, tương đương với bộ dân chính câu đối hai bên cánh cửa lần này tang lễ mở đèn xanh, Hứa Thuần Lương nói, rất đa tạ Cát cục trưởng. Chúng ta không có cái gì đặc thù yêu cầu, chính là hết thảy theo chương trình xử lý, dự định thủ linh 3 ngày hỏa táng, sau đó về Đông Châu quê quán an táng. Cát Hồng Giang nói, dạng này a, ta cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi, đem lớn nhất hồi tưởng sảnh lưu lại, dựa theo cao nhất quy cách đến xử lý. Vốn là muốn giúp Chu lão gia tử tìm kiếm một khối phong thủy bảo địa, lý do đều nghĩ tốt, không phải vật chất di sản truyền thừa người, đức cao vọng trọng xã hội nổi danh nhân sĩ. Chu Nhân Hòa tại Tế Châu nơi đó lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Hứa Thuần Lương nói cảm ơn liên tục, hắn cũng có chút buồn bực, đã không phải Trương Hằng Dương mặt mũi, kia Cát Hồng Giang vì cái gì tới. Chẳng lẽ là Chu thư ký cho Tế Châu phương diện chào hỏi. Khó tránh khỏi có chút quá long trọng, Cát Hồng Giang nói, Hứa trấn trưởng không cần khách khí, Liễu thư ký đã thông báo sự tình ta khẳng định sẽ chấp hành đúng chỗ, huống chi ta cùng Hằng Dương còn là bạn học cũ. Liễu thư ký là Tế Châu người đứng đầu, Hứa Thuần Lương cùng người ta vốn không quen biết, Cát Hồng Giang sau khi đi, Trương Hằng Dương nói, Hứa trấn trưởng, vẫn là mặt mũi ngươi lớn, nếu đổi lại là ta, Cát Hồng Giang đều chưa hẳn mở cho ta một đường lục đèn. Hứa Thuần Lương nói, ta đến bây giờ đều không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Hắn cùng Cát Hồng Giang thật không có bất kỳ cái gì giao tình. Trương Hằng Dương cho là hắn là đang giả ngu, người ta Cát Hồng Giang nói đến đã đủ minh bạch. Liễu thư ký chào hỏi, đi qua coi là Hứa Thuần Lương tại Đông Châu có thông thiên chi năng, nghĩ không ra người ta tại Tế Châu một dạng ăn đến mở. Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Chu thư ký sẽ vì chuyện này cùng nơi đó người đứng đầu chào hỏi, dù sao hắn cái kia người công và tư rõ ràng nếu như tại Đông Châu còn có thể, tại Tế Châu làm như thế khả năng cơ hồ bằng không, nếu như Chu thư ký không nói, đó chính là Liễu thư ký mình chủ động. Hứa Thuần Lương thực sự nghĩ không ra mình cùng Liễu thư ký quá khứ có qua bất luận cái gì gặp nhau, bất quá rất nhanh hắn hoang mang liền được giải đáp. Hơn 8 giờ tối thời điểm, một cỗ Toyota Coaster lặng lẽ đi tới hiện trường, Diệp Sương Nguyên tại Tế Châu Liễu thư ký cùng đi tự mình đến đây. Nguyên lai lần này 3 tỉnh 7 thị gia tăng kinh tế hợp tác hội nghị, là phát cải ủy dẫn đầu, Diệp Sương Nguyên chuyên từ kinh thành qua tới tham gia hội nghị, hắn là từ nữ nhi Diệp Thanh Nhã nơi đó biết được Hứa gia sự tình. Diệp Thanh Nhã nói cho phụ thân Kiều Như Long đã đi, nàng hy vọng phụ thân đại biểu Diệp ra đi một chuyến.
Diệp Sương Nguyên biết sau chuyện này về tình về lý đều sẽ đi một chuyến, dứt bỏ Hứa Thuần Lương là Kiều gia tương lai con rể không nói, người ta còn có ân với Diệp gia. Liễu thư ký đối đãi vị này khách quý là từng ly từng tí, lúc đầu đêm nay sắp xếp xong xuôi hoạt động, nhưng là trưng cầu ý kiến qua Diệp Sương Nguyên về sau, biết được hắn có việc. Diệp Sương Nguyên đối với chuyện này cũng không làm bất kỳ dấu giếm nào, Liễu thư ký sau khi biết được lập tức làm ra an bài, còn tự thân cùng đi Diệp Sương Nguyên đến đây phúng viếng. Diệp Sương Nguyên nói cho hắn biết chuyện này tuyệt không phải vô tâm chi thất, mà là cố ý gây nên, hắn biết rõ tại Tế Châu nơi đó, Liễu thư ký mới là lớn nhất mặt bài, mà tại Liễu thư ký trong lòng, hắn mới là mặt bài, Diệp Sương Nguyên liền là muốn thông qua loại phương thức này còn cho Hứa Thuần Lương một cái nhân tình, hào không đấu vết, lại để cho Hứa Thuần Lương nguyện ý tiếp nhận. Diệp Sương Nguyên cùng Liễu thư ký vừa mới xuống xe, bên kia cũng có một cỗ lớn khách dừng lại, Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ tự mình mang theo hơn 10 người tới dự định nháo sự. Nhắc tới hai huynh đệ cũng đủ xui xẻo, vừa vặn đâm vào trên họng súng. Hai huynh đệ lúc đầu đến có chuẩn bị, ôm thẳng tiến không lùi dũng khí, thậm chí làm xong đại náo linh đường chuẩn bị, nhưng là bọn hắn trận doanh chưa triển khai, liền thấy cục thành phố người phụ trách Trịnh Văn Hải đi tới. Chu Nghĩa Văn là nhận biết Trịnh Văn Hải, nhìn thấy hắn xuất hiện tại hiện trường trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ cảnh sát đã nắm giữ bọn hắn động tĩnh, ở chỗ này chờ bọn hắn. Nghĩ lại không thể nào, Trịnh Văn Hải như thế đại lãnh đạo không có khả năng tự mình chỉ huy hành động. Chu Nghĩa Văn tranh thủ thời gian cười theo chạy tới, Trịnh Cục, ngài sao lại tới đây? Trịnh Văn Hải thấp giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Nghề nghiệp cảnh giác để hắn lập tức ý thức được đám người này kẻ đến không thiện, Trịnh Văn Hải quyết không cho phép ngay tại lúc này phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chu Nghĩa Văn đang chuẩn bị giải thích gia sản mình bị người chiếm lấy sự tình, biểu thị muốn cái công đạo. Trịnh Văn Hải căn bản không cho hắn cơ hội nghiêm nghị nhắc nhở, ai dám ở chỗ này nháo sự, ta liền nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc hắn. Chu Nghĩa Văn giật nảy mình, lúc này hắn nhìn thấy Liễu thư ký bồi tiếp Diệp Sương Nguyên hướng linh đường đi đến, Chu Nghĩa Văn triệt để trợn tròn mắt, hắn biết Hứa Thuần Lương tại Đông Châu có chút bối cảnh, nhưng là từ chưa nghĩ tới người này thế lực như thế lớn, tay chẳng những rời khỏi Tế Châu, thế mà còn đạt đến Liễu thư ký. Có Liễu thư ký tại, hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ một chút tìm khe hở gây chuyện kế hoạch. Hứa Trường Thiện thấy được cái này hai huynh đệ chủ động đi tới, hô tới. Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ liếc mắt nhìn nhau đều không có phản ứng hắn, tại hai anh em họ trong lòng, Hứa gia chính là cướp đi nhà bọn hắn sinh ra kẻ cầm đầu, bọn hắn liền Hứa Trường Thiện cùng một chỗ hận lên. Hứa Trường Thiện nói, thường nói, sinh không bằng nuôi, ta đại ca nuôi các ngươi nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, trong lòng hắn một mực đem các ngươi xem như con ruột đối đãi. Chu Nghĩa Vũ không đợi hắn nói xong cũng thô bạo ngắt lời hắn, dẹp đi a ngươi, hắn đem chúng ta đương thân nhi tử nhìn, đem di sản đều cho tôn tử của ngươi rồi. Không biết các ngươi hai người cho hắn rót cái gì mê hồn dược. Hứa Trường Thiện nói, tiền tại trong lòng các ngươi liền trọng yếu như vậy. Hắn ngậm đắng nuốt cay mà đem ngươi nhóm nuôi dưỡng thành người, các ngươi chẳng lẽ liền không có một tơ một hào cảm ơn chi tâm. Chu Nghĩa Văn nói, Nhân Hòa Đường mặc dù là lão đầu tử sáng lập, thế nhưng là Nhân Hòa Đường có thể có hôm nay là hai huynh đệ chúng ta vất vả nỗ lực kết quả, hắn có tư cách gì tướng Nhân Hòa Đường bảng hiệu cho các ngươi. Cái này chính là hai huynh đệ canh cánh trong lòng địa phương, Nhân Hòa Đường công trạng chân chính thực hiện bạo tạc tính chất tăng trưởng nhờ vào bọn hắn tướng tiêu thụ đặt ở trên mạng, cũng không ngừng thúc đẩy tại cả nước các nơi mở chi nhánh phát triển đại diện. Hiện tại bọn hắn mặc dù nắm trong tay tập đoàn đại bộ phận cổ phần, nhưng là nhãn hiệu bị Chu Nhân Hòa truyền cho Hứa Thuần Lương. Nếu như Hứa Thuần Lương thu hồi Nhân Hòa Đường nhãn hiệu quyền sử dụng, như vậy bọn hắn tướng đứng trước một hồi chưa từng có nguy cơ. Hứa lão gia tử chưa hề nghĩ tới chiếm lấy Nhân Hòa Đường, nhưng là đại ca di sản làm sao phân phối là đại ca làm chủ, đại ca tướng di sản cho cháu trai, Hứa Thuần Lương cũng không nói không muốn, vô luận anh em nhà họ Chu như thế nào phẫn nộ đều đổi biến không được hiện thực này. Hứa Trường Thiện van nài bà thầm nghĩ, một trận phụ tử duyên phận, không phải nói đoạn liền có thể đoạn mất. Những chuyện khác về sau lại thương lượng, chúng ta trước đem hắn nở mày nở mặt đưa tiễn. Nếu như không phải là vì đại ca, Hứa Trường Thiện mới sẽ không lựa chọn nhượng bộ, hắn vẫn là không muốn sự tình trong nhà bên ngoài dương. Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ dù sao cũng là đại ca con nuôi, đại ca đi, bọn hắn vắng mặt tang lễ sẽ cho người nói xấu. Hứa Trường Thiện cũng rõ ràng, đại ca cũng không đem sự tình làm tuyệt, ngoài miệng nói cùng bọn hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nhưng trong lòng vẫn là không đành lòng. Chu Nghĩa Vũ cười lạnh nói, người chứa người tốt lành gì?
phụ tử duyên phận, người đi hỏi một chút hắn, chúng ta coi hắn là cha ruột một dạng hiếu kính, hắn có hay không đem chúng ta xem như nhi tử. Quá tuyệt tình. Hứa Trường Thiện nói, hắn nếu là tuyệt tình, hai người các ngươi chỗ này có thể đứng ở chỗ này hảo hảo nói chuyện với ta, các ngươi đối với hắn làm qua cái gì, trong lòng các ngươi rõ ràng. Lúc này Hứa Thuần Lương đưa tiễn Diệp Sương Nguyên cùng Liễu thư ký, trùng hợp nghe được ra ra lời nói này, nội tâm chấn động, nhưng là hắn cũng không biểu lộ, mỉm cười tướng Diệp Sương Nguyên cùng Liễu thư ký đưa lên xe. Quay người trở lại ra ra bên người, tiếp cận anh em nhà họ Chu nói, làm sao? Các ngươi là tới tận hiếu vẫn là nghĩ nháo sự, vạch ra nói tới, muốn chiến muốn cùng ta phụng bồi tới cùng. Chu Nghĩa Vũ ưỡn ngực hung giữ hướng Hứa Thuần Lương phóng đi, làm ta sợ ngươi a. Chu Nghĩa Văn nhanh lên đem hắn ngăn lại, nhìn thấy vừa rồi chàng diện, hắn đã phi thường rõ ràng, nếu như bọn hắn dám ở chỗ này nháo sự, khẳng định không được xong đi. Chu Nghĩa Văn nói, Hứa Thuần Lương, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể phách lối tới khi nào. Anh em nhà họ Chu xoắn suýt nhiều người như vậy cuối cùng vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về, bọn hắn không phải người ngu, biết mình tại pháp luật bên trên chân đứng không vững, đạo đức bên trên cũng chân đứng không vững. Hứa Trường Thiện nhìn qua hai huynh đệ dẫn đám người kia rời đi, trong lòng thất vọng mất mát tiền tài trước mặt thân tình lương bạc đến mức nào, cũng bởi vì đại ca không có tướng di sản tất cả đều lưu cho hắn kia hai cái con nuôi, bọn hắn vậy mà không niệm dưỡng dục tri ân, liền tối thiểu làm người tử hiếu đạo quên đi. Hứa Trường Thiện không khỏi nhớ tới mình ba vóc dáng nữ, so với đại ca mình ở phương diện này coi như may mắn, cái này ba đứa con cái chí ít không có đem tiền coi trọng như vậy. Hứa Thuần Lương hướng ra ra nói, ra ra, ngài đối hai cái này vương bát đản khách khí như vậy làm gì? Hứa Trường Thiện thở dài nói, vô luận như thế nào bọn hắn cùng người bá tổ phụ đều là phụ tử một trận, người bá tổ phụ trên trời có linh hẳn là cũng nghĩ bọn hắn đưa lên đoạn đường. Hứa Thuần Lương nói, chưa hẳn, lão nhân gia ông ta đều muốn cùng bọn hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hứa Trường Thiện nói nhảm mà thôi, làm gì coi là thật. Hắn luôn cảm thấy người đều là có cảm tình. Cho dù là anh em nhà họ Chu, chỉ là bị lợi ích bịt kín hai mắt, về sau bọn hắn khẳng định sẽ đối với hôm nay sở tác chỗ làm hậu hối hận. Mặc Hàm đi vào bọn hắn hai người trước mặt, biểu thị mình có việc đi trước. Hứa Trường Thiện đối cô nàng này ấn tượng cũng không tệ, nhất là Chu Nghĩa Sinh mang theo một đám bát phụ tới gây chuyện thời điểm, nàng xuất thủ lắng lại rối loạn, mặc dù nha đầu này thủ đoạn phi thường thô bạo trực tiếp, nhưng là từ bên trong cũng nhìn ra nàng quả cảm già dặn cùng nàng siêu quần trí tuệ. 1. Tạm biệt thời điểm, Mai Như Tuyết chuyên chạy tới, bởi vì là có mặt tang lễ, Mai Như Tuyết cũng lựa chọn một thân màu đen, cùng Lâu Dài Mặc Hắc Mặc Hàm đứng chung một chỗ, tựa như một đôi tranh phân khoe sắc tỉ muội hoa. Mặc Hàm nói, ta chính nói không có gặp Mai chủ nhiệm đâu. Mai Như Tuyết mỉm cười nói, ta cũng giúp không được quá nhiều bận bịu, lại nói có các ngươi những người bạn này tại còn không phải như vậy. Hứa Thuần Lương nhìn qua từ Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên thấy được không che giấu được mỏi mệt, biết nàng một đường chạy đến nhất định phi thường vất vả, ôn nhu nói, người a, học tập khổ cực như vậy không cần thiết chuyên chạy đến một chuyến. Mai Như Tuyết nói, ta không yên lòng. Mặc Hàm luôn cảm thấy nàng câu nói này có chút một câu hai ý nghĩa, Hứa lão gia tử lên tiếng chào về sau tranh thủ thời gian né tránh, người tuổi trẻ sự tình hắn không tiện lẫn vào. Cũng chính là mình bảo bối cháu trai, đổi thành người khác nhưng ứng phó không được loại tràng diện này. Mai Như Tuyết đi trước linh đường phúng viếng. Bởi vì cùng Hứa Thuần Lương quan hệ, Mai Như Tuyết quỳ lại hành lễ, Hứa Thuần Lương ở một bên hóa vàng mã, Mai Như Tuyết đứng dậy về sau lại đi thăm hỏi Hứa Gia An cùng Hứa Gia Văn, kỳ thật nàng đến bây giờ đều không có làm rõ ràng Hứa Thuần Lương cái này đột nhiên thêm ra tới bá tổ phụ, liền xem như Hứa lão gia tử tìm được thất lạc nhiều năm ca ca. Nhưng cái này tang sự làm được cũng có chút long trọng. Hứa Thuần Lương đợi nàng bái tế xong, đề nghị nàng đi trước lão trạch bên trong nghỉ ngơi. Mai Như Tuyết nhìn qua đốt giấy để tang Hứa Thuần Lương, nhỏ giọng nói, vị này Chu lão gia tử cùng Hứa gia gia là thân huynh đệ. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, cùng cha khác mẹ. Mai Như Tuyết nói, đi qua chưa từng nghe ngươi nhắc qua. Ta cũng là vừa biết không lâu, hắn tướng mình giữ ấm chén vặn ra đóng đưa cho Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết tiếp nhận uống vào mấy ngụm, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đốt giấy để tang dáng vẻ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là không thể cầm loại chuyện này trêu chọc, nói khẽ ngươi thanh thế làm như thế lớn, phải đề phòng bị người hữu tâm thừa dịp cơ làm văn chương. Hứa Thuần Lương nói, số phận đã định, theo hắn đi thôi, gia gia của ta chỉ như vậy một cái ca ca, hắn cũng là vừa vặn mới biết được cái tầng quan hệ này,
làm được phong quang một chút, mới có thể để cho lão nhân gia ông ta trong lòng tốt hơn một chút. Mai Như Tuyết nắm chặt tay của hắn nói, ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Hứa Thuần Lương nói, thân thể ta không có bất kỳ tật xấu gì. Mai Như Tuyết thở dài, con hàng này không nói được vài câu đứng đắn nói. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng kinh hô, ai u, ta không có quấy rầy đến các ngươi a. Lại là Cơ Dai Dai đi tới ngoài cửa. Mai Như Tuyết cuống quýt đưa tay rời, Hứa Thuần Lương chừng Cơ Dai Dai một chút, ngươi có mau bệnh a, không thành thành thật thật thủ linh tới chỗ này làm gì. Cơ Dai Dai nói, đội sản xuất lửa kéo cối xay cũng phải nghỉ ngơi một chút, ta đều trông thời gian dài như vậy, ngài dù sao cũng phải để cho ta uống miếng nước đi. Nàng cười cười đi vào Mai Như Tuyết trước mặt, không chút kiêng kỵ đánh giá nàng, thật xinh đẹp, ta đây sư nương a. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp nóng lên, nàng đi qua nghe Hứa Thuần Lương nói qua thu đồ sự tình, đoán được Cơ Dai Dai thân phận, dịu dàng cười nói, ngươi chính là Dai Dai đi. Cơ Dai Dai nhẹ gật đầu, là ta, Hứa Thuần Lương thân truyền đại đệ tử Cơ Dai Dai. Hứa Thuần Lương cầm nàng có chút không có cách, còn có đối sư phụ gọi thẳng tên. Mai Như Tuyết cho nàng rót chén nước, Cơ Dai Dai tiếp nhận một giọng nói tạ ơn, lúc này bên ngoài lại tới khách quý phúng viếng. Hứa Thuần Lương nhanh đi ra ngoài nghênh đón, hắn có chút không yên lòng Cơ Dai Dai, nhìn Mai Như Tuyết một chút, Mai Như Tuyết cho hắn một cái chỉ có thể ý hội ánh mắt, để hắn cứ yên tâm đi. Cơ Dai Dai đem ly kia nước uống xong, ngồi tại Mai Như Tuyết đối diện, tiếp tục đánh giá nàng, ngươi gọi Mai Như Tuyết a. Mai Như Tuyết cười nói, ngươi biết ta? Biết, sư phụ ta chính quy bạn gái, vị hôn thê, nghe nói ngươi vẫn là cái làm quan đây này. Mai Như Tuyết cố ý nói, không có để ngươi thất vọng a. Không có, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, khó trách ta sư phụ có thể coi trọng ngươi. Mai Như Tuyết nói, xem ra ta ngoại trừ nhan trị không còn gì khác. Cơ Dai Dai khanh khách nở nụ cười, ta đây không phải mới quen ngươi, đối ngươi ấn tượng chỉ có thể dừng lại tại mặt ngoài, dù sao có thể để cho sư phụ ta cảm mến nữ nhân khẳng định phi thường lợi hại. Mai Như Tuyết cười nói, tuổi còn nhỏ miệng ngược lại là rất lợi hại. Cơ Dai Dai nói, ta không nhỏ, rất nhiều nữ nhân giống ta như thế lớn thời điểm đều kết hôn sinh con. Mai Như Tuyết nói, người kiểu nói này ta cũng cảm giác mình già rồi. Cơ Dai Dai cười nói, vậy phải xem ngươi cùng với ai so ngươi cùng sư phụ ta ai lớn a. Mai Như Tuyết nói, ta à. Cơ Dai Dai lại nhìn kỹ một chút nàng, nhìn không ra, sư phụ ta lộ ra lớn hơn ngươi. Mai Như Tuyết nói, hắn quan tâm sự tình quá nhiều, gần nhất tiểu tụy một chút. Bất quá ta thích hắn bộ dáng bây giờ. Cơ Dai Dai nói, cũng không chỉ một mình ngươi thích. Mai Như Tuyết cười nói, ngươi cuối cùng tán thưởng ánh mắt của ta. Cơ Dai Dai nhãn tình sáng lên, kỳ thật nàng tới rất muốn cho Mai Như Tuyết không được tự nhiên, nhưng nàng vô luận như thế nào ra chiêu, đều bị Mai Như Tuyết hời hợt hóa giải. Tại Mai Như Tuyết trước mặt, nàng chính là một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, thông minh không phải là trí tuệ. Đang đấu trí phương diện Cơ Dai Dai căn bản là không có cách nhìn cùng Mai Như Tuyết bóng lưng. Cơ Dai Dai không phải không thấy qua việc đời hùng hài tử, nhìn thấy Mai Như Tuyết về sau, nàng đối mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng câu nói này bắt đầu có khắc sâu lý giải, đi qua nàng chỉ là tướng câu nói này dùng tại Hoa Trục Nguyệt trên thân nhưng là đối diện Hoa Trục Nguyệt thời điểm nàng có thể thỏa thích dở tính trẻ con, Hoa Trục Nguyệt đối nàng ngang bướng hành vi bao dung nhường nhịn, nàng từ đáy lòng cũng không sợ Hoa Trục Nguyệt. Hôm nay nhìn thấy Mặc Hàm tại đối mặt kẻ nháo sự lôi lệ phong hành xử lý thủ đoạn, nàng sinh lòng bội phục, kỳ thật nàng cũng có thực lực làm chuyện giống vậy, nhưng là nàng đầu tiên nghĩ đến chính là mang theo nàng đám kia quốc tế bạn bè cùng đối phương ra tay đánh nhau, đây chính là sự chênh lệch. Hiện tại cùng Mai Như Tuyết gặp mặt, nàng vẫn không đổi được cậy mạnh phong cách, cũng không có mấy hiệp xuống tới, nàng liền cảm thấy mình ngây thơ đến liền chính nàng đều cảm thấy có chút buồn cười. Cơ Dai Dai càng xem càng cảm thấy Mai Như Tuyết xinh đẹp, nhỏ giọng nói, sư phụ ta thu ta làm đồ đệ ngươi sẽ không tức giận a? Mai Như Tuyết nói, tại sao phải tức giận a? Ta tin tưởng hắn làm một chuyện gì đều có đầy đủ lý do, cho nên ta ủng hộ vô điều kiện hắn. Cơ Dai Dai cười nói, ngươi thật có một bộ, khó trách nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh sư phụ ta, hắn hết lần này tới lần khác liền chọn chúng ngươi. Mai Như Tuyết có chút oán trách nói ra, lời này của ngươi nếu để cho sư phụ ngươi nghe được không phải phạt ngươi không thể. Cơ Dai Dai nói, chúng ta nữ nhân ở giữa nói ngươi sẽ không truyền cho hắn đúng không? Mai Như Tuyết cố ý đùa nàng, ngươi cảm thấy ta và ngươi sư phụ càng thân cận một chút vẫn là cùng ngươi càng thân cận một chút. Cơ Dai Dai nói, đó còn cần phải nói,
bất quá chúng ta còn nhiều thời gian, hôm nay mới quen, về sau phát triển còn sẽ có vô hạn khả năng, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành tốt khuê mật đâu. Mai Như Tuyết cười nói, người nhà đầu này ngược lại là Cơ Linh. Cơ Dai Dai lấy lòng nói, tỷ, ngươi ăn cơm chưa? Mai Như Tuyết lắc đầu, lúc này Phó Học Đông đưa cơm tới, tỷ tỷ, sư phụ để cho ta đưa cho ngài tới chậm bữa ăn. Mai Như Tuyết trong lòng một trận ấm áp, Hứa Thuần Lương bận rộn như vậy, cũng chưa quên quan tâm chính mình. Cơ Dai Dai thấy được nàng trên mặt nụ cười ấm áp, cũng có thể phát giác được kia phần ấm áp, tràn ngập hâm mộ nói, sư phụ đối ngươi thật tốt. Mai Như Tuyết nói khẽ, ta đối với hắn cũng giống vậy. Cơ Dai Dai trợn mắt hốc mồm, đây là trắng trợn tú ân ái a. Triệu Phi Dương tới hơi trễ, bất quá muộn cũng có muộn chỗ tốt, 8 giờ tối đến càng lộ vẻ thành ý. Hắn đến để Hứa Thuần Lương hơi có vẻ ngoài ý muốn, bởi vì Triệu Phi Dương đã thông qua Cao Tân Hoa đưa lên phúng viếng kim, hiện tại lại tự mình đến đây, người chứng minh nhà đối Hứa gia phát sinh sự tình vẫn là xem trọng, Hứa Thuần Lương cũng không có mơ tưởng, không có đem Triệu Phi Dương chuyên đến đây cùng Chu thư ký xuất hiện liên hệ với nhau. Triệu Phi Dương bái tế về sau, an ủi một chút Hứa gia nhân, cuối cùng đi đến Hứa Thuần Lương trước mặt, cầm tay của hắn nói, Thuần Lương, nén bi thương a. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn Triệu viện trưởng. Triệu Phi Dương nói, người ta ở giữa còn cần nói cái này, có gì cần hỗ trợ ngươi một mực nói. Hứa Thuần Lương nói, hết thảy tất cả an bài xong, nơi đó chính phủ cũng cho rất nhiều ủng hộ. Triệu Phi Dương nghe được nơi đó chính phủ bốn chữ này thời điểm, thầm than, đây chính là bức cách, lại để cho tiểu tử này cho thành công đựng, bất quá hắn cũng thừa nhận Hứa Thuần Lương năng lực, Chu thư ký cũng đích thân tới, Tế Châu phương diện nể tình cũng là bình thường. Triệu Phi Dương nói, ta hai ngày này còn có không ít công việc, cho nên không thể ở chỗ này ở lâu, lúc nào hỏa táng. Hắn dự định qua tới tham gia lễ truy điệu. Hứa Thuần Lương để hắn không cần bôn ba qua lại, Triệu Phi Dương có thể đến chuyến này cũng coi như cho đủ mình mặt mũi, mọi người hiện tại cũng không tại một cái hệ thống, đi qua không nhanh cũng liền để hắn tới. Kỳ thật Hứa Thuần Lương cùng Triệu Phi Dương ở giữa cũng không cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, vẫn luôn là Hứa Thuần Lương cùng Hoa Niên tập đoàn ở giữa vấn đề. Triệu Phi Dương nhìn thấy Cao Tân Hoa bọn người tại hiện trường hỗ trợ, Cao Tân Hoa cho Hứa Thuần Lương hỗ trợ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao bọn hắn vốn là có giao tình, nhưng là văn lữ cục mấy vị lãnh đạo đều tại hiện trường cho hắn hỗ trợ, cái này liền chứng minh Hứa Thuần Lương tại mới đơn vị lẫn vào không tệ. Kỳ thật sớm nhất Phó Quốc Dân cùng Hứa Thuần Lương còn là thông qua Triệu Phi Dương giới thiệu mới quen, hiện tại quan hệ của hai người đột nhiên tăng mạnh, Phó Quốc Dân hoạn lộ cũng là như thế, từ quá khứ cùng Triệu Phi Dương bình khởi bình tọa. Hiện tại đã xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Triệu Phi Dương gần nhất thường xuyên nghĩ lại chính mình lúc trước lựa chọn, hắn tìm cho mình vô số lý do, nhưng hiện thực lại làm cho hắn ý thức được chính mình lúc trước chọn sai, nhưng là đã không có quay đầu khả năng, cái này chén rượu đắng chỉ có chính hắn nuốt xuống. Triệu Phi Dương hướng Phó Quốc Dân đi đến, hô Quốc Dân, người cũng đến giúp đỡ a. Phó Quốc Dân nói, đều là bọn hắn đang bận, ta chính là đi theo nâng cái nhân tràng. Hắn móc ra một điếu thuốc đưa cho Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương thấy được cách đó không xa Phó Học Đông, tiểu hài tử biến hóa tương đối nhanh, hắn có chút không dám nhận, đó là ngươi nhi tử a. Phó Quốc Dân đem nhi tử gọi đi qua, cho Triệu Phi Dương làm cái giới thiệu, Triệu Phi Dương không khỏi cảm khái nói, nghĩ không ra đứa nhỏ này đều cao như vậy. Trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, hiện tại bọn hắn quan hệ đều chỗ đến gần như vậy, Hứa Thuần Lương trong nhà có việc, Phó Quốc Dân liền nhi tử đều mang tới. Phó Quốc Dân đương nhiên sẽ không đem nhi tử bái Hứa Thuần Lương vi sư sự tình nói cho Triệu Phi Dương, liên quan tới Hứa Thuần Lương cùng Triệu Phi Dương ở giữa tình huống hắn nhiều ít cũng nghe nói một chút. Phó Quốc Dân cảm khái nói, đúng vậy a, hài tử lớn, chúng ta liền già, Phi Dương, đánh tính lúc nào mời ta ăn vui bột a. Đối với chuyện này coi như Triệu Phi Dương muốn giấu giếm, Bùi Lâm Bụng cũng không dối gạt được, Triệu Phi Dương nói, đều bao lớn tuổi tác, lười nhác xử lý. Phó Quốc Dân nói, nên làm còn phải xử lý. Hướng Linh Đường phương hướng nhìn thoáng qua trong lòng thầm nghĩ, Hứa Thuần Lương lần này khiến cho quá kiêu căng, bất quá tiểu tử này mặt mũi cũng là thật to lớn, nên tới không nên tới trên cơ bản đều tới, trải qua như thế dày vò, không ít người đều thấy được bối cảnh của hắn, tin tưởng về sau dám chọc hắn người cũng không nhiều. Triệu Phi Dương hỏi Phó Quốc Dân sau khi trở về công việc có phải hay không hài lòng, Phó Quốc Dân biểu thị hết thảy cũng tạm được. Hiện tại hắn chủ yếu vẫn là tại thích ứng hoàn cảnh, điều chỉnh đơn vị các phòng, có câu nói là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, tất cần trước đem văn lữ trong cục bộ chỉnh đốn tốt,
mới có thể tăng lên công việc hiệu suất. Phó quốc dân nói, các ngươi mới bệnh viện kiến thiết thuận lợi sao? Triệu Phi Dương thở dài nói, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện bên kia coi như thuận lợi, Trường Hưng bản bộ hai kỳ công trình tài chính chậm chạp không thể đến vị, cái này đang chờ lấy Hồ Sơn Trấn cho chúng ta bật đèn xanh, xích đạo vốn liếng 5.000 vạn chuyển nhượng kim hoàn tại bọn hắn giám thị bên trong. Phó quốc dân nói, Tần Chính Dương vừa còn ở lại chỗ này. Triệu Phi Dương hôm nay tới cũng dự định cùng Tần Chính Dương gặp một lần, vừa rồi cũng tìm kiếm khắp nơi, nhưng là không thấy được Tần Chính Dương, coi là bỏ qua, Phó quốc dân cũng giúp hắn tìm kiếm, nhìn thấy Tần Chính Dương đang cùng Phạm Lý Đạt trò chuyện trời. Triệu Phi Dương hướng hắn cười cười, Phó quốc dân biết hắn ý tứ, giơ lên cằm ra hiệu hắn nhanh đi bận bịu chính sự. Tần Chính Dương giúp Phạm Lý Đạt bàn sổ sách đâu, hắn đợi lát nữa còn phải trở về. Triệu Phi Dương nói, Tần Bí Thư. Tần Chính Dương kỳ thật sớm liền thấy Triệu Phi Dương, bất quá hắn cùng Triệu Phi Dương ở giữa cũng không có nhiều tiếng nói chung, đi qua Nguy Sơn đảo bệnh viện là Trường Hưng phân viện, giữa bọn hắn coi như có công việc bên trên lui tới, hiện tại Dài Hưng bệnh viện đã đem phân viện chuyển nhượng cho Xích Đạo vốn liếng, mang ý nghĩa Trường Hưng tại Hồ Sơn Trấn lại không cái gì đầu tư hạng mục. Tần Chính Dương đương nhiên biết rõ Triệu Phi Dương tới chào hỏi mục đích, mỉm cười nói Triệu Viện cũng tới. Triệu Phi Dương nói, vừa tới. Tần Bí Thư vội vàng đâu? Tần Chính Dương nói, không có việc gì, hỗ trợ bàn bàn sổ sách. Hắn cùng Phạm Lý Đạt lên tiếng chào hỏi, cùng Triệu Phi Dương đi một bên nói chuyện. Triệu Phi Dương cũng không có vòng vo, trực tiếp hỏi kia bút chuyển nhượng kim sự tình. Tần Chính Dương lộ ra phi thường kinh ngạc, cái gì? Còn chưa tới sổ sách sao? Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ ngươi thật là biết chứa, 5.000 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, nếu như đến Trường Hưng chương mục. Bệnh viện tài vụ dám không hướng ta báo cáo. Cùng ta chơi thái cực, người còn non lắm, ta hỗn thể chế thời điểm, người vẫn là cái học sinh tiểu học đâu. Triệu Phi Dương trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là hắn cũng không thể biểu lộ ra, vẫn ngữ khí khiêm tốn nói, không có A, Tần Bí Thư phê sao. Đã sớm phê A, Tần Chính Dương nghiêm trang đáp. Triệu Phi Dương cảm giác cái này không có ý nghĩa, người Tần Chính Dương dù sao cũng là Hồ Sơn Trấn người đứng đầu. Không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt A, Triệu Phi Dương nói thế nhưng là chúng ta Trường Hưng bệnh viện cũng không thu được khoản này khoản tiền A. Tần Chính Dương nói, Hoa Niên không có tướng số tiền kia hoạch cho các ngươi sao. Triệu Phi Dương nghe xong đầu liền lớn, Tần Chính Dương không giống như là đang nói đùa với mình, hắn đem khoản này giám thị tài chính cho đến Hoa Niên chương mục. Triệu Phi Dương nói, nhưng khi đó tại ký kết hợp đồng thời điểm đặc địa chú sáng tỏ. Khoản này giám thị tài chính về sau trực tiếp đi vào Trường Hưng bệnh viện tài khoản. Tần Chính Dương nói, nhưng là hợp đồng ký kết mới là Xích Đạo vốn liếng cùng Hoa Niên tập đoàn. Hoa Niên tập đoàn phái người tìm chúng ta giải trừ tài chính giám thị, chẳng lẽ bọn hắn không có tướng chuyện này nói cho ngươi? Triệu Phi Dương không biết rõ Tần Chính Dương có phải hay không có chủ tâm cố ý, nhưng tại đạo lý bên trên tìm không ra người ta mau bệnh, giao dịch song phương thật là Hoa Niên tập đoàn cùng Xích Đạo vốn liếng. Tần Chính Dương nhìn thấy Triệu Phi Dương đột nhiên ảm đạm thần sắc đều có chút đồng tình hắn, kỳ thật hắn cũng phi thường rõ ràng Hoa Niên hiện trạng, chỉ cần số tiền kia tiến vào Hoa Niên chương mục, Triệu Phi Dương nghĩ muốn cầm trở về chỉ sợ khó mà lên trời. Một chiêu này là Hứa Thuần Lương nghĩ ra được, tướng 5.000 vạn giám thị tài chính cho Hoa Niên mà không phải Trường Hưng. Tần Chính Dương thầm than Hứa Thuần Lương ra tay đủ hung ác, lần này chẳng những tướng Triệu Phi Dương đẩy vào khốn cảnh. Sẽ còn bốc lên Trường Hưng cùng Hoa Niên ở giữa mâu thuẫn. Triệu Phi Dương đã không có trò chuyện đi xuống tâm tình, cấp tốc kết thúc cuộc nói chuyện, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại, Hồ Sơn Trấn đối với chuyện này cố ý khái niệm hỗn hào, hung hăng bày hắn một đạo, hắn mới không tiếp tin tưởng Hồ Núi Trấn phương diện không rõ ràng số tiền kia ứng nên đưa cho ai. Người khác không rõ ràng, Hứa Thuần Lương nhất định rõ ràng, Vũ Pháp Quân còn chuyên môn đi Nguy Sơn đảo đi tìm hắn, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương. Uổng ta đối với ngươi lấy ơn báo oán, ngươi vậy mà đối ta bỏ đá xuống giếng. Triệu Phi Dương thậm chí đều không cùng Hứa Thuần Lương tạm biệt liền lên xe rời đi, tâm tình của hắn cực độ ác liệt bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái này 5.000 vạn nên là bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại. Mặc dù liệu định kết quả, nhưng Triệu Phi Dương vẫn là ôm thái độ muốn thử một chút cho Đường Kinh Vĩ gọi điện thoại, dù sao Đường Kinh Vĩ đáp ứng ban đầu qua hắn, cái này 5.000 vạn muốn chia cho Trường Hưng bệnh viện. Dùng cho bệnh viện hai kỳ công trình. Đường Kinh Vĩ nghe nói Triệu Phi Dương là vì cái này 5.000 vạn sự tình lập tức nở nụ cười. Phi Dương a, chuyện này ta còn thực sự là không rõ lắm. Như vậy đi, hôm nay quá muộn, ngày mai ta hỏi một chút tài vụ.
Triệu Phi Dương nghe xong liền biết hắn là tại qua loa mình, Đường Tổng, hiện tại Trường Hưng hai kỳ công trình nghèo rất mồng tơi, nếu như tài chính lại không đúng chỗ cũng chỉ có thể đình công. Đường Kinh Vĩ nói, phương diện tiền bạc không cần ngươi lo lắng. Triệu Phi Dương trong lòng thầm mắng, không cần ta lo lắng, ngươi mẹ nó ngược lại là cho ta a, đáp ứng ban đầu 5.000 vạn giám thị tài chính, đã sớm tới chương mục của ngươi, ngươi ngay cả chào hỏi đều không đánh với ta một cái, ngươi coi ta là thành cái gì rồi. Triệu Phi Dương dứt khoát nói cho rõ ràng, Đường Tổng, cái này 5.000 vạn lúc trước chúng ta thế nhưng là nói tốt lắm, chỉ cần Hồ Sơn Trấn phương diện giải trừ giám thị, trực tiếp chuyển đến Trường Hưng Bệnh viện chương mục. Đường Kinh Vĩ nói, Phi Dương a, chúng ta hiện tại là người một nhà, Trường Hưng Bệnh viện cũng là Hoa Niên một bộ phận nha, làm người phải có cái nhìn đại cục, ta đang định đề danh ngươi tiến vào Hoa Niên ban giám đốc, ngươi không thể vẫn là như quá khứ như thế nhìn vấn đề, muốn từ tập đoàn toàn diện chiến lược xuất phát. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ đi mẹ nó ban giám đốc, Hoa Niên hiện tại hãm sâu nợ nần nguy cơ, người để danh ta tiến ban giám đốc, là để cho ta đi vào cõng nồi sao. Thật sự là đánh cho một tay tính toán, cố nén phẫn nộ trong lòng nói Đường Tổng, Trường Hưng Bệnh viện hai kỳ công trình đến thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề a, nếu không đối Trường Hưng vẫn là đối tập đoàn đều sẽ sinh ra cực ảnh hưởng nghiêm trọng. Đường Kinh Vĩ nghe ra hắn có uy hiếp chính mình ý tứ. Ha ha cười nói, đối với ngươi mà nói, Trường Hưng là ngươi duy nhất hài tử, với ta mà nói lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, tiền ứng làm sao tiêu, hướng chỗ nào hoa, ta Thanh Sở Phi Dương a, ngươi một mực đem tâm đặt ở trong bụng, đúng, Bùi Lâm sắp sinh a. Triệu Phi Dương cho rằng Đường Kinh Vĩ chính là đang cùng mình chơi thái cực, lạnh nhạt nói tạ ơn quan tâm. Đường Kinh Vĩ nói, nàng là ta em gái nuôi, ta sao có thể không quan tâm nàng đâu. Không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng không thể đem tâm toàn đều đặt ở sự nghiệp bên trên, lão bà của mình nên quan tâm vẫn là phải quan tâm một chút. Ta nghe Bùi Lâm nói, ngươi gần nhất áp lực lớn, tâm tình không tốt, cái này cũng trách ta đưa cho ngươi gánh quá nặng đi. Triệu Phi Dương lập tức sinh lòng cảnh giác, hắn nói như vậy là có ý gì? Là đang uy hiếp mình sao? Triệu Phi Dương chưa hề tướng Đường Kinh Vĩ xem như là bằng hữu của mình, nhưng là hắn từ đầu đến cuối cho rằng Đường Kinh Vĩ không thể rời đi mình. Ngoại trừ mình không ai chơi đến chuyển Trường Hưng, nhưng gần nhất phát sinh một dãy chuyện để hắn bắt đầu cảnh giác, Đường Kinh Vĩ người này là cực kỳ tự tư lãnh huyết, một khi hắn cho là mình xúc phạm lợi ích của hắn, hắn tuyệt sẽ không giảng cứu bất kỳ thể diện. Triệu Phi Dương ngữ khí mềm xuống, Đường Tổng, ta nhưng là vì tập đoàn suy nghĩ, ngài đối ta như thế tín nhiệm, ta cũng không thể cô phụ kỳ vọng của ngài. Đường Kinh Vĩ nói, vậy cũng phải chú ý thân thể, nếu như ngươi mệt muốn chết rồi. Ta làm sao hướng Bùi Lâm bàn giao? Làm sao hướng các cổ đông bàn giao? Trường Hưng cũng không thể rời đi ngươi a, như vậy đi, ngày mai ta tìm tài vụ tìm hiểu một chút tình huống, vô luận như thế nào, trước cho ngươi phát một bút khoản đi qua. Tạ ơn Đường Tổng, Triệu Phi Dương trong lòng phát lạnh, hắn ý thức được cái này 5.000 vạn không thể có thể đều muốn trở về, nếu như hắn không có đoán sai, Đường Kinh Vĩ vô cùng có khả năng chỉ cho mình một phần rất nhỏ. Triệu Phi Dương đối Đường Kinh Vĩ diện mục nhận biết đến càng ngày càng rõ ràng, đối đãi người này nhất định phải sớm đề phòng, lưu đủ chuẩn bị ở sau. Chu Nhân Hòa tang lễ tại Tế Châu Thành chấn động một thời, không chỉ rất nhiều thân phận nhân vật trọng yếu thay nhau đăng tràng, đi qua đã từng bị qua Chu Nhân Hòa ân huệ bệnh nhân cũng lần lượt nghe hỏi chạy đến. Tại Hứa Trường Thiện xem ra những này tự phát đến đây phúng viếng phổ phổ thông thông dân chúng mới càng khiến người ta cảm động, một người cả một đời làm cái gì, thị phi thành bại. Đến mọi người định đoạt, mình đi qua đối đại ca một mực đều ôm lấy thành kiến, thông qua lần này tang lễ, hắn mới nhận thức đến, đại ca cả một đời đã làm nhiều lần việc thiện. Hứa Trường Thiện thậm chí đang nghĩ, tương lai có một ngày mình thời điểm ra đi, nếu như có thể có nhiều như vậy bệnh nhân tới phúng viếng hoài niệm mình, cũng coi như cả đời này làm nghề y không tiếc nuối. Hứa Trường Thiện chính suy nghĩ thời điểm, nhìn thấy nhi tử Hứa Gia Hiên từ một chiếc xe taxi thượng phong đầy tớ nhân dân ngã lăn xuống đất xuống tới. Hứa Gia Hiên đi vào trước mặt phụ thân, cha, ta trở về. Hứa Trường Thiện nhìn qua nhi tử Hứa Gia Hiên bị hắn mắng đã quen, làm xong bị hắn lại mắng một trận chuẩn bị, thật không nghĩ đến Hứa Trường Thiện gật đầu nói, trở về liền tốt, nhanh. Đi cho đại bá của ngươi dập đầu dâng hương. Hứa Gia Hiên đã đại khái hiểu rõ tình huống, đi trước linh đường cho đại bá dập đầu hóa vàng mã dâng hương, sau đó về lão trạch bên trong thay đổi đồ tang, đại tỷ Hứa Gia An nghe hỏi chạy đến. Cho hắn hỗ trợ mặc tang phục, nhỏ giọng nói, Gia Hiên, ta đến bây giờ đều mơ hồ, làm sao lại đột nhiên nhiều hơn một cái đại bá.
Hứa Gia Hiên nói, Thuần Lương tiểu tử thúi kia không có giải thích với ngươi. Hứa Gia An lắc đầu nói, hắn mỗi ngày bận rộn như vậy, ta đều không có ý tứ quấy rầy hắn. Hứa Gia Hiên nói, tóm lại sẽ không lầm, ngoại trừ chúng ta, cha cũng không có những thân nhân khác, lần này nhất định đến làm cho lão nhân gia ông ta hài lòng. Hứa Gia An thở dài nói, cha giận ta, chê ta không có để bọn nhỏ cùng một chỗ tới. Hứa Gia Hiên nói, bọn nhỏ đều lớn rồi, có chính mình sự tình. Còn không phải sao, nhưng là thiên đại sự tình cũng phải trước thả một chút. Hứa Gia Hiên lời nói xoay chuyển, đem đại tỷ sáng rõ sững sờ. Hứa Gia An nói, ta đã để bọn họ đi tới, hẳn là hôm nay đều chạy tới, ta hai đứa bé kia bình thường cũng không thế nào nghe lời của ta, đi qua ta vẫn cảm thấy bọn hắn rất ưu tú, nhận qua cao đẳng dạy dục, công việc cũng không tệ, nhưng hiện tại xem ra, rất nhiều chuyện còn so ra kém Thuần Lương. Hứa Gia Hiên cười nói, đại tỷ, đừng nói bọn hắn, ta có một số việc cũng không sánh nổi hắn. Trong lòng có điểm khó chịu, nhà ngươi kia hai hàng có thể cùng nhi tử ta so. Thân tỷ cũng không mang theo như thế vũ nhục người. Hứa Gia Văn cũng đến đây ca, ngài có mệt hay không, đi trong phòng nghỉ một lát, ăn cơm chưa? Hứa Gia Hiên nói, ngươi cũng đừng hại ta, ta là tới vội về chịu tang, ăn no liền ngủ, lão gia tử không phải cầm côn đuổi ta. Tỷ đệ ba người nở nụ cười bất quá cười đến rất thu liếm, đều rõ ràng bây giờ không phải là cười thời điểm, kỳ thật bọn hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện đại bá cũng không có quá sâu tình cảm. Cho nên đại bá qua đời cũng không có mang cho bọn hắn nhiều ít tâm hồn xung kích, nhưng là bọn hắn đều hiếu thuận, đều mười phần tôn trọng phụ thân tình cảm. Hứa Thuần Lương mang theo Mai Như Tuyết đi đến, Mai Như Tuyết kêu một tiếng hứa thúc thúc. Hứa Gia Hiên gật đầu cười, nhanh đi tìm hành lý của hắn Dương, Hứa Gia Văn giúp hắn kéo đi qua, Hứa Gia Hiên mở ra Dương hành lý từ đó xuất ra một cái biểu hộp, tiểu tuyết A, lần này thúc thúc tới vội vàng, không có tới kịp cho ngươi tuyển lễ vật. Khối này biểu là ta ở phi trường mua. Mai Như Tuyết xem xét nhãn hiệu là Patek Philippe, giá thị trường đến nhỏ 50 vạn, tranh thủ thời gian từ chối nói, thúc thúc, quá quý giá, ta không thể nhận. Hứa Gia Hiên nói, nhất định phải thu A, người không đến mức xem thường Hứa Thuần Lương cha hắn A. Mai Như Tuyết có chút ngượng ngùng, ngài nói như vậy, ta chỉ có thể nhận, tạ ơn thúc thúc. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này không đáng tin cậy cha cuối cùng làm kiện đáng tin cậy sự tình, đoán chừng là nghe nói lão mụ đưa cho Mai Như Tuyết vòng tay sự tình, tuét miệng ở một bên cười. Hứa Gia Hiên trừng mắt liếc hắn một cái nói, tiểu tử thúi, người cười ngây ngô cái gì? Còn không giúp tiểu tuyết đeo lên, trước mặt người khác lần thứ nhất có sảng khoái cha uy phong. Hứa Thuần Lương đuổi mau giúp một tay mở ra, Mai Như Tuyết vốn không muốn hiện tại liền mang, nhưng không có cách, Hứa Thuần Lương mở ra. Mai Như Tuyết xem xét là Patek Philippe khảm kim cương cổ điển khoản, cái này biểu tiêu chuẩn nhanh 100 vạn, trong lòng thầm than, Hứa Thuần Lương phụ mẫu đến tột cùng là làm cái gì? Hai người đều đủ có tiền. Hứa Gia Hiên nhìn thấy Mai Như Tuyết trên tay vòng tay, một chút liền nhận ra là Phùng Minh Quân mang qua, này nương môn thật đúng là biết làm người. Hứa Thuần Lương cố ý nói, cha ta như thế nịnh bỡ ngươi, ngươi về sau đến hiếu thuận hắn A. Mai Như Tuyết xấu hổ đỏ mặt. Hứa Gia Hiên cười ha ha, bất quá lập tức lại ngưng cười âm thanh, hiện tại buồn cười đến không phải lúc. Hứa Thuần Lương để Mai Như Tuyết bồi hai vị cô trò chuyện, mang theo phụ thân cùng đi đến trong linh đường, Hứa Gia Hiên hồi linh đường đốt đi giấy, thấp giọng nói, nhi tử, sự tình lần trước xin lỗi a. Hứa Thuần Lương nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, hôm nay trước không đề cập tới. Hứa Gia Hiên có chút chột dạ, nhi tử ý tứ rõ ràng là hôm nay trước tha hắn một lần. Về sau lại tìm hắn tính sổ sách. Hứa Gia Hiên thấp giọng nói, lại nói, làm sao nhận nhau. Hứa Thuần Lương đem tiền căn hậu quả nói một lần, Hứa Gia Hiên gật đầu nói, làm rất đúng. Một bên đốt giấy vàng, một bên lẩm bẩm, đại bá, ta đến xem ngài, xin lỗi a, ngài khi còn sống ta không có cơ hội hiếu kính ngài, bất quá ngài yên tâm, về sau mỗi đến ngày ngày rỗ đều để Thuần Lương cho ngài hóa vàng mã dâng hương. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này lão hoạt đầu, người sẽ không đích thân hóa vàng mã dâng hương A. Hứa Gia Hiên nói, đại bá, lấy tiền A, trên đường mang nhiều điểm, tùy tiện hoa. Lúc này lại có người đến, lần này tới chính là Minh Đức Tập đoàn Tổng Giám đốc Hoàng Hữu Long. Hứa Thuần Lương đã sớm dự liệu được hắn sẽ xuất hiện, mặc dù đối Hoàng Hữu Long phi thường phản cảm nhưng là người ta tới vẫn là phải khách khí nghênh đón, Hứa Gia Hiên không đến thời điểm Hứa Thuần Lương chủ sự. Hắn sau khi đến dĩ nhiên chính là hắn phụ trách ra mặt, Hứa Gia Hiên làm bộ phải quỳ,
không qua động tác của hắn rõ ràng chậm nửa nhịp. Hoàng Hữu Long nhanh lên đi đỡ lấy hắn, Hứa Thuần Lương theo tới làm cái giới thiệu, Hoàng Hữu Long quan sát một chút Hứa Gia Hiên, hắn đối Hứa Gia Hiên không hiểu nhiều, nắm chặt Hứa Gia Hiên tay nói, Hứa tiên sinh nén bi thương a. Tạ ơn, tạ ơn. Hoàng Hữu Long tiến vào linh đường bái tế, nghỉ về sau, tìm tới Hứa Thuần Lương, Hứa trấn trưởng, hôm nay ta chuyên tới từ biệt Chu lão tiên sinh, có gì cần ta hỗ trợ địa phương một mực nói. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn, không cần cái gì ngài địa phương. Hoàng Hữu Long gật đầu nói, chờ Chu lão tiên sinh hậu sự kết thúc về sau, chúng ta tìm một cơ hội hảo hảo nói chuyện. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ hắn muốn tìm mình nói chuyện gì, bá tổ phụ tướng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu truyền cho mình, Minh Đức tập đoàn cùng Nhân Hòa Đường có chiều sâu hợp tác, bởi vì lần này biến cố, bọn hắn hợp tác tiền cảnh cũng biến thành khó bề phân biệt. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, tốt, ta tại Đông Châu tùy thời xin đợi Hoàng tiên sinh tới chơi. Hoàng Hữu Long nói vài câu mặt mũi lời nói, liền lên xe rời đi. Hứa Gia Hiên nói, đây là ai a? Giống như rất có tiền dáng vẻ. Hứa Thuần Lương nói ngài cũng không hiểu, ngài đã tới, liền lưu lại tọa trấn đi, ta phải nghỉ ngơi một chút. Tiểu tử thúi ta là cha ngươi, ta bước cái Thái Bình Dương bay tới. Vừa vặn tại trong linh đường ngồi nghỉ ngơi một chút. Cách đó không xa Trương Hải Đào hướng Hứa Thuần Lương phất phất tay, hẳn là có việc muốn nói, Hứa Thuần Lương đi tới. Trương Hải Đào thấp giọng nói, Hứa trấn trưởng, ngài đoán được không có chút nào sai, Nhân Hòa Đường bên kia ngay tại dọn nhà, hôm nay rất nhiều thứ đều bị dọn đi rồi, còn có Chu gia ở vào cổ thành tòa nhà cũng giống như vậy. Hứa Thuần Lương khóe môi lộ ra một tia giữ kín như bưng tiếu dung, anh em nhà họ Chu cũng liền chút tiền đồ này, bởi vì Chu lão gia tử tướng gia sản truyền cho mình, bọn hắn sinh lòng không cam lòng, hai độ nghĩ muốn gây chuyện đều không thể thành công, bọn hắn nên là trước làm xong dự tính xấu nhất, đem thứ đáng giá trước dọn đi, lão đầu tử không phải đem bất động sản lưu cho Hứa Thuần Lương sao. Coi như không tranh nổi, bọn hắn cũng phải sớm đem đồ vật bên trong chuyển không. Trương Hải Đào nói, muốn hay không tìm người ngăn cản bọn hắn. Hứa Thuần Lương lắc đầu, để bọn hắn dọn đi, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm bọn hắn đem đồ vật đem đến địa phương nào, lưu tốt chứng cứ, chờ chuyện bên này làm xong, ta lại cùng bọn hắn cùng nhau tính sổ sách. Trương Hải Đào nói, thả dây dài câu cá lớn. Hứa Thuần Lương nói, kia hai đồ chơi nhiều nhất tính hai con cóc. Không phải Hứa Thuần Lương xem thường bọn hắn, mà là thủ đoạn của bọn hắn thật sự là không ra gì. Hoàng Hữu Long rời đi về sau, cũng đi Nhân Hòa Đường, nhìn thấy ngừng ở bên ngoài dọn nhà xe hàng, liền không khỏi nhíu mày, đi vào Nhân Hòa Đường về sau, nhìn thấy Chu Nghĩa Vũ đang chỉ huy công nhân dọn nhà. Chu Nghĩa Vũ rõ ràng kìm nén một mạch, hét lớn, đều cho ta dọn đi. Cẩn thận một chút, đồ cổ tranh chữ không ít tiền đâu. Hoàng Hữu Long tại phía sau hắn ho khan một tiếng, Chu Nghĩa Vũ lúc này mới ý thức được có người sau lưng, xoay người nhìn thấy Hoàng Hữu Long. Tranh thủ thời gian cung kính nói, Hoàng Tổng, ngài sao lại tới đây? Cũng không có sớm lên tiếng kêu gọi, ta đi đón ngài a. Hoàng Hữu Long nói, làm cái gì vậy a? Nhân Hòa Đường không làm, vẫn là nghĩ bắt đầu từ số 0. Chu Nghĩa Vũ thở dài nói, ngài là không rõ ràng tình huống a. Hắn hiện tại là đầy bụng ủy khuất, đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Hoàng Hữu Long nói, chỗ lấy các ngươi trước hết đem đồ vật dọn đi. Chu Nghĩa Vũ nói, phòng ngừa chu đáo, chúng ta già Chu gia đồ vật cũng không thể vô cớ làm lợi ngoại nhân. Hoàng Hữu Long nói, ca của ngươi đâu? Chu Nghĩa Vũ nói, không rõ ràng, có thể là tìm luật sư đi. Hoàng Hữu Long nói, Chu lão tiên sinh kia phần di chúc ngươi nhưng cẩn thận nghiên cứu qua. Chu Nghĩa Vũ nói, hắn cõng ta nhóm lập di chúc, khẳng định là bị Hứa Thuần Lương lừa gạt, kia di chúc không hợp pháp, chúng ta tuyệt không thừa nhận. Lần này nhất định phải cùng bọn hắn đem kiện cáo đánh tới đáy. Hoàng Hữu Long nói, người ta luật sư đã giám tiếp, di chúc nên chính là hợp pháp, Chu lão gia tử tinh minh như vậy, sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Chu Nghĩa Vũ nhắc lên chuyện này liền hận đến nghiến răng, thật sự là già nên hồ đồ rồi, hắn căn bản không phân rõ thân cận xa mỏng. Hoàng Hữu Long nói, không biết những thứ kia hắn có phải hay không liệt tốt danh sách. Chu Nghĩa Vũ sửng sốt một chút, ngài có ý tứ gì? Hoàng Hữu Long nói, nếu như hắn đem trong nhà thứ đáng giá trước đó liệt tốt danh sách, di chúc bên trên minh xác tướng những vật này hoặc là trong đó một bộ phận để lại cho Hứa Thuần Lương, các ngươi hiện tại hành vi liền dính líu xâm chiếm tài sản người khác. Hắn dừng lại một chút tiếp tục nói, theo ta được biết hình pháp thứ 270 đầu có quan hệ với xâm chiếm tội giải thích,
tướng thay đảm bảo người khác tài vật phi pháp chiếm thành của mình, mức khá lớn, cự không trả lại chỗ 2 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là phạt tiền, mức to lớn hoặc là có những tình tiết nghiêm trọng khác, chỗ 2 năm trở lên 5 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Chu Nghĩa Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mục đích là dừng tổn hại, cũng không có cho rằng có gì không ổn, trải qua Hoàng Hữu Long nhắc nhở mới ý thức tới khả năng sinh ra hậu quả nghiêm trọng, nếu như hết thảy như Hoàng Hữu Long nói, Hứa Thuần Lương sau đó truy cứu hắn chẳng những muốn đem lôi đi tất cả mọi thứ đều phun ra, còn cần gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm. Hoàng Hữu Long đã sớm biết Chu Nghĩa Vũ cách cục không được, Nhân Hòa Đường có giá trị nhất không phải phòng ở, cũng không phải những gia cụ này dược liệu tranh chữ đồ cổ, mà là Nhân Hòa Đường ba chữ này. Loại thời điểm này, Chu Nghĩa Vũ thủ trước nghĩ tới không phải làm là đoạt lại Nhân Hòa Đường nhãn hiệu sao? Hoàng Hữu Long hiện tại chỉ có giận không tranh ai bất hạnh, hắn khuyên nhủ Chu Nghĩa Vũ khi tất yếu có thể hy sinh một chút lợi ích, tranh thủ tướng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu cầm về. Chu Nghĩa Vũ tức giận nói, Nhân Hòa Đường nhãn hiệu vốn chính là chúng ta Chu gia, cái nào có chúng ta dùng tiền hướng người ngoài lại mua về đạo lý. Lúc này Chu Nghĩa Văn từ bên ngoài trở về, hắn so Chu Nghĩa Vũ muốn thanh tỉnh nhiều lắm, vừa rồi đi làm việc lấy trải vuốt Nhân Hòa Đường đăng ký dược phẩm, nhìn nhìn hai anh em họ đến cùng còn thừa lại nhiều ít chồng thuốc phẩm quyền sử dụng. Nhìn thấy rối bời Nhân Hòa Đường, Chu Nghĩa Văn cũng không nhìn được nhíu mày, hắn mặc dù đồng ý Chu Nghĩa Vũ dọn đi một chút đáng tiền vật phẩm ý kiến, nhưng là không có để hắn khiến cho như vậy trắng trợn, liền công ty dọn nhà đều mời đi theo, cái này là sợ người khác không biết. Chu Nghĩa Văn lười nói hắn, kỳ thật coi như hắn nói, Chu Nghĩa Vũ cũng chưa chắc chịu nghe hai huynh đệ hiện tại là cùng chung mối thù, đi qua vẫn luôn là mặt cùng lòng bất hòa. Chu Nghĩa Văn mời Hoàng Hữu Long về phía sau viện uống trà, nhìn thấy mấy người đang chuẩn bị đem hắn văn phòng trà biển khiêng đi ra, Chu Nghĩa Văn cả giận nói, làm gì? Đây là gian phòng của ta, đều cút ra ngoài cho ta. Mấy tên công nhân bị mắng không nghĩ ra, buông xuống trà biển đi ra. Chu Nghĩa Văn áy náy nói, Hoàng Tổng, để ngài chê cười. Hoàng Hữu Long tại trên ghế bành ngồi xuống, nhẹ giọng thở dài nói, ngươi không thể tùy theo hắn làm bữa a. Chu Nghĩa Văn nói, hắn chính là cái một điểm liền nổ tính tình, không đổi được. Hoàng Hữu Long nói, Hứa Thuần Lương người này niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là rất có lòng dạ. Mà lại thế lực sau lưng kinh người, các ngươi muốn bao nhiêu chút hít tâm. Chu Nghĩa Văn nói, lần này thật sự là giết chúng ta một trở tay không kịp. Hoàng Hữu Long nói, nhiều năm như vậy các ngươi liền không có cảm thấy được quan hệ giữa bọn họ. Chu Nghĩa Văn nói, lão đầu tử giấu đủ sâu, ta cũng là trước đây không lâu mới phát hiện tình huống có chút không đúng, nhưng không chờ ta điều tra ra chân tướng, sự tình liền đã phát sinh, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hoàng Hữu Long nói, chuyện nhà của các ngươi ta vốn không nên nói thêm cái gì, có thể trí tuệ của ngươi vậy mà làm ra hồ đồ như vậy sự tình, vô luận như thế nào, các ngươi đều hẳn là đến xử lý lần này tang lễ, có biết hay không hiện tại ngoại giới nói thế nào các ngươi. Chu Nghĩa Văn hiện tại cũng có chút hối hận, kỳ thật cho lão đầu tử xử lý cái tang lễ tốn hao không có bao nhiêu tinh lực cũng không hao phí nhiều ít tiền tài, chẳng qua là lúc đó hai anh em họ đều đánh mất lý trí, cho rằng lão đầu tử tướng nhà sinh đều cho Hứa Thuần Lương. Cự tuyệt cho lão đầu thao lo hậu sự tạo thành hậu quả nghiêm trọng, ngoại nhân mới mặc kệ lão đầu tử đem di sản cho ai, đa số người nhìn thấy chính là hai anh em họ cự tuyệt có mặt phụ thân tang lễ, nhận là bọn hắn bất hiếu. Chu Nghĩa Văn nói, chúng ta lúc trước cũng chỉ là nói vài lời nói nhảm, thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương thế mà thật một tay ôm đồm tới, hắn là đang cố ý cho chúng ta khó xử a. Hoàng Hữu Long thở dài nói, người sáng suốt đến đâu gặp được ra sự bình thường cũng sẽ phạm hồ đồ. Chu Tổng A, Nhân Hòa Đường nhãn hiệu thuộc về tuyệt không phải việc nhỏ. Chu Nghĩa Văn nói, ta ngay tại nhiều mặt siêu tập chứng cứ, tranh thủ tướng nhãn hiệu cầm về. Hoàng Hữu Long nói, hợp tác cùng có lợi, đấu thì câu thương, một số thời khắc lựa chọn thích hợp nhượng bộ chưa chắc là chuyện xấu. Chu Nghĩa Văn nói, liền sợ chúng ta nguyện ý nhượng bộ, người ta không chịu buông tay A. Hoàng Hữu Long nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, theo ta được biết. Lão gia tử thân thế có chút truyền kỳ a. Chu Nghĩa Văn mê hoặc nhìn qua Hoàng Hữu Long, Hoàng Hữu Long đưa cho hắn một văn kiện túi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người rời đi. Xế chiều hôm đó, Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ huynh đệ lại lần nữa đi vào lão trạch, Hứa Thuần Lương cho là bọn họ muốn sinh sự, nhưng hai huynh đệ lần này không có nháo sự, đốt giấy để tang đi vào linh đường, tận lên hiếu tử ứng tận bản phần. Hứa Thuần Lương cho rằng cái này hai hàng cũng không biết nghẹn cái gì xấu. Chuẩn bị đuổi bọn hắn xéo đi,
nhưng Hứa Trường Thiện ngăn trở hắn, đã tới liền cho bọn hắn một cái tận hiếu cơ hội. Chu Nghĩa Văn chủ động tìm tới Hứa Trường Thiện, còn chưa lên tiếng trước quỳ xuống. Hứa Trường Thiện nói, ngươi làm cái gì vậy, đứng lên mà nói. Chu Nghĩa Văn nói, Hứa tiên sinh, trước đó là chúng ta làm sai, sau khi trở về, chúng ta càng nghĩ càng là hối hận, hôm nay tới, một là cho phụ thân thủ linh, còn có chính là cho ngài chịu tội. Hứa Trường Thiện thở dài nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, trong lòng các ngươi còn nhớ rõ tình phụ tử liền tốt. Chu Nghĩa Văn nói, dưỡng dục tri ân suốt đời khó quên, thúc a, chúng ta trước đó cũng không phải là không muốn tận hiếu, chỉ là sự tình phát sinh quá đột ngột, chúng ta trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, cho nên mới sẽ làm ra nhiều như vậy chuyện hồ đồ. Hứa Trường Thiện nói, đã nghĩ thông suốt, chuyện lúc trước cũng không cần đề, nở mày nở mặt đem cha ngươi đưa tiễn. Chu Nghĩa Văn cùng Hứa Trường Thiện thương lượng, vẫn là muốn đem phụ thân táng tại Tế Châu, về điểm này Hứa Trường Thiện lại không đồng ý, Chu Nhân Hòa Lâm Trung di ngôn, muốn về Hứa gia giả lâm an táng, hắn đã đáp ứng, cũng không thể liền lớn ca tâm nguyện cuối cùng cũng không vừa lòng. Chu Nghĩa Văn gặp không cách nào thuyết phục Hứa Trường Thiện, lại đưa ra đêm nay hai người bọn họ huynh đệ cho phụ thân thủ linh, yêu cầu này hợp tình hợp lý, Hứa Trường Thiện tự nhiên đồng ý. Hứa Thuần Lương phụ tử rời đi linh đường, tướng nơi đó giao cho anh em nhà họ Chu. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, cái này hai vương bát đản cũng không biết đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Hứa Gia Hiên nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, người đối phó bọn hắn hai cái còn không phải dư xài. Hứa Thuần Lương nói, dựa vào cái gì là ta? Hứa Gia xảy ra chuyện lớn như vậy không phải hẳn là ngươi làm cha cản ở phía trước. Hứa Gia Hiên nói, ta ngược lại thật ra nghĩ xông ở phía trước, nhưng ta đại biểu không được Hứa Gia. Ra ra ngươi trong mắt ngươi mới là Hứa gia bề ngoài. Hứa Thuần Lương biết hắn nói không sai, cười nói, ngài người lớn như vậy, luôn luôn làm chút không đáng tin cậy sự tình, khó trách ra ra không chào đón ngươi. Hứa Gia Hiên nói, từ phụ nhiều con hư hỏng, chính là bởi vì ta không đáng tin cậy, ngươi mới có thể nhanh như vậy trưởng thành, hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía, ngươi đến cảm ơn ta tùy ý ngươi dã man sinh trưởng tri ân. Hứa Thuần Lương nói, lão Hứa a, ngài đối ta liền không có một chút xíu lòng áy náy. Hứa Gia Hiên nói, áy náy cái gì? Có con trai như ngươi vậy ta kiêu ngạo. Hai người trở lại lão trạch, nhìn thấy vừa mới chạy tới Trân Thuần đang cùng Mai Như Tuyết thân thiết trò chuyện, Hứa Gia An đôi kia nữ còn không có chạy đến, trước mắt có thể xác nhận là có thể tham gia ngày mai tang lễ. Hứa Thuần Lương không có gia nhập bọn hắn nói chuyện, tìm tới Gia Gia, hỏi thăm hắn vì sao nhả ra để anh em nhà họ Chu gia nhập. Hứa Trường Thiện chủ yếu là cân nhắc đến bọn hắn dù sao cũng là phụ tử một trận, đại ca rõ ràng có hai đứa con trai, cũng không thể làm đến cuối cùng không con tống chung, lại nói oan gia nên giải không nên kết, không cần thiết tướng mâu thuẫn tiếp tục mở rộng hóa. Hứa Thuần Lương đã vừa mới biết được Chu Nghĩa Vũ dọn nhà đến nửa đường lại đem đồ vật đem thả trở về, đoán chừng người này hẳn là cân nhắc đến hậu quả, có lẽ phía sau có khác cao nhân chỉ điểm. Hứa Thuần Lương mới không cho rằng anh em nhà họ Chu hiện tại tới là lương tâm chưa mất, bọn hắn khẳng định đang đánh cái khác chủ ý, đầu tiên chính là Nhân Hòa Đường nhãn hiệu, bọn hắn lo lắng cho mình sẽ ở tang lễ về sau bỏ đá xuống giếng, lợi dụng quyền kế thừa nổi lên. Hứa Trường Thiện nói, Thuần Lương, mặc kệ bọn hắn có động cơ gì, có thể đến chính là tốt, không cho ngươi cùng bọn hắn so đo ta nghĩ người bá tổ phụ trên trời có linh cũng không hy vọng tiếp tục. Hứa Thuần Lương cười nói, Gia Gia yên tâm. Ta tất cả đều nghe ngài, chỉ cần hai người bọn hắn không có ý đồ xấu, ta liền không khó vì bọn họ. Hứa Trường Thiện thở dài nói, người bá tổ phụ Lâm Trung trước đó đã thông báo, Nhân Hòa Đường nhãn hiệu truyền cho ngươi, nhưng là hy vọng ngươi không muốn lợi dụng chuyện này đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần hai người bọn hắn thành thành thật thật làm việc, Nhân Hòa Đường bảng hiệu để bọn hắn tiếp tục dùng đến cũng không sao. Hứa Thuần Lương biết ra gia nhân từ nương tay. Bá tổ phụ có phải là thật hay không đã nói như vậy ngược lại là đáng giá thương thảo, hắn nhưng nhớ kỹ lão gia tử thời điểm ra đi luôn mồm muốn cùng hai cái bất tài đồ chơi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nhưng hắn cũng không tốt chất vấn lời của gia gia, biểu thị mình sẽ không làm quá tuyệt. Chu Nghĩa Vũ ngồi xổm ở chậu than bên cạnh một bên đốt giấy vàng một bên thấp giọng nói ca, ta thật sự là không rõ, người hắn có gì mà sợ. Tại sao muốn chủ động cúi đầu yếu thế? Chu Nghĩa Văn nói, chúng ta không phải cho hắn cúi đầu. Là cho lão gia tử cúi đầu. Ngẩng đầu nhìn một chút phụ thân di ảnh, luôn cảm thấy lão đầu tử trong tươi cười lộ ra lạnh lùng, từ lão đầu tử lưu lại di chúc đến xem, hắn đối bọn hắn căn bản không có nhớ tình phụ tử. Chu Nghĩa Vũ nói ca,
chúng ta tại lão đầu tử trước mặt nén giận hơn nửa đời người, sự tình gì không phải thuận hắn nhưng đến cuối cùng đâu. Hắn đem gia sản đều cho Hứa Thuần Lương, còn muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chu Nghĩa Văn nói, Nghĩa Vũ, cha đã đi, chúng ta liền đừng như vậy nhiều oán khí, vô luận như thế nào, là cha tướng chúng ta nuôi dưỡng thành người, không có hắn hai chúng ta liền phải ở tại viện mồ côi, người không nên bị cừu hận che đậy hai mắt, nghĩ thêm đến cha đối chúng ta chỗ tốt. Chu Nghĩa Vũ kinh ngạc tại đại ca thái độ biến hóa, hôm nay sớm chút thời gian, hắn không giống hận lão đầu tử, hiện tại có phải hay không đã uống nhầm thuốc. Làm sao mở miệng ngậm miệng đều là cảm ơn bảo. Anh em nhà họ Chu tựa hồ đột nhiên nhận rõ hiện thực, thành thành thật thật đóng vai diễn lên hiếu tử hiền tôn, đưa tang trước một đêm, hai anh em họ chủ động gánh chịu thủ linh trách nhiệm. Hứa Thuần Lương cho rằng cái này hai hàng khẳng định là mèo khóc con chuột giả từ bi, đáy lòng cũng không tán đồng ra ra đối với chuyện này xử lý phương pháp. Mai Như Tuyết khuyên hắn muốn lấy đại cục làm trọng, hiện ngay tại lúc này tận lực không muốn phức tạp, yên ổn đem tang lễ xong xuôi. Hứa Thuần Lương nhìn thấy anh em nhà họ Chu tại trong linh đường biểu diễn, không khỏi có chút tâm phiền, một người đi vào đầu phố, nhắm mắt làm ngơ. Khi thấy phụ thân Hứa Gia Hiên một người đứng tại một gốc dưới cây hòe lớn gọi điện thoại, nhìn qua cảm xúc không tệ, toét miệng cười đến có chút vui vẻ. Hứa Thuần Lương mặc dù có thể lý giải phụ thân đối bá tổ phụ không có cảm tình bao sâu, nhưng hắn bộ dáng này nếu như bị Gia Gia nhìn thấy, không phải tát tai hầu hạ không thể. Hứa Thuần Lương lặng lẽ xích lại gần phía sau hắn, muốn nghe nghe lão Hứa với ai trò chuyện vui vẻ như vậy. Hứa Gia Hiên cực kỳ cảnh giác, Hứa Thuần Lương vừa mới tới gần hắn liền đã cảm giác được, tay che điện thoại xoay người lại, thấy rõ là nhi tử về sau chừng mắt liếc hắn một cái, đối điện thoại nói có người đến, lần sau trò chuyện tiếp. Hứa Thuần Lương một mặt khinh thường nhìn qua hắn, làm gì dưới làm việc đâu. Còn nhận không ra người a? Hứa Gia Hiên lý trực khí tráng nói, ta lại không thể có điểm tư ẩn. Ta nói ngươi làm sao như thế bát quái, cùng ngươi mẹ một cái tính tình. Hứa Thuần Lương nói, may mắn không có tùy ngươi, không phải ta tình nguyện đập đầu chết. Làm sao nói đâu, tại trong lòng ngươi lão tử ngươi cứ như vậy không chịu nổi. Hứa Thuần Lương nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cảm giác bề ngoài của hắn hình dáng cùng Chu Nhân Hòa thật là có như vậy điểm giống nhau, nhắc nhở, lão Hứa a, hai ngày này thu liễm một chút. Liền ngươi vừa rồi kia cao hứng bừng bừng dáng vẻ, nếu để cho Gia Gia nhìn thấy hậu quả khó mà lường được. Hứa Gia Hiên nghe hắn nhắc lên lão gia tử, tranh thủ thời gian hướng chung quanh nhìn một chút, vững tin phụ thân không ở chung quanh lúc này mới yên tâm, thở dài nói, còn muốn như thế nào nữa a? Ta thật xa bay tới, hy sinh mấy ngày ta đối vị này đại bá cũng không hiểu rõ, muốn nói thật là có chút, thật là không phải quá thương tâm, cha ngươi con người của ta tương đối chân thực, không quen ngụy trang. Hứa Thuần Lương biết hắn nói cũng đúng tình hình thực tế. Hứa Gia Hiên móc ra một hộp khói, mình rút một chi, Hứa Thuần Lương giúp hắn đốt. Hứa Gia Hiên nhếch miệng cười một tiếng, nhi tử bảo bối cuối cùng hiếu kính mình một lần, hắn hít một hơi thuốc lá nói, ngươi sao lại ra làm gì? Hứa Thuần Lương nói, khách nhân đều đến không sai biệt lắm, không có chuyện gì. Hứa Gia Hiên thấp giọng nói, có phải hay không không quen nhìn kia hai hàng buồn nôn dáng vẻ. Biết con không khác ngoài cha. Hắn đối với nhi tử còn tính là có chút hiểu rõ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hứa Gia Hiên nói, Chu lão gia tử đem di sản lưu cho ngươi, nhìn như ngươi rơi xuống đại tiện nghi, nhưng trên thực tế lại lưu cho ngươi một cái đại phiền toái. Chúng ta Hứa gia mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp phú hào, nhưng cũng không kém cái này ba dưa hai táo. Hứa Thuần Lương cười nói, khẩu khí rất lớn a, bá tổ phụ để lại cho ta cũng không phải ba dưa hai táo. Bất động sản tiền mặt đều cộng lại cũng phải có 5.000 vạn, mấu chốt nhất là Nhân Hòa đường nhãn hiệu. Hứa Gia Hiên nói, chính chúng ta có Hồi Xuân đường, bất quá cứ như vậy ngươi liền thành anh em nhà họ Chu cửu nhân, bọn hắn cũng không phải cái gì người lương thiện, về sau còn không biết sẽ suy nghĩ cái gì ám chiêu đối phó Hứa Gia. Hứa Thuần Lương nói, Hứa Gia sự tình ngươi lo lắng qua sao? Hứa Gia Hiên bị nhi tử đang hỏi trầm mặc một hồi, thở dài nói, những năm này ta biết có lỗi với trong nhà, nhi tử. Ta nghe nói Chu lão gia tử là bị người hại chết. Hứa Thuần Lương đem Chu Nhân Hòa ngộ hại trải qua đều nói một lần, hiện tại Tế Châu cảnh sát cũng chính đang truy tra chuyện này. Hứa Gia Hiên nói, người cảm thấy ai khả nghi nhất? Hứa Thuần Lương nói, không có chứng cứ sự tình không tốt nói lung tung. Hứa Gia Hiên nói, nếu là có chứng cứ đâu? Hứa Thuần Lương kinh ngạc nhìn qua hắn, người thật giống như biết một chút cái gì. Hứa Gia Hiên tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta chính là như vậy nói chuyện,
luôn cảm thấy chuyện này có chút khả nghi. Ngươi ngược lại là nói a, ngươi hoài nghi gì? Hứa Gia Hiên nói, hai nhà chúng ta cái nào nói cái nào, ta luôn cảm thấy không có như vậy trùng hợp, tòa này lão trạch ta cũng quan sát qua, người bình thường ai sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Làm chuyện này người 89 phần 10 là biết nội tình, mà lại thừa dịp Chu lão gia tử không nhớ tới điều tra rõ cái này già trong nhà bí mật. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đừng nhìn Hứa Gia Hiên bất cần đời nhưng đầu não vô cùng tình hình, kỳ thật hắn cũng cho là như vậy. Hứa Thuần Lương nói, cảnh sát điều tra cho thấy nơi này hẳn là không ném thứ gì, nói là có người nhập thất trộm cướp, trùng hợp bị bá tổ phụ nhìn vừa vặn, lưu manh nóng lòng thoát thân, đẩy ngã bá tổ phụ. Hứa Gia Hiên nói, người bá tổ phụ đại khái suất là không thấy rõ lưu manh dáng vẻ, lưu manh hẳn là làm ngụy trang, bằng không hắn có thể sẽ giết người diệt khẩu. Hứa Thuần Lương nói, cái này cùng giết người diệt khẩu cũng kém không nhiều. Kỳ thật hắn đầu tiên hoài nghi chính là anh em nhà họ Chu bên trong một cái. Nhưng là bá tổ phụ thức tỉnh về sau cũng không xác nhận bọn hắn, Hứa Thuần Lương cho rằng có lẽ Chu Nhân Hòa có nhớ tới tình phụ tử nguyên nhân, Lâm Trung trước đó, hắn muốn cùng Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đến tột cùng là cái gì để hắn làm ra quyết định như vậy? Hứa Gia Hiên nói, lão trạch không có giám sát sao? Có, nhưng là hỏng một đoạn thời gian rất dài. Hứa Gia Hiên nói, có thể điều tra một chút hai anh em họ lúc ấy đang làm gì? Hứa Thuần Lương nói, cảnh sát đã điều tra hai anh em họ cũng đều cung cấp không ở tại chỗ chứng minh. Hứa Gia Hiên nói, không ở tại chỗ chứng minh còn không dễ làm, lợi dụng Mandela hiệu ứng có thể tùy tiện tạo thành mình không ở tại chỗ giả tưởng. Hắn nói tới Mandela hiệu ứng là một loại tập thể sai lầm ký ức hiện tượng, chỉ chính là đại lượng đám người đối nào đó một chuyện kiện hoặc sự vật ký ức cùng tình huống thực tế không hợp. Hứa Thuần Lương nói, người không cần mù suy nghĩ, chờ bá tổ phụ hạ táng về sau. Ta sẽ điều tra rõ chuyện này. Hứa Gia Hiên nói, kỳ thật điều tra rõ chuyện này rất đơn giản, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nhìn qua Hứa Gia Hiên, người tốt đã nghĩ đến biện pháp. Hứa Gia Hiên nói, ta dù sao cũng là cầm qua tâm lý học thạc sĩ người, ta biết làm sao lợi dụng phổ thông lòng người. Hứa Thuần Lương cảm giác Hứa Gia Hiên càng ngày càng có ý tứ, mỉm cười nói nghe một chút. Hứa Gia Hiên nói đến cho dù tốt không bằng hành động, đêm nay hai nhà chúng ta phối hợp một chút, điều tra rõ chuyện này chân tướng, không thể để cho người bá tổ phụ cứ như vậy không minh bạch chết đi. Lúc rạng sáng, ngõ cổ lão trạch lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong linh đường đèn sáng, gió nổi lên, xen lẫn mưa phùn rơi vào trên lều, phát ra xuân tằm ăn lá dâu tiếng xào xạc. Lúc này chỉ còn lại anh em nhà họ Chu gác đêm. Chu Nghĩa Văn ngáp một cái. Nhìn thấy ngồi ở bên cạnh hắn Chu Nghĩa Vũ chính ngủ gật, lấy cùi chỏ đảo hắn một chút, để hắn đi kiểm tra một chút đèn trong, không sai biệt lắm nên hướng bên trong thêm dầu. Chu Nghĩa Vũ có chút buồn bực duỗi lưng một cái, đứng dậy đi thêm dầu. Chu Nghĩa Văn ngồi xuống đốt giấy vàng, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm cha, ngài lên đường bình an, vô luận ngươi đối với chúng ta như thế nào, hai huynh đệ chúng ta nhưng đều tới a. Chu Nghĩa Vũ thêm xong dầu. Cũng tới ngồi xổm đối diện với hắn hướng bên trong ném giấy vàng, cầm lấy một chương nhóm lửa giấy vàng đốt điếu thuốc, lại bị khói mê mắt, ném giấy vàng, một bên hút thuốc một bên dụi mắt, lão đầu tử chưa hẳn lĩnh chúng ta tình. Chu Nghĩa Văn nói, hắn cảm kích cũng được, không lĩnh tình cũng được, chúng ta cầu cái an tâm. Chu Nghĩa Vũ lạnh hừ một tiếng nói, hắn ngược lại tốt, hai chân vừa đạp sự tình gì đều mặc kệ, đặt xuống kế tiếp cục diện rối rắm. Lưu lại nhiều như vậy phiền phức còn không phải huynh đệ chúng ta hai xử lý. Chu Nghĩa Văn nói, tai vách mạch rừng, cẩn thận nói chuyện. Chu Nghĩa Vũ khinh thường nói, nghe được thì thế nào? Ta mới không sợ bọn họ. Hắn đứng dậy đi vào phụ thân di ảnh trước, chỉ vào Chu Nhân Hòa di ảnh nói, ngươi nếu là thật có trên trời có linh thiêng, động não đi, Nhân Hòa đường là của ngươi sáng lập không giả, nhưng phát triển đến hôm nay chi quy mô là dựa vào hai huynh đệ chúng ta cố gắng. Ngươi dựa vào cái gì tướng vốn nên thuộc về chúng ta đổ vật lưu cho người khác. Chu Nghĩa Văn mặc dù đối lão gia tử cũng hận đến rất sâu, nhưng là hắn không đến mức giống Chu Nghĩa Vũ biểu hiện được dạng này bất kính. Chu Nghĩa Văn thấp giọng nói, Nghĩa Vũ, đừng hồ nháo. Chu Nghĩa Vũ nói, ta hồ nháo cũng là hắn ép, ta thật sự là làm không rõ ràng, ngươi cho rằng chúng ta cúi đầu nhượng bộ, liền có thể cảm động Hứa Gia Nhân, Hứa Thuần Lương liền sẽ tướng vốn nên thuộc về chúng ta đổ vật trả cho chúng ta. Ngươi nằm mơ đi thôi, chúng ta hiện tại làm hết thảy đều là uổng phí công phu. Chu Nghĩa Văn nói, nhân ngôn đáng sợ, ngươi cũng không muốn bị người đâm cột sống nói bất hiếu a.
Chu Nghĩa Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn có thể bất nhân dựa vào cái gì chúng ta không thể không hiếu. Hắn chưa nói xong, lều chứa linh cữu bên trong đèn đột nhiên diệt, trong hai người tâm đồng lúc đều là trầm xuống. Đèn trong vẫn sáng, bất quá lều chứa linh cữu bên trong tia sáng trong nháy mắt phai nhạt xuống, Chu Nghĩa Văn nhìn qua chưa quyết định ngọn lửa, không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói, để ngươi đừng nói lung tung ngươi không phải không nghe. Chu Nghĩa Vũ mặc dù đáy lòng cũng có chút run rẩy, bất quá hắn vẫn cố giả bộ chấn định, ha ha cười một tiếng nói, không phải liền là mất điện sao. Ngươi còn thực sự tin tưởng cái gì trên trời có linh chuyện ma quỷ? Trên thế giới này là không có quỷ thần. Chu Nghĩa Văn lười nhác cùng hắn nói nhảm, ngươi đi xem một chút, có phải hay không bị cúp điện. Chu Nghĩa Vũ trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là rời đi lều chứa linh cữu, điện là từ già trong nhà Lâm thời kéo ra tới. Lão Trạch đại môn mở rộng ra, Chu Nghĩa Vũ đi vào lão Trạch, nhìn thấy bên trong một mảnh đen kịt, đêm nay lưu thủ lão Trạch chính là Hứa Thuần Lương phụ tử, những người khác đi phụ cận nhà khách nghỉ ngơi. Chu Nghĩa Vũ hướng nhà chính nhìn một chút, sau đó mới hướng đông bên cạnh phòng bếp đi đến, dây điện là từ trong phòng bếp tiếp ra. Chu Nghĩa Vũ đẩy ra phòng bếp đại môn, đưa tay đi sờ chốt mở, mở ra chốt mở, vẫn là không có phản ứng, hắn đoán chừng là bảo hiểm phát nổ. Lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đèn pin chiếu sáng thời điểm, phía sau có người đẩy hắn một thanh, Chu Nghĩa Vũ thất tha thất thểu vọt vào trong phòng bếp. Sau đó nghe được sau lưng hai phiến cửa phòng đóng lại, Chu Nghĩa Vũ muốn kêu cứu, trong bóng tối một đạo quang mang thoáng hiện, nhìn thấy một người có mái tóc tuyết trắng lão giả mặc áo liệm quay lưng mình đứng ở nơi đó. Chu Nghĩa Vũ dọa đến hồn phi phách tán, nghĩ quay người hướng mặt ngoài chạy, nhưng hai cái đùi lúc này căn bản không nghe hắn sai xử như là định trụ lập tại nguyên chỗ. Kia quay lưng hắn lão giả âm trầm nói, ta chết được thật thê thảm. Thanh âm này cực kỳ giống phụ thân của hắn Chu Nhân Hòa, Chu Nghĩa Vũ dọa đến hai đầu gối mềm nhũn, kém chút không có té quỵ dưới đất, lão giả kia chậm rãi chuyển qua nửa bên đẫm máu khuôn mặt, máu tươi vẫn từ trán của hắn không ngừng hướng xuống nhỏ xuống, rơi vào trên người, rơi trên mặt đất. Chu Nghĩa Vũ run giọng nói, không có khả năng, ngươi gạt ta, hắn không ngừng nhắc nhở mình nhìn thấy hết thảy đều là giả tượng. Nhưng lúc này trong đầu lại phân loạn như nha, đáy lòng sợ hãi tựa như tuôn ra suối đột nhiên xuất hiện, vô luận hắn cố gắng thế nào ức chế đều không thể ép kềm chế được. Trong phòng hào quang nhỏ yếu lại biến mất, Chu Nghĩa Vũ trước mắt đen kịt một màu, hết lần này tới lần khác lại không thể động đậy, hắn không biết mình đến tột cùng là thế nào. Nội tâm sợ hãi khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Sợ hãi bắt nguồn từ không biết, mặc dù Chu Nghĩa Vũ không ngừng nhắc nhở mình hết thảy trước mắt đều là giả tượng. Nhưng là hắn vẫn không cách nào khống chế điên cuồng sinh sôi sợ hãi. Thanh âm trầm thấp bên tai sau vang lên, ngươi tên khốn này, đừng tưởng rằng có thể man thiên quá hải, ngươi trả mạng cho ta. Chu Nghĩa Vũ tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất, là ngươi bức ta, tất cả đều là ngươi bức ta, ngươi giấu giếm chúng ta ở chỗ này ẩn giấu nhiều như vậy bí mật, ta chỉ là nghĩ điều tra rõ chân tướng, nhưng... ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ trở về, ngươi, tất cả đều là lỗi của ngươi. Là ngươi không chịu buông tha ta, là ngươi bức ta. Chu Nghĩa Vũ sau đầu chịu một kích, lập tức trời đất quay cuồng, hắn hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Chu Nghĩa Vũ hồi tỉnh lại, ánh đèn chói mắt phỏng cặp mắt của hắn, hắn đưa tay cản ở trước mắt, hoảng sợ nói, đừng tới đây ngươi đừng tới đây. Ba cái khuôn mặt ra hiện ở phía trước của hắn, lại là Hứa Gia Hiên phụ tử cùng Chu Nghĩa Văn, ba người mặc dù biểu lộ khác nhau, nhưng chú ý điểm đều tại Chu Nghĩa Vũ trên thân. Chu Nghĩa Văn kinh ngạc nói, ngươi thế nào? Chu Nghĩa Vũ nhìn chung quanh cũng không nhìn thấy phụ thân thân ảnh, chợt nhớ tới phụ thân di thể còn tại nhà tang lễ tổn lấy đâu, làm sao có thể xuất hiện ở đây, nhưng vừa vặn mình rõ ràng nhìn thấy. Hắn thuận thế sờ soạn một đêm trán của mình, muốn nhìn một chút mình có phải hay không phát sốt, mới ý thức tới mình đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Hứa Thuần Lương nói, hơn nửa đêm ngươi tên gì, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi? Hứa Gia Hiên nói, đã nói xong gác đêm, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Hứa Thuần Lương nói, còn phải hỏi, lười nhác chứ sao? Chu Nghĩa Văn nói, không phải, vừa mới bị cúp điện, cho nên ta để hắn tới xem một chút. Hắn là bởi vì Chu Nghĩa Vũ đi nhanh 20 phút đều không có trở về, cho nên mới tới xem một chút, chờ hắn lại tới đây, nhìn thấy phòng bếp đại môn mở rộng ra, Chu Nghĩa Vũ tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, đèn sáng rỡ, chung quanh cũng không có người nào khác. Chu Nghĩa Văn còn chưa kịp đem hắn tỉnh lại, Hứa Gia Hiên hai người đã đến. Chu Nghĩa Vũ chưa tỉnh hồn, hắn không cách nào xác định vừa rồi phát sinh sự tình là thật là giả,
loại sự tình này lại không thể ra bên ngoài nói, cho nên chỉ có thể lấy cớ mình vừa rồi tới bị cánh cửa đẩy ta một chút, quảng choáng, cho nên cũng không rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào. Chu Nghĩa Văn nửa tin nửa ngờ, hắn đỡ lấy Chu Nghĩa Vũ trở lại linh đường, nhìn thấy Hứa Gia Hiên phụ tử cũng không theo tới, mới hạ giọng nói, Nghĩa Vũ, đến cùng tình huống như thế nào. Chu Nghĩa Vũ nhìn thoáng qua phụ thân di ảnh, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, thân thể đều run rẩy lên, hắn khom người xuống đi, song tay nắm lấy tóc dùng sức xoa nắn, nhắc nhở mình thân ở thế giới hiện thực, vừa mới hết thảy đều là giả tưởng. Trong lòng yên lặng niệm đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, ta không phải có chủ tâm. Chu Nghĩa Văn gặp hắn này tấm thần sắc, có thể kết luận hắn nhận lấy kinh hãi, duỗi tay vịn chặt Chu Nghĩa Vũ bả vai, bản này ý là an ủi động tác của hắn lại đem Chu Nghĩa Vũ giật nảy mình, Chu Nghĩa Vũ run run một chút, âm thanh âm đều tẩu điều, đừng đụng ta. Chu Nghĩa Văn thấp giọng nói, ngươi không cần sợ, nơi này chỉ có ta ở đây, có phải là bọn hắn hay không hai người đối ngươi làm cái gì? Chu Nghĩa Vũ dùng sức lắc đầu, do dự trong chốc lát, mới quyết định, run giọng nói ta. Ta vừa mới, nhìn thấy, hắn hướng phía di ảnh nhìn thoáng qua, nuốt nước miếng một cái mới nói, ta nhìn thấy ba. Chu Nghĩa Văn nói, không có khả năng. Thật, nhất định là hắn, chính là hắn, Chu Nghĩa Vũ nói xong, chính mình cũng cảm thấy sợ hãi, nhanh đi cho lão gia tử hóa vàng mã, trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết như thế liền không nên dùng tay chỉ hắn. Chu Nghĩa Văn nhìn thấy Chu Nghĩa Vũ thái độ khác thường cử động, trong lòng càng kỳ quái, hắn đến tột cùng là thế nào. Sáng sớm 8 điểm, đám người bắt đầu từ Linh, Chu Nghĩa Văn Chu Nghĩa Vũ hai huynh đệ từ Linh về sau, nhìn thấy hiện trường tới mấy chiếc xe cảnh sát, Chu Nghĩa Văn trong lòng tự nhủ Hứa Thuần Lương mặt mũi thật sự là đủ lớn, liền Tế Châu nơi đó công an đều phái người cho hắn hộ giá hộ tống. Có hai tên cảnh sát đi vào trước mặt bọn hắn, một người trong đó Chu Nghĩa Văn nhận biết, là phụ trách phụ thân hắn bản án cảnh đội hướng Chu Nghĩa Vũ nói, Chu tiên sinh, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến. Chu Nghĩa Vũ nói, có ý tứ gì? Không thấy được ta đang bề bộn sao? Là ngươi theo chúng ta đi vẫn là chúng ta mang ngươi đi? Cảnh đội nói chuyện lộ ra nghiêm túc. Chu Nghĩa Vũ ý thức được không ổn, cảnh đội, nếu không ngài hoãn một chút, hôm nay là cha ta hạ táng thời gian, nếu không chờ ta làm xong đi tìm các ngươi. Cảnh đội lắc đầu, ta đi xe cảnh sát bên kia chờ ngươi, cho ngươi 5 phút đồng hồ, nếu như ngươi không đến, chúng ta đành phải tự mình động thủ. Chu Nghĩa Văn nhìn qua sắc mặt xám trắng Chu Nghĩa Vũ trong nháy mắt minh bạch cái gì, hắn thở dài nói, người vẫn là cùng cảnh đội bọn hắn đi thôi, bên này có ta ở đây đâu. Chu Nghĩa Vũ nhẹ gật đầu, đi theo cảnh sát đi. Hứa Gia Hiên cùng Hứa Thuần Lương hai người cũng lưu ý đến tình huống bên kia, Hứa Gia Hiên thấp giọng nói, người báo cảnh sát. Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có a, đây không phải là tiện nghi hắn. Hứa Gia Hiên đem hai tay một đám biểu thị cũng không phải mình làm. Xem chừng khẳng định là cảnh sát tra ra vấn đề, cho nên mới đem Chu Nghĩa Vũ mang đi hiệp trợ điều tra. Hai người ít nhiều có chút phiền muộn, tối hôm qua toi công bận rộn, lúc đầu nghĩ chờ hôm nay tang lễ về sau chậm rãi đùa chơi chết Chu gia hai huynh đệ, nhưng bây giờ bị cảnh sát nhanh chân đến trước, bởi vậy có thể thấy được Tế Châu cảnh sát hành động hiệu suất còn là rất cao. Hứa Thuần Lương cố ý đi vào Chu Nghĩa Văn bên người, ta vừa nhìn thấy đệ đệ ngươi bị cảnh sát mang đi, tình huống như thế nào? Chu Nghĩa Văn biết con hàng này là đến chế giễu, tức giận nói, không có việc gì, chỉ hiệp trợ điều tra. Hứa Thuần Lương thở dài nói, sẽ không phải cùng nhập thất trộm cướp đả thương người một án có quan hệ a. Chu Nghĩa Văn hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng hắn, nhưng trong lòng lại cũng cùng Hứa Thuần Lương ý nghĩ không sai biệt lắm, nếu như phụ thân quả nhiên là Chu Nghĩa Vũ cho đẩy ngã thụ thương, chỉ sợ phiền phức liền lớn, Chu Nghĩa Vũ khẳng định phải bị truy cứu hình trách, mình cũng không thể chỉ lo thân mình. Người khác khẳng định phải tướng hai anh em họ cùng một chỗ mắng, Chu Nghĩa Vũ thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Hứa Thuần Lương đi làm việc chuyện khác, Hoàng Hữu Long tới hướng Chu Nghĩa Văn cáo từ, hắn còn có chuyện quan trọng trở lại kinh thành, hôm nay liền không đi nhà tang lễ có mặt lễ truy điệu, khuyên Chu Nghĩa Văn nén bi thương. Coi như không có Chu Nghĩa Vũ bị mang đi chuyện này, Chu Nghĩa Văn cũng khiến cho rất thật mất mặt, hiện trường tới tân khách không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là hướng về phía Hứa gia tới. Cái này cũng trách không được người khác, cuối cùng còn là bởi vì là hai anh em họ làm yêu, bởi vì di sản phân phối sự tình không chịu xử lý tang sự, kết quả Hứa gia ra đầu, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Chu Nghĩa Vũ bị cảnh sát mang đi khiến cho Chu Nghĩa Văn tâm loạn như ma, hắn thậm chí cũng không có tiếp tục diễn tiếp tâm tình,
luôn cảm thấy xui xẻo sự tình vừa mới bắt đầu. Hứa Trường Thiện mặc dù đồng ý Chu Nghĩa Văn hai huynh đệ qua tới tham gia tang lễ, nhưng là cũng không để cho bọn hắn chủ sự, xử lý tang lễ vẫn là Hứa gia, hai người bọn họ huynh đệ chỉ là xung làm đạo cụ tác dụng. Lễ truy điệu kết thúc về sau, Chu Nghĩa Văn chiêm ngưỡng di dung, nhìn qua lão gia tử không nhúc nhích nằm tại hoa tươi chen chúc quan tài thủy tinh bên trong, trong lòng âm thầm cân nhắc, Chu Nghĩa Vũ tối hôm qua nói gặp được lão gia tử đến cùng tình huống như thế nào. Hôm qua đã cảm thấy tinh thần hắn có chút rối loạn, hôm nay liền bị cảnh sát mang đi, xem ra lão gia tử chết chưa chừng thật đúng là cùng hắn có chút quan hệ. Dựa theo Chu Nhân Hòa nguyện vọng, cho cốt của hắn muốn đưa về Đông Châu Hứa gia lão lâm an táng, anh em nhà họ Chu nguyên bản trong vấn đề này xoắn suýt một hồi, nhưng là bọn hắn nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Tiến về Đông Châu trên đường, Chu Nghĩa Văn từ trong túi công văn lấy ra mấy tấm hình, yên lặng nhìn trong chốc lát, lại thả trở về. Tâm tình của hắn có phần không yên tĩnh, Hoàng Hữu Long cho hắn những tài liệu này lực sát thương to lớn, nếu như công khai, hủy đi sợ sợ không chỉ là Hứa gia, còn có bọn hắn Nhân Hòa Đường. Hoàng Hữu Long lúc này đã tại trở lại kinh thành trên đường, mở cho hắn xe chính là hắn trợ thủ đắc lực Sa Thế Hùng. Sa Thế Hùng nói, Hoàng Tổng, ta xác minh qua, kia phần di chúc là chân thật tồn tại, về sau Nhân Hòa Đường nhãn hiệu thuộc về Hứa Thuần Lương. Hoàng Hữu Long khinh thường hừ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía ngoài xe. Sa Thế Hùng nói, Hoàng Tổng, ta cảm thấy hẳn là chuẩn bị sớm, phòng ngừa tổn thất lớn hơn, Hứa Thuần Lương người này có được nhãn hiệu quyền sở hữu về sau chịu chắc chắn ở phương diện này làm văn chương. Hoàng Hữu Long rơi xuống một điểm cửa sổ xe, gió xuân từ bên ngoài hô hô rót vào, thanh âm của hắn trộn lẫn lấy phong thanh, ngươi cho rằng ta không thường nổi sao. Sa Thế Hùng lắc đầu, Hoàng Hữu Long tuyệt đối là hán thành ẩn tàng tài phiệt. Hắn sở dĩ không có giống những người khác có được nhiều như vậy ánh sáng chói mắt vòng, là bởi vì hắn đối thanh danh tịnh không để ý, đây cũng là Sa Thế Hùng bội phục nhất hắn địa phương. Hoàng Hữu Long nói, ta tính cách của người này ngươi nên rõ ràng, nếu như không chiếm được ta tình nguyện đem hủy đi, Nhân Hòa Đường với ta mà nói giá trị vốn là không lớn. Sa Thế Hùng nói, Chu Nghĩa Vũ bị cảnh sát mang đi, nghe nói cùng Chu Nhân Hòa một án có quan hệ. Hoàng Hữu Long lạnh nhạt cười nói, ta cung cấp chứng cứ. Sa Thế Hùng ngạc nhiên hắn từ kính chiếu hậu nhìn Hoàng Hữu Long một chút. Hoàng Hữu Long nói, Chu Nhân Hòa đem hắn nuôi dưỡng thành người, hắn không biết cảm ơn coi như bỏ qua, lại có thể nhẫn tâm điều dưỡng cha đả thương, dạng này người hảo vô nhân tính có thể nói. Sa Thế Hùng nói, chỉ là ngài làm như vậy, chẳng khác gì là gián tiếp trợ giúp Hứa Thuần Lương. Hoàng Hữu Long ha ha cười nói, ta đã tướng bài phát cho Chu Nghĩa Văn, ứng phải đánh thế nào, cuối cùng vẫn là từ hắn tới làm quyết định. Bất quá vô luận như thế nào đánh, hắn đều nhất định là cái bên thua. Chu Nhân Hòa an táng tại Hứa gia lão lâm, ngay tại cha mẹ của hắn đằng sau, Hứa Trường Anh mồ cũng tại phụ cận, nơi này cũng không phải chính thức nghĩa địa công cộng, thuộc về Dương Sơn thôn phạm vi, trên núi mồ rất nhiều, lộ ra lộn xộn vô tự. Hứa Trường Thiện nhìn qua huynh trưởng ngôi mộ mới, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, nếu như năm đó phụ thân sớm một chút nhận đại ca, cũng sẽ không phát sinh về sau hiểu lầm, đều qua rồi. Phụ mẫu đã vong, tỷ tỷ trẻ măng liền gặp bất hạnh, hiện tại đại ca cũng đi. Hứa Thuần Lương bọn người đốt xong giấy đi vào ra ra bên người, nhắc nhở hắn ứng cần phải đi. Hứa Trường Thiện thở dài nói, các ngươi đi trước, ta đang còn muốn chỗ này nhiều ở một lúc. Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ giữa chưa còn có đáp tạ yến, bởi vì đông đảo thân hữu đều là hướng về phía hắn tới, hắn khẳng định qua được an bài chiêu đãi. Hứa Gia Hiên nói, người đi trước đi, ta quay đầu mang ra ra ngươi trở về. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, rời đi trước. Hứa Gia Hiên rút ra một điếu thuốc đưa cho phụ thân, giúp hắn đốt. Hứa Trường Thiện hút một hơi, đem điếu thuốc cắm ở lư hương bên trong, nói khẽ ca, hai anh em chúng ta đời này liền cùng một chỗ hút thuốc uống rượu cơ hội đều không có, ngươi rút một ngụm. Hứa Gia Hiên mím môi, hắn có thể thông cảm lão gia tử tâm tình, mở một bình rượu. Tướng hai cái ly rượu nhỏ rót đầy. Hứa Trường Thiện tiếp nhận hắn đưa tới nửa bình rượu, đem rượu vẩy trên mặt đất, lại để cho Hứa Gia Hiên đi cho ra ra hắn kính mấy chén. Hứa Gia Hiên dứt khoát lần lượt kính một lần, thật vất vả trở về một chuyến, cũng hẳn là cho người nhà viếng mồ mả. Chờ hắn trở lại phụ thân bên người thời điểm, vừa vặn nhìn đến lão gia tử xoay người vụng trộm gạt lệ, người đã già dễ dàng trở nên đa sầu đa cảm. Hứa Gia Hiên có thể lý giải phụ thân. Phụ thân sở dĩ thương tâm như vậy, là bởi vì hắn hiểu lầm đại bá nhiều năm như vậy, một lần nữa đưa cho phụ thân một điếu thuốc,
cung cung kính kính đốt cho hắn. Hứa Trường Thiện hít một hơi thuốc lá nói, về sau chờ ta đi, cũng chôn ở chỗ này, người một nhà cùng một chỗ làm bạn, nhiệt nhiệt nháo nháo, không tịch mịch. Hứa Gia Hiên cười nói, ngài thân thể cứng rắn đây. Hứa Trường Thiện nhìn nhi tử một chút, ý vị thâm trường nói, mỗi lần ngươi trở về thời điểm, ta đều đang nghĩ, lần này có thể là chúng ta hai người một lần cuối. Hứa Gia Hiên nói, đại cát đại lợi, cha, ngài nhưng đừng nói như vậy. Nghe phụ thân nói như vậy khó tránh khỏi áy náy, kỳ thật trong lòng của hắn không phải là không nghĩ như vậy, phụ thân già, gặp một lần thiếu một mặt. Hứa Trường Thiện nói, từ thuần lương xuất sinh, cái này hơn 20 năm, chúng ta hai người gặp mặt thêm khởi đến còn không đến một tháng. Hứa Gia Hiên nói, cha, ta về sau sẽ thường xuyên trở về nhìn ngài. Hứa Trường Thiện lắc đầu nói, chớ miễn cưỡng, người thích tới hay không? Ngài còn trách ta à? Hứa Trường Thiện nói, không có, ngươi lưu lại một cái tốt như vậy cháu trai cho ta, ta cảm ơn ngươi cũng không kịp, làm sao hận ngươi? Gia Hiên a, ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, kia nước ngoài cứ như vậy tốt. Bọn hắn mặt trăng thật so chúng ta tròn, ngươi thế nào liền tập trung tinh thần đâm vào tha hương nơi đất khách quê người không chịu trở về đâu? Đi qua Hứa Trường Thiện còn có thể hiểu được, dù sao Hứa Gia Hiên ở bên kia lập gia đình, bây giờ không phải là nói đã ly hôn sao? Vì cái gì không chịu trở về? Hứa Gia Hiên nói, cha, ta rời đi hơn 20 năm, những năm này đều tại Bắc Mỹ phát triển, sự nghiệp của ta, gia đình của ta, bằng hữu của ta, nhân mạch của ta đều ở bên kia, không thể nói vứt xuống liền vứt xuống, nếu như ta về nước, hết thảy còn đến lại bắt đầu lại từ đầu. Hứa Trường Thiện nói, sự nghiệp liền trọng yếu như vậy. Bên kia nhà là nhà, chúng ta bên này cũng không phải là nhà. Hứa Gia Hiên nói, cha, ta hướng ngài cam đoan, ta khẳng định sẽ trở về, nhưng ít nhất phải chờ ta về hưu. Hứa Trường Thiện nói, ta tin tưởng ngươi sẽ trở về, nhưng ta liền sợ đợi không được ngươi trở về thời điểm. Hắn tướng đầu mẩu thuốc lá nhấn diệt, cẩn thận cất kỹ, vỗ vỗ Hứa Gia Hiên bả vai nói, đi thôi, đừng để người ta chờ quá lâu. Hứa Thuần Lương lưu lại một chiếc xe cho phụ thân, Hứa Gia Hiên chở lão gia tử tiến về tiệm cơm nửa đường, Hứa Trường Thiện nhưng lại cải biến chủ ý, thấp giọng nói, không đi, tâm mệt mỏi. Hứa Gia Hiên nói, không đi cũng được, ta đưa ngài về nhà. Hứa Trường Thiện ánh mắt nhìn về phía ngoài xe, bỗng nhiên nói, đi cho nên bên Hoàng Hà nhìn xem. Hứa Gia Hiên lái xe mang theo phụ thân đến bờ sông, tướng xe ngừng tốt, mở cửa xe, nâng phụ thân xuống xe. Hứa Trường Thiện cảm khái nói, thay đổi hoàn toàn, hiện tại bờ sông đã thành công viên, đi qua đều là rối bời. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, nhìn qua thanh tịnh nước sông nói, người cô, lúc trước chính là ở chỗ này ngộ hại. Hứa Gia Hiên biết cô Hứa Trường Anh năm đó bởi vì tình cảm lưu luyến lọt vào Gia Gia phản đối, cho nên trong cơn tức giận đầu sông, nhưng là phụ thân hôm nay nói đúng ngộ hại, Hứa Gia Hiên không khỏi nhíu mày, ngộ hại. Hứa Trường Thiện gật đầu nói, nàng không phải tự sát. Cha, ngài nói cho năm đó ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta tìm người đi thăm dò. Hứa Trường Thiện thở dài nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, đại bá của ngươi cũng không có tướng tình huống cụ thể nói cho ta, hắn chỉ là để cho ta đề phòng một người. Ai? Minh Đức tập đoàn Hoàng Hữu Long, hắn liền là năm đó chúng ta nhà hàng xóm hài tử, ta đối với hắn còn có ấn tượng. Hứa Gia Hiên nói, Hoàng Hữu Long cùng nhà chúng ta quá khứ là hàng xóm. Hứa Trường Thiện gật đầu nói, ta nhớ được hắn lúc trước chỉ là một đứa bé, thường xuyên đến hồi xuân đường chơi, ta còn giúp hắn làm qua ná cao su đâu, nếu như không phải đại bá của ngươi nhắc lên, ta cũng không nghĩ ra hắn thế mà thành Minh Đức tập đoàn tổng giám đốc, còn biến thành một cái hàn tịch người Hoa. Hứa Gia Hiên nói, đại bá có ý tứ là, cô ta chết cùng Hoàng gia có quan hệ sao? Hứa Trường Thiện thở dài nói, ta không biết, năm đó hắn vẫn chỉ là một đứa bé, ta nhớ được ngươi cô qua đời không lâu, Hoàng gia cũng bởi vì chúng độc cơ hồ cả nhà chết hết, chỉ có Tiểu Long, cũng chính là Hoàng Hữu Long bởi vì ra ngoài may mắn thoát khỏi tại khó, ra ra ngươi cũng là người hiểm nghi một trong, về sau hắn bởi vì tinh thần không chịu nổi lựa chọn tự sát, không bao lâu lại cha ra Hoàng thúc thúc. Là đặc vụ, bọn hắn là sợ tội tự sát. Hứa Gia Hiên đối những tình huống này trên cơ bản đều biết. Gia Gia là trong sạch, nhưng là bởi vì chuyện năm đó đi qua quá lâu, người trong cuộc lại tất cả đều tử vong, căn bản không thể nào biết nói ra chân tướng, xem ra đại bá hẳn là rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hứa Gia Hiên nói, đại bá để ngài đề phòng Hoàng Hữu Long, chứng minh Hoàng Hữu Long vẫn là hận chúng ta Hứa Gia.
Hứa Trường Thiện nói, cảnh sát đều đã chứng minh người nhà hắn chết cùng chúng ta Hứa gia không quan hệ, hắn hận chúng ta mới là không hề có đạo lý. Hứa Gia Hiên nói, cha, cố gắng chuyện năm đó có ẩn tình khác, đại bá đã nhắc nhở ngài, ngài vẫn là nhiều chút cẩn thận, theo ta được biết, Hoàng Hữu Long Minh Đức Tập Đoàn cùng Nhân Hòa Đường là quan hệ hợp tác, hắn là không là muốn thông qua Nhân Hòa Đường tới đối phó Hứa gia. Hứa Trường Thiện lắc đầu nói, ta sống hơn nửa đời người, phút cuối cùng còn không giải thích được nhiều một cái cửu gia. Hứa Gia Hiên trong lòng thầm nghĩ, Hứa Thuần Lương hẳn phải biết một chút tình huống, dù sao trước hết nhất cùng Chu Nhân Hòa đáp lên quan hệ chính là tiểu tử này, phụ thân cả đời này chỉ bệnh cứu người thích hay làm việc thiện không có thù gì người, nhưng là trước trận bị người hãm hại, như thế nói đến cái này Hoàng Hữu Long có thể là ẩn giấu ở sau lưng cửu nhân. Hứa Trường Thiện nói, Gia Hiên, ta đều từng tuổi này, ai đến trả thù ta còn không sợ, ta lo lắng nhất chính là Thuần Lương, sợ có người xấu gây bất lợi cho hắn. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Gia Hiên kém chút không có cười ra tiếng, chỉ là trở ngại cái này đặc thù thời gian lại tại trước mặt phụ thân, hắn đến thu liễm lấy cha, ngài cùng lo lắng hắn không bằng lo lắng ta. Hứa Trường Thiện trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tại Bắc Mỹ xa như vậy, ta lo lắng ngươi cái rắm. Hứa Gia Hiên dở khóc dở cười nói, Thuần Lương tiểu tử này tương lai khẳng định so ta năng lực, ngài suy nghĩ một chút, mặc kệ chuyện nào hắn không an bài đến thỏa thỏa, ta cái này người làm cha tại hắn trước mặt đều cảm thấy hổ thẹn. Hứa Trường Thiện nghe hắn nói như vậy, trong lòng thư thản rất nhiều, cũng không nhìn một chút là ai nuôi dưỡng lớn lên. Hứa Gia Hiên nói, cái này cũng phải xem gen, hắn là ta sinh. Ngươi là ta sinh. Hứa Gia Hiên nhẹ gật đầu, đúng vậy. Ngài gen tốt, ngài gen tốt nhất. 1. Hứa Trường Thiện nói, vô luận như thế nào, Thuần Lương cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, hắn đối người tâm hiểm ác khả năng còn nhận biết không đủ. Hứa Gia Hiên nói, cha, ngài yên tâm, lần này ta nhiều ở vài ngày, nhất định tướng chuyện này cha cái cha ra manh mối, đem sự tình giải quyết lại rời đi, ngài cảm thấy thế nào? Hứa Trường Thiện nhìn qua Hứa Gia Hiên, thấy Hứa Gia Hiên đáy lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, ta lại nói sai. Chỗ nào đắc tội lão gia tử? Ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Đáp tạ yến kết thúc về sau, Mai Như Tuyết nhìn thấy Hứa Thuần Lương uống nhiều rượu, đưa ra tiễn hắn về nhà, Hứa Thuần Lương để nàng trước đưa tiểu cô các nàng trở về, bên này còn phải tiễn khách người, đoán chừng muốn muộn một hồi mới có thể đi. Cơ Dài Dài cùng Hoa Trục Nguyệt cùng nhau tới, Hoa Trục Nguyệt là sáng nay đặc địa đuổi tới tham gia tang lễ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đến ta an tâm. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi là lo lắng Dai Dai chạy loạn. Cơ Dai Dai nói, ta đều bao lớn người, không cần đến ngươi quan tâm. Hoa Trục Nguyệt nói, ta thật không nghĩ quản ngươi. Nàng hướng Hứa Thuần Lương cáo từ, buổi chiều muốn về Nam Giang, Cơ Dai Dai không có ý định cùng với nàng cùng đi, thật vất vả tới một chuyến Đông Châu, dự định tại Đông Châu hảo hảo chơi mấy ngày. Mang theo nhiều như vậy quốc tế bạn bè tới, cũng phải đáp tạ một chút. Hứa Thuần Lương cho rằng Cơ Dai Dai đám kia quốc tế bạn bè chính là một bang ăn hôi thực khách, bất quá có tiền khó mua cao hứng, dù sao đồ đệ này có tiền. Đưa tiễn bọn hắn, Văn Lữ Cục một bang đồng sự tới cáo từ, Phó Quốc Dân nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, Thuần Lương, chuyện công tác ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt lúc nào nghỉ ngơi tốt lúc nào lại đến ban. Hứa Thuần Lương có chút muốn cười, mình bây giờ vẫn là điều tạm thân phận, hẳn là về Hồ Sơn trấn quản lý. Phó Quốc Dân trực tiếp liền an xếp lên trên, không qua người ta cũng là có ý tốt. Hứa Thuần Lương nói, Phó Cục, thân thể ta không có tâm bệnh, cũng không cần nghỉ ngơi, chậm nhất hậu thiên liền có thể chính thức đi làm. Phó Quốc Dân nói, đây chính là ngươi nói, chúng ta Văn Lữ Cục gần nhất suy nghĩ mấy cái văn lữ hoạt động phương án, thứ hai đặt ở trong hội nghị thảo luận, nếu như ngươi có thể đến liền đến họp. Không có vấn đề, Hứa Thuần Lương người này cũng sợ nhàn rỗi. Hứa Thuần Lương tướng tất cả khách nhân đều đưa sau khi đi đã là 3 giờ rưỡi chiều, Mai Như Tuyết lại gọi điện thoại tới nói cho hắn biết Gia Gia đã đến nhà, hỏi hắn khi nào trở về, mình có thể đi qua đón hắn. Hứa Thuần Lương biểu thị lúc này đi, để Mai Như Tuyết không cần lại tới đón hắn, mấy ngày nay nàng cũng đi theo bận rộn đến không nhẹ, hẳn là nghỉ ngơi một chút. Lục Kỳ còn chưa đi, vừa vặn để Lục Kỳ tiễn hắn một đoạn. Lục Kỳ nhìn Hứa Thuần Lương một chút, muốn nói lại thôi. Hứa Thuần Lương đoán được hắn muốn nói cái gì, cười nói, chuyện kết hôn chuẩn bị đến thế nào. Lục Kỳ ngượng ngùng hướng hắn cười cười nói, nhìn ngươi bận bịu không có có ý tốt sách. Hôm nay là Hứa gia xử lý việc tang lễ, cũng không phải nhắc lên chuyện này thời điểm. Hứa Thuần Lương nói, sự tình đây không phải xong xuôi nha, ngươi yên tâm đi,
Tô Tình bên kia ta khẳng định giúp ngươi an bài đến thỏa thỏa. Lục Kỳ nói, cái này không có gì không yên lòng, Tô Tình người ta đáp ứng phi thường thống khoái. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, người phải giúp ta một bận bịu, sáng sớm hôm nay Tế Châu cảnh sát đem Chu Nghĩa Vũ mang đi, người giúp ta hỏi thăm một chút con hàng này là nguyên nhân gì cho mang đi. Lục Kỳ nói, cái này không có vấn đề, ta quay đầu sẽ làm. Nói xong hắn hạ giọng nói, có thể hay không cùng Chu lão tiên sinh bản án có quan hệ. Hứa Thuần Lương thở dài, Lục Kỳ lập tức minh bạch, bực tức nói, nếu quả thật cùng hắn có quan hệ, con hàng này đơn giản táng tận Thiên Lương. Hứa Thuần Lương nói, ta bá tổ phụ trước khi lâm chung liền muốn cùng hai anh em họ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ta đoán chừng bá tổ phụ 8-9 phần 10 nhận ra hắn, hẳn là nhớ tình phụ tử không có vạch trần. Lục Kỳ thầm nghĩ, cái này mặc dù là Hứa gia việc nhà, nhưng là Chu Nghĩa Vũ rất có thể sở phạm pháp luật, cái này là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lục Kỳ tướng Hứa Thuần Lương đưa đến ẩn hồ quan để cửa chính, Hứa Thuần Lương để hắn đừng đi đến đưa, xuống xe, nhìn thấy đại cô một nhà kéo lấy hành lý chuẩn bị rời đi, biểu ca của hắn biểu tỷ cũng là bức bách tại áp lực mới vội vàng qua tới tham gia tang lễ, từ hai người biểu lộ cũng có thể nhìn ra bọn hắn không tình nguyện. Hứa Thuần Lương đi qua chào hỏi một tiếng rất kỳ quái làm sao không có an bài xe đưa bọn hắn đi đường sắt cao tốc đứng. Hứa Gia An nói, là ta không có để đưa, đón xe thật thuận tiện. Mà lại đi lên phía trước hai bước chính là chạm xe lửa, chúng ta cũng không mang bao nhiêu thứ. Biểu ca Lương Lập Nam nói, tất cả mọi người mệt mỏi, chính chúng ta đi. Biểu tỷ Lương Lập Hân không kiên nhẫn thúc giục, đi nhanh lên đi, ta ngày mai còn được ban đâu, đều chậm trễ không thiếu thời gian. Lời này Hứa Thuần Lương nhưng không thích nghe, nha, biểu tỷ, ta quên ai, ngài thời gian quý giá, kỳ thật lần này ta không nghĩ thông suốt biết ngài, nguyên nghĩ đến chúng ta Hứa ra lặng lẽ đem chuyện này làm. Nhưng Gia Gia không phải kiên cầm. Nghe lời nghe âm, Hứa Gia An đã nghe ra chất tử không cao hứng, nàng tranh thủ thời gian giúp đỡ hòa giải nói, bận rộn nữa cũng phải đến, đây là mẹ ta nhà a. Lương Lập Hân tức giận nói, lần sau chính ngươi tới. Hứa Gia An đỏ mặt lên, nữ nhi nói như vậy chẳng khác gì là ở trước mặt phá. Hứa Thuần Lương nói, đại cô, vậy ta sẽ không tiễn các ngươi, lên đường bình an a. Hắn đối đại cô người một nhà đã sớm sinh lòng phản cảm, hiện tại đã lười nhác che giấu. Lương Lập Nam ngăn cản chiếc xe, Hứa Gia An cái cuối cùng lên xe, nhìn qua chất tử vốn muốn nói chút gì, nhưng do dự nửa ngày liền nói một câu nói, chiếu cố tốt ra ra ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, không nhọc đại cô phí tâm. Hứa Gia An mặt mũi tràn đầy phát nhiệt, nàng có thể cảm giác được chất tử không vui, kỳ thật lần này phụ thân thái độ đối với nàng cũng không tốt, Hứa Gia An vội vàng lên xe. Ô tô lái ra về sau Lương Lập Hân phàn nàn nói, ngươi nhìn cái kia dạng, không phải liền là làm cái hạt vừng lớn tiểu quan, cuồng đến không còn hình bóng. Lương Lập Nam nói, ta cũng phát hiện, tiểu tử này có chút bành trướng. Hứa Gia An bỗng nhiên bạo phát, làm sao nói đâu. Các ngươi cũng không nhìn một chút mình, có hay không điểm làm ca ca tỷ tỷ dáng vẻ. Qua đời là đại bá ta, người ta Thuần Lương bận trước bận sau, toàn bộ tang lễ đều là hắn một tay xử lý, là... Ta hiện tại là người nhà họ Lương, nhưng các người có hay không tôn trọng qua ta cái này làm mẹ. Mẹ ta nhà có việc, các người tất cả đều bày ra một bộ việc không liên quan đến mình khuôn mặt, trong lòng các người còn có hay không thân tình. Lương Lập Nam cùng Lương Lập Hân liếc mắt nhìn nhau, làm không rõ ràng mẫu thân vì sao lại nổi giận. Lương Lập Hân nói, mẹ, ngài đừng nóng giận, chúng ta chưa hề chưa thấy qua ngài vị này đại bá. Gặp qua ông ngoại ngươi không? Trong lòng các người còn có ông ngoại không? Hứa Gia An trong lòng ủy khuất cùng lòng chua xót một mạch bừng lên, nàng bỗng nhiên lớn tiếng thét to, dừng xe, ngừng cho ta xe. Lái xe bị giật mình kêu lên, đạp xuống phanh lại tướng xe sang bên dừng lại, Hứa Gia An đẩy cửa xe ra liền xuống xe. Nàng đôi này nữ đuổi theo sát lấy xuống xe, Lương Lập Nam nói, mẹ, ngài làm cái gì vậy? Hứa Gia An cảm xúc vẫn ở vào trong sự kích động, các ngươi đi, đừng chậm trễ công tác của các ngươi, sự nghiệp của các ngươi. Về sau mẹ ta ra sự tình không còn làm phiền các ngươi họ Lương. Lương Lập Hân nói, mẹ, ngài thật sự là không hiểu thấu, chúng ta nói cái gì rồi. Lương Lập Nam nói, đúng đấy, chúng ta đây không phải cũng đến đây nha. Ngài có cái gì không hài lòng. Hứa Gia An nói, người ta bành trướng, người ta cuồng đến không thấy. Các ngươi không nhìn mình, liền hai người các ngươi, cộng lại cũng không sánh nổi cháu ta. Lương Lập Nam cùng Lương Lập Hân hai huynh muội thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mẫu thân đây là nhận lấy bao lớn kích thích,
thế mà bắt hắn hai cùng Hứa Thuần Lương so sánh, Hứa Thuần Lương liền đại học đều không có trải qua, dựa vào cái gì cùng bọn hắn so, liền tính Hứa Thuần Lương tại Đông Châu lẫn vào còn có thể, nhưng là Đông Châu chẳng qua là cái tam tuyến thành thị, làm sao cùng Hỗ Hải so sánh. Lương Lập Nam nói, mẹ, đừng làm rộn, lên xe đi, chậm thêm liền không kịp đường sắt cao tốc. Hứa Gia An nói, ta không quay về, các ngươi đi thôi. Vừa xoay người nước mắt liền chảy xuống, đi qua này đôi nhi nữ vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, nhưng nàng kiêu ngạo cùng tự hào tại trong hiện thực bị nhu toái lặp đi lặp lại dẫm đạp. Cái gì thành tích cao không thể đại biểu cao tố chất, trình độ càng cao hài tử thân tình càng là mờ nhạt, nhất là hai năm này, từ trên người bọn họ cảm nhận được đều là lạnh lùng cùng tự tư. Ngậm đắng nuốt cay đem bọn hắn dưỡng dục trưởng thành, cũng không phải hy vọng bọn họ biến thành hiện tại cái dạng này, Hứa Gia An nhớ tới phụ thân có thể hay không đối với mình sở tác sở vi đồng dạng thất vọng, những năm này mình chỗ có tâm tư đều nhào ở gia đình bên trên, lại không để ý đến phụ thân cảm thụ, báo ứng, có lẽ đây chính là báo ứng. Lương Lập Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu muội muội đuổi theo, Lương Lập Hân thì biểu thị để hắn đi, hai huynh muội nhìn qua mẫu thân thân ảnh càng chạy càng xa. Lương Lập Hân nói, không còn kịp rồi, nếu không để mẹ ở chỗ này ở thêm hai trời, tỉnh táo một chút. Lương Lập Nam nói, mẹ gần nhất có phải hay không thời mãn kinh? Lương Lập Hân kỳ thật trong lòng cũng nghĩ như vậy, thở dài nói, nàng liền không thể nhiều từ chúng ta góc độ nhìn vấn đề. Được rồi, mẹ cũng không dễ dàng, chúng ta đừng chấp nhặt với nàng. Hứa Thuần Lương chân trước về đến nhà, chân sau Hứa Gia An đã đến, nàng vành mắt hồng hồng rõ ràng đã mới vừa khóc. Cũng không nhiều lời nói liền lên lâu, vừa vặn lúc này Hứa Gia Văn cùng nữ nhi đều không tại, chỉ có Mai Như Tuyết một nữ, Hứa Thuần Lương để nàng cùng đi lên xem một chút. Hứa Gia Hiên vừa đem lão gia tử hầu hạ ngủ, ra nhìn thấy trong phòng khách trống rỗng, hơi kinh ngạc nói, người đâu? Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô mang chân thuần đi mua đồ, đại cô mới vừa lên lâu, tiểu tuyết theo nàng đi. Hứa Gia Hiên thói quen lấy ra một hộp khói, lại gặp phải nhi tử ánh mắt sắc bén. Có chút khiếp đảm thuốc lá lại thu về, ho khan một tiếng nói ta đi ra ngoài hút khỏa khói. Hắn đối chính mình cái này nhi tử đánh đáy lòng có chút kiêng kỵ, trên đời này sợ nhi tử phụ thân không nhiều, hắn xem như một cái. Hứa Gia Hiên đi vào trong sân nhóm lửa một điếu thuốc, vừa hút một hơi, Hứa Thuần Lương liền đi tới trước mặt, hắn vội vàng nói ta không có ở bên trong rút. Hứa Thuần Lương nói, người dùng tiền mua phòng ở, người đương nhiên có quyền lợi ở bên trong rút. Hứa Gia Hiên bắt đầu cười hắc hắc mình làm sao đem cái này cha nhi đem quên đi. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay Bồi Gia Gia đi nơi nào. Hứa Gia Hiên đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương kỳ thật đã sớm đoán được Chu Nhân Hòa trước khi Lâm Trung hẳn là nói cho Gia Gia một ít chuyện. Hứa Gia Hiên nói, tiểu tử ngươi có phải hay không đã sớm biết. Hứa Thuần Lương thở dài nói, cái kia Hoàng Hữu Long không phải cái gì đồ chơi hay. Gia Gia lần trước bị người vu oan hãm hại phía sau chủ mưu khả năng chính là hắn. Hứa Gia Hiên nói, hắn cùng chúng ta Hứa Gia làm sao như thế đại thù. Hứa Thuần Lương lúc này mới nói tỉ mỉ từ đầu, Hứa Gia Hiên càng nghe biểu lộ càng là ngưng trọng, nếu như nhi tử không nói hắn cũng không biết rõ hai nhà ân oán đến cùng là thế nào tới, đi qua vẫn cho rằng cô là tuẫn tình tự sát, bây giờ mới biết là bị người hại chết. Hứa Gia Hiên nghe xong, phàn nàn nói, ngươi cũng không sớm một chút nói cho ta. Hứa Thuần Lương nói, ta phải biết chuyện này cũng không có bao lâu thời gian, bá tổ phụ không muốn lộ ra, cô nãi nãi đều đã qua đời nhiều năm như vậy, không muốn thanh danh của nàng lại nhận làm bẩn. Hứa Gia Hiên nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này chỉ sợ thành một kiện vụ án không đầu mối. Hứa Thuần Lương cũng không nói cho hắn biết Chu Nhân Hòa vì báo thù hạ độc diệt hoàng gia cả nhà sự tình. Hứa Gia Hiên nói, nếu như Hoàng Hữu Long nhận định chúng ta Hứa Gia chính là cửu nhân của hắn khẳng định còn sẽ ra tay trả thù. Hứa Thuần Lương nói, ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Ngươi muốn làm gì, tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng làm ẩu a. Hứa Gia Hiên lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, dù sao cũng là mình thân sinh. Hứa Thuần Lương nói, ngài liền chớ để ý, chuyện bên này một mực giao cho ta, ngươi không giải quyết được. Hứa Gia Hiên nói, tiểu tử ngươi xem thường người a. Ta là cha ngươi. Hứa Thuần Lương nói, kia lại kiểu gì, trên thế giới này hố con tử cha nhưng không phải số ít. Hứa Gia Hiên ngoài miệng không chịu nhượng bộ, vẫn là hố cha hơn nhiều. Hứa Thuần Lương cười hướng hắn gật đầu nói, đúng, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Hứa Gia Hiên lúc này mới ý thức được, mình đem mình cho quấn tiến vào,
có chút thẹn quá hóa giận, ngươi liền không thể đối ta chút tôn trọng, ta đây không phải muốn giúp đỡ giải quyết vấn đề sao? Hứa Thuần Lương nói, ngươi có thể hỗ trợ cái gì a? Biết ngươi có mấy cái tiền, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không phải tiền có thể giải quyết, đừng mù quan tâm, hứa ra sự tình ta chơi được. Hứa Gia Hiên nói, ta đây không phải muốn giúp đỡ nha. Lúc này Mai Như Tuyết ra, Hứa Gia Hiên liền muốn nói ra cho nuốt trở vào, hướng Mai Như Tuyết cười cười nói, Tiểu Tuyết tới, các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút lão gia tử. Mai Như Tuyết nói, Hứa Thúc Thúc, ngài vẫn là trước đi xem một chút đại cô, nàng rất thương tâm. Hứa Gia Hiên rời đi về sau, Hứa Thuần Lương hướng Mai Như Tuyết nở nụ cười. Mai Như Tuyết sáng giọng, ngốc cười cái gì? Hứa Thuần Lương duỗi tay nắm chặt nàng nhu đề, tại trong lòng bàn tay vuốt ve. Mai Như Tuyết nói, người đây là muốn đem ta ra cho xoa xuống tới sao? Hứa Thuần Lương nói, yêu thích không buông tay. Mai Như Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, đề nghị đi cư xá đi một chút, hai người tới cư xá trong hoa viên. Mai Như Tuyết hít thở một cái không khí mới mẻ, nói khẽ nơi này hoàn cảnh thật tốt. Hứa Thuần Lương nói, cảm thấy tốt liền chuyển tới thôi, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt gian phòng. Mai Như Tuyết hất tay của hắn ra nói, lừa đảo, ta làm sao không thấy được. Hứa Thuần Lương nói, gian phòng của ta chính là của ngươi gian phòng, ngươi chuyển tới ta khẳng định phải thiếp thân chiếu cố a. Mai Như Tuyết khuôn mặt đỏ lên, liền biết ngươi không có ý tốt. Hứa Thuần Lương tại trên ghế dài ngồi xuống, hướng Mai Như Tuyết vẫy vẫy tay. Mai Như Tuyết đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, rúc vào đầu vai của hắn, hoàng hôn trong lúc vô tình đến, ánh nắng mặc dù ảm đạm cũng rất ôn nhu. Kim sắc dư huy bao phủ tại trên người của bọn hắn, Mai Như Tuyết nhắm lại xong mắt nói, anh của ta nói Diệp gia cũng người đến. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Diệp Sương Nguyên tự mình tới phúng viếng, chuyện lớn như vậy Kiều gia không có khả năng không biết, Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng Diệp gia đến đây là nguyên nhân gì, ngoài miệng lại nói, đều là Như Long ca mặt mũi. Mai Như Tuyết mở ra đôi mắt đẹp, cơ trí ánh mắt nhìn về phía Hứa Thuần Lương hai mắt, nói khẽ ta đại ca cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta không phải đã nói với ngươi, Diệp lão cùng ta phi thường hợp ý, hắn nhận ta đương cháu nuôi. Mai Như Tuyết nói, còn tốt không có nhận ngươi làm con nuôi, không phải ta đại ca đều phải xưng ngươi một đời. Hứa Thuần Lương bị đâm trúng cười điểm cười lên ha hả, Mai Như Tuyết ý nghĩ này không tệ, đúng nga, lúc trước nếu là nhận Diệp lão làm cha nuôi chẳng phải là bối phận trên có thể có một cái tăng lên rất nhiều. Mai Như Tuyết bắt lấy vạt áo của hắn, Diệp lão đến tột cùng vì cái gì như thế thưởng thức ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta làm người khác ưa thích chứ sao. Đã đáp ứng Diệp ra hỗ trợ bảo thủ bí mật, coi như đối Mai Như Tuyết cũng không thể nói, lại nói, Kiều Như Long cũng rõ ràng chuyện này, hắn làm sao liền cái rắm đều không thả, từ chuyện này cũng có thể nhìn ra Kiều Như Long người này ý thật đúng là rất nghiêm. Nói mò. Hứa Thuần Lương nói, ta vốn không muốn nhận, nhưng về sau ngẫm lại. Thân phận của ta bây giờ nhưng không xứng với ngươi, về sau vạn nhất nhà các ngươi có ai ra phản đối, Diệp lão cũng có thể đứng ra đến giúp chúng ta nói một câu, cho nên ta liền bất đắc dĩ đáp ứng. Mai Như Tuyết nhịn không được bật cười, đưa tay nắm cái mũi của hắn, người nghĩ đến thật đúng là lâu dài. Hứa Thuần Lương đưa nàng ôm vào lòng, vì cưới ngươi vào cửa, ta thế nhưng là lo lắng hết lòng, hao hết suy nghĩ. Mai Như Tuyết nói, hẳn là không từ thủ đoạn mới đúng. Hứa Thuần Lương nói, chỉ cần có thể đem ngươi đem tới tay, ta sự tình gì đều làm được. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, ta đều có chút sợ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, sợ ta liền theo đi. Lúc này có người hướng bên này đi tới, hai người tranh thủ thời gian tách ra, chờ đến gần nhận ra là Hứa Gia Văn hai mẹ con. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi. Hứa Gia Văn nói, làm sao không ở trong nhà tới đây làm gì? Chân Thuần ý vị thâm trường nói, ngài không hiểu, hai người bọn hắn đây là tại yêu đương vụng trộm đâu. Mai Như Tuyết xấu hổ đến kém chút không có một đầu cắm trong hồ nước đi, Hứa Thuần Lương cái này tiểu biểu muội nói chuyện thật sự là không trải qua đại não, một ngụm nhựa plastic tiếng phổ thông làm cho người không biết nên khóc hay cười. Hứa Gia Văn trách mắng, người cô nàng này nói mò gì. Hứa Thuần Lương giật dây nói, đánh nàng, hung hăng giáo huấn một lần, để nàng cả ngày nói hưu nói vượn. Chân Thuần nói, Tuyết tỷ, biểu ca ta lại khi dễ ta. Mai Như Tuyết nói, hắn không dám. Nàng hướng Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, biểu thị mình cùng Chân Thuần về trước đi. Hứa Thuần Lương ở phía sau bồi tiếp tiểu cô chậm rãi đi,
Hứa Gia Văn kỳ thật có chuyện muốn đơn độc nói với hắn, hai ngày này bởi vì xử lý tang sự không có cơ hội. Hứa Gia Văn quan tâm nhất đương nhiên là nữ nhi vấn đề tình cảm, nàng cũng nhìn thấy Chu Đức Minh, Chu thư ký còn tự thân đi Tế Châu phúng viếng. Hứa Gia Văn chủ yếu là cảm thấy nữ nhi quá nhỏ, tình cảm bên trên chưa hẳn định tính, nếu như đàm phán thành công còn tốt, vạn nhất đàm không thành, về sau sẽ có hay không có phiền phức. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, tiểu cô, đều thời đại nào ngài còn lo lắng cái này. Hứa Gia Văn nói, thời đại nào còn không phải như vậy. Đức Minh phụ thân dù sao cũng là Chu thư ký. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký người rất tốt, người ta cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Hắn đối Chân Thuần ấn tượng cũng rất tốt. Hứa Gia Văn thở dài nói, lời mặc dù như thế, nhưng ta cảm thấy Đức Minh cùng tính cách của nàng không giống nhau lắm, nàng quá náo, Đức Minh trầm ổn hướng nội, rõ ràng không phải người một đường. Hứa Thuần Lương nói, tình cảm bên trên giảng cứu bổ sung, ta vẫn rất náo đâu, Tiểu Tuyết thích tính, chúng ta không phải một dạng chung đụng được hảo hảo, tiểu cô, ta cảm thấy ngài vẫn là đừng quan tâm, người tuổi trẻ tình cảm để bọn hắn tự mình giải quyết. Ngài chỉ phụ trách chúc phúc là được rồi. Hứa Gia Văn nhẹ gật đầu, lo lắng của nàng cũng là dư thừa, liền Chân Thuần kia tính cách, mình nàng mới nghe không vào. Hứa Thuần Lương nói cho Hứa Gia Văn đại cô không đi, Hứa Gia Văn cảm thấy có chút kinh ngạc, làm sao đại tỷ lại đột nhiên lưu lại. Về đến nhà, Trịnh Bồi An cũng đến, hắn tìm Hứa Thuần Lương có chuyện báo cáo, chủ yếu là liên quan tới mới bệnh viện, Cố Hậu Nghĩa có một ý tưởng, có phải hay không đem Trường Thiện Giang Ruột bệnh viện cải thành Trường Thiện bệnh viện. Kỳ thật chuyên khoa bệnh viện không cần thiết thêm Giang Ruột hai chữ đặc địa cường điệu. Hứa Thuần Lương cho rằng có thể thực hiện, dù sao Trường Thiện là tên của Gia Gia, đằng sau trắng trợn treo Giang Ruột hai chữ, coi như Gia Gia không thèm để ý, nhiều ít cũng có chút bất kính. Hứa Thuần Lương hỏi bệnh viện tình huống bên kia, Trịnh Bồi An triển khai thoại hạp tử, thao thao bất tuyệt nói không xong, bệnh viện kiến thiết phi thường thuận lợi, ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc đó khẳng định có thể thử kinh doanh. Hiện tại phần cứng công trình đã không sai biệt lắm, thông báo tuyển dụng cũng cơ bản hoàn thành, đã bắt đầu nội bộ huấn luyện. Trịnh Bồi An nói, vốn muốn cho lão gia tử ra mặt cho đứng đứng đài, nhưng lại gặp được chuyện này, đoán chừng chỉ có thể chờ đợi đợi. Hứa Thuần Lương nói, tuyên truyền phương diện ta có thể giúp một tay liên hệ đài truyền hình, chúng ta vẫn còn có chút quan hệ, bất quá ta cho rằng giai đoạn trước không cần thiết ở phương diện này đầu nhập quá nhiều, có câu nói là chén vàng ly bạc không bằng dân chúng danh tiếng. Chúng ta vừa mới bắt đầu phải khiêm tốn tiến hành, tranh thủ thông qua bệnh nhân truyền miệng đem thanh danh khai hỏa. Trịnh Bồi An nói, Cố viện trưởng cũng là như vậy mạch suy nghĩ. Hứa Thuần Lương nói, Trịnh Thúc, chờ bệnh viện khai trương, ngươi liền phải hai bên bận rộn, có thể chiếu cố sao? Trịnh Bồi An cười nói, ta tại Trường Hưng chính là kiếm sống, dù sao cũng không có gì phát triển, xứng đáng kia phần tiền lương là được rồi, về sau trọng tâm chính là bên này, ta cũng đã suy nghĩ kỹ. Vạn nhất về sau tân y viện bận bịu đi lên, ta liền tự mình tìm đồng sự cân đối, để bọn hắn đời ban, cùng lắm thì cho bọn hắn ít tiền, không có gì không dễ giải quyết. Hứa Thuần Lương biết Trịnh Bồi An là cái tên giảo hoạt, phương diện này sự tình hắn thao tác thành thạo điêu luyện, huống chi bệnh viện còn có Cao Tân Hoa hỗ trợ. Chu Nhân Hòa tang sự mặc dù thuận lợi xong xuôi, nhưng quay chung quanh chuyện này dư sóng gió, Chu Nghĩa Vũ bị cảnh sát mang đến tra hỏi, hắn vốn đang rất cường thế. Nhưng là tại cảnh sát xuất ra video theo dõi về sau, không bao lâu hắn liền bày xuống trận đến, thừa nhận lúc trước chui vào lão trạch người kia chính là mình, bất quá hắn kiên trì mình chui vào lão trạch không phải nghĩ trộm đồ, mà là bởi vì phụ thân sau lưng bọn hắn làm như thế bộ tòa nhà, bên trong đến cùng giấu lấy bí mật gì. Hắn cũng không muốn thương tổn hại phụ thân, là phụ thân lúc ấy cầm quải trượng đánh hắn, hắn dưới tình thế cấp bách, nghĩ trốn bán sống bán chết, trong lúc vô tình đẩy ngã phụ thân. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chu Nghĩa Văn về Tế Châu về sau trước tiên đi cục cảnh sát, kỳ thật coi như hắn không đi, cảnh sát cũng sẽ tìm tới cửa. Lão Trạch sự tình Chu Nghĩa Văn sớm đã có phát hiện, Chu Nghĩa Vũ chính là từ chỗ của hắn biết được chuyện này. Chu Nghĩa Văn nghe nói đệ đệ đã thừa nhận, còn đem mình nói cho hắn biết chuyện này ủi ra, hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn Chu Nghĩa Vũ chính là cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Thật gặp được sự tình liền cái gì đều bàn giao. Chu Nghĩa Văn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn cùng chuyện này không quan hệ, mặc dù lão Trạch sự tình là hắn sách cung cấp Chu Nghĩa Vũ, nhưng là hắn cũng không có để Chu Nghĩa Vũ đi tổn thương phụ thân, cho nên hắn đối với chuyện này còn biểu hiện đến lòng đầy căm phẫn. Điều tra về sau, cảnh sát cho phép hai anh em họ gặp mặt một lần, Chu Nghĩa Vũ hoàn toàn không thấy ngày xưa ngang ngược càn rỡ, nhìn thấy Chu Nghĩa Văn,
vẻ mặt đưa đám nói ca, người giúp ta một chút, ta thật không muốn thương tổn hại cha là hắn cầm quải trượng đánh ta, ta lo lắng bại lộ cho nên mới. Chu Nghĩa Văn đánh gãy hắn nói, người còn không biết xấu hổ nói, cha ngậm đắng nuốt cay đem chúng ta nuôi dưỡng thành người, người vậy mà lấy oán trả ơn, người có phải hay không người a? Chu Nghĩa Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn đem đại ca xem như mình hy vọng duy nhất, nghĩ không ra đại ca thái độ vậy mà như thế tuyệt tình. Chu Nghĩa Vũ nói, lão Trạch sự tình là ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi không nói, ta làm sao lại đi? Nếu như ta không có đi, làm sao có thể bị cha gặp được? Làm sao lại phát sinh sự tình phía sau? Chu Nghĩa Văn nói, ngươi vẫn là chết cũng không hối cải, ngươi đời này luôn luôn đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác, là ta cho ngươi biết không giả, nhưng ta cho ngươi đi tổn thương ba. Ta cho ngươi đi trộm đồ rồi. Ta không có trộm đồ, ta chỉ là đi điều tra chân tướng. Chu Nghĩa Văn đau lòng nhức óc nói, Nghĩa Vũ, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi mặc dù là đệ đệ ta, nhưng đối với chuyện này ta không cách nào tha thứ ngươi. Chu Nghĩa Vũ giận dữ hét, ngươi có tư cách gì nói với ta loại lời này. Chuyện này ngươi cũng có phần ta cho ngươi biết Chu Nghĩa Văn, ta nếu như bị phán có tội, các ngươi tất cả mọi người thoát không ra liên quan, nhất là ngươi, tất cả chủ ý xấu đều là ngươi ra, là ngươi đem ta hại cho tới hôm nay một bước này. Chu Nghĩa Văn cả giận nói, hỗn trướng, ngươi điên rồi. Ta là điên rồi, ta mẹ nó chính là một con chó điên, các ngươi chớ chọc ta, muốn chết mọi người cùng nhau chết, ai cũng đừng nghĩ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hoa Niên tập đoàn cho Trường Hưng chương mục chuyển 300 vạn, Triệu Phi Dương biết được sau chuyện này tức giận đến kém chút không có thổ huyết, Đường Kinh Vĩ làm cái gì. Đây không phải lừa gạt, đơn giản chính là vũ nhục. Triệu Phi Dương đi vào phía trước cửa sổ, kéo mở cửa sổ. Nhìn qua cách đó không xa đang xây hai kỳ công trình, đã không có hồi trước như hỏa như đổ kiến thiết tràng diện, tham dự hai kỳ công trình kiến thiết thi công đơn vị đều đang đợi lấy công trình khoản, Triệu Phi Dương cũng làm ra qua hứa hẹn, chờ xích đạo vốn liếng kia bút chuyển nhượng kim làm tan liền sẽ ngay đầu tiên trao. Đường Kinh Vĩ tao thao tác để lời hứa của hắn biến thành ăn nói suông, sáng hôm nay đã nhận được 6 cái thúc khoản điện thoại, Triệu Phi Dương có chút vô cùng phẫn nộ, Trường Hưng bệnh viện không phải ngươi Đường ra. Từ công và tư hợp doanh một đường đi đến bây giờ, mình gánh chịu bao lớn áp lực, ban sơ Đường Kinh Vĩ luôn mồm sẽ cho hắn không để lại dư lực ủng hộ, hiện tại chỉ sợ liền Đường Kinh Vĩ chính mình cũng quên lúc trước là nói như thế nào. Triệu Phi Dương cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không có cho Đường Kinh Vĩ gọi điện thoại, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, đánh cũng vô dụng, Đường Kinh Vĩ người này mặt ngoài khiêm tốn, nhưng thực chất bên trong chuyên quyền độc đoán, từ khi Hoa Niên tao ngộ nguy cơ về sau. Trở nên tham lam lại keo kiệt, tại tài vụ phương diện đem khống rất nghiêm, trừ phi đến bất đắc dĩ tình trạng, hắn sẽ không dễ dàng chảy máu. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lại là bí thư Cao Tân Hoa đến tìm hắn. Từ khi Triệu Đại Pháo sau khi qua đời, Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa mặc dù vẫn là lúc thường gặp mặt, mặt ngoài cũng khách khách khí khí, nhưng là giữa bọn hắn rõ ràng sinh ra vết rách. Bao quát Cao Tân Hoa ở bên trong những chiến hữu kia đều cho rằng già đại đội trưởng chết cùng Triệu Phi Dương có quan hệ, nếu như không phải Triệu Phi Dương cưới Bùi Lâm cái này sao tai họa, già đại đội trưởng cũng sẽ không bị tươi sống tức chết. Triệu Phi Dương có thể phát giác được những người này đối với mình mâu thuẫn, nhưng là hắn cũng không có cách nào, sự tình đi cho tới bây giờ tình trạng hắn cũng không cải biến được, hắn đã nhớ không rõ lần trước Cao Tân Hoa là lúc nào chủ động trèo lên cửa, cười nói Cao Bí Thư có việc. Cho dù là hai người tự mình cùng một chỗ thời điểm, Triệu Phi Dương cũng không còn xưng hô hắn là Tân Hoa ca, Cao Tân Hoa mừng rỡ như thế, không phải hắn sẽ cảm thấy cách ứng. Cao Tân Hoa gật đầu nói, hôm nay mấy cái thi công phương đều tới tìm ta, vì công trình khoản sự tình. Triệu Phi Dương nhìn không được cười lên, có chút không rõ những người này tìm hắn làm gì. Cao Tân Hoa hiện đang phụ trách đảng quần công việc, xây dựng cơ bản đã sớm không về hắn quản. Cao Tân Hoa nói, ta hiện tại lại không chịu trách nhiệm phương diện này, cho nên ta để bọn hắn đi tìm người khác. Hắn nói đến coi như uyển chuyển, không có chỉ mặt gọi tên nói là Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương thở dài nói, gần nhất bệnh viện Trương Mục cũng không có tiền, Trường Hưng trùng tu cải tạo vừa mới hoàn thành, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện đang xây, hai kỳ công trình cũng không thể ngừng, Trương Mục liền nhiều tiền như vậy, ta cũng không có xử lý pháp. Cao Tân Hoa nói, phân viện chuyển nhượng không phải có một khoản tiền sao. Nhắc lên chuyện này Triệu Phi Dương lại thở dài một hơi nói, lúc đầu nói xong, 5.000 vạn giám thị tài chính làm tan sau trực tiếp đi vào chúng ta Trường Hưng tài khoản, nhưng là số tiền kia cho Hoa Niên. Cao Tân Hoa nhíu mày, kia tìm Hoa Niên muốn trở về không phải.
Triệu Phi Dương lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy a, bị. Hắn vốn muốn nói bị chó nuốt xuống bánh bao thịt ngươi còn trông cậy vào nó phun ra, lại cảm thấy không thích hợp, sửa lời nói, ta lặp đi lặp lại cùng Hồ Sơn Trấn phương diện đã thông báo, bọn hắn vẫn là đem số tiền kia cho Hoa Niên, ngươi nói bọn họ có phải hay không có chủ tâm cố ý. Cao Tân Hoa nhìn thấy Triệu Phi Dương cái này buồn bực bộ dáng không những không có cảm thấy đồng tình ngược lại có chút muốn cười, Triệu Phi Dương chỉ kém không có nói rõ chính là Hứa Thuần Lương làm, đối với chuyện này không thể nghi ngờ ăn một người câm thua thiệt. Cao Tân Hoa nói có thể là tin tức không ngang nhau, Hồ Sơn Trấn cũng không biết chúng ta nội bộ cũng có nhiều như vậy mâu thuẫn. Triệu Phi Dương nói, làm sao có thể không biết, ta cũng không gạt ngươi, vốn là trông cậy vào cái này 5.000 vạn chậm khẩu khí, hiện tại tốt. Tìm đường tổng muốn trở về a, hai kỳ đình công đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Triệu Phi Dương nói, ta tìm, hắn liền cho 300 vạn, 300 vạn a. Liền 1.000 vạn đều không nỡ. Người nói hắn có phải hay không có chút quá phận. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Là ai đem Hoa Niên tập đoàn đầu này sói đói dẫn vào Trường Hưng, hiện tại tốt, Hoa Niên tập đoàn chẳng những không có dẫn dắt Trường Hưng bệnh viện đi về phía Huy Hoàng, ngược lại liên lụy bọn hắn nếu như Triệu Phi Dương từ vừa mới bắt đầu liền kéo dài cố hậu nghĩa chính sách, hiện tại Trường Hưng thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên trong thành phố đối bọn hắn khẳng định sẽ có bồi dưỡng chính sách. Trường Hưng cũng sẽ không bị định vì mưu cầu lợi nhuận bệnh viện, phân viện sẽ không bị chuyển nhượng, cho dù là chuyển nhượng, 200 triệu cũng đều về Trường Hưng tất cả, đi qua Cao Tân Hoa còn từng trải qua xem trọng Triệu Phi Dương tinh thần khai thác, hiện tại cảm giác con hàng này chính là cái công tử bột, ba hoa trích chòe có thể, không có cái gì bản lĩnh thật sự. Dạng này người có thể đi đến bây giờ cũng không phải chỉ bằng vận khí, Cao Tân Hoa cho rằng già đại đội trưởng cũng ứng có một ít trách nhiệm, quá yêu chiều. Ở trên người hắn chút xuống quá nhiều kỳ vọng cao, nâng lên ngựa đưa đoạn đường không tính còn phải hộ giá hộ tống, tạo thành Triệu Phi Dương cầm bối cảnh cùng vận khí trở thành thực lực bản thân, đưa đến hắn đối năng lực cá nhân đoán chừng không đủ. Triệu Phi Dương nhìn thấy Cao Tân Hoa luôn luôn không nói lời nào, nhịn không được nói, Cao Bí Thư, ngài giúp ta ra nghĩ kế, Trường Hưng cũng không phải ta một người. Cao Tân Hoa nói, Trường Hưng cũng không phải hai ta, là toàn thể nhân viên. Trong lòng tự nhủ ngươi bây giờ biết nghe người khác ý kiến, lúc trước tất cả mọi người không chịu công tư hợp doanh thời điểm ngươi thế nào không nghe. Không phải đi ngược dòng nước. Cầm bệnh viện toàn thể nhân viên lợi ích đương tiền đặt cược, êm đẹp Trường Hưng bị trói tại Hoa Niên tập đoàn chiếc này thuyền hỏng bên trên. Triệu Phi Dương nhớ ra cái gì đó, đi cho Cao Tân Hoa cầm khói, Cao Tân Hoa tiếp nhận, Triệu Phi Dương chủ động giúp hắn đốt. Cao Tân Hoa hít một hơi thuốc lá nói, Triệu Viện A, dù sao đã bộ dáng này. Đình công liền đình công thôi, không bột đố gột nên hồ, ta cũng không tin Hoa Niên tập đoàn liền mặc cho hai kỳ công trình đuôi nát. Triệu Phi Dương khóe môi hiện ra một nụ cười khổ, Cao Tân Hoa đương nhiên không quan trọng, bởi vì hắn là công chức, người ta hao tổn nổi, mình đâu. Nếu như hai kỳ đình công, Hoa Niên ban giám đốc nhất định sẽ tướng trách nhiệm tính tại mình trên đầu, hắn có loại mua dây buộc mình cảm giác. Triệu Phi Dương mình cũng châm một điếu thuốc, dùng sức hút một hơi thuốc nói, có đôi khi ta mệt mỏi thật sự. Cảm giác mình không chịu đựng nổi, nhưng về sau ngẫm lại, ta nếu là từ bỏ, Trường Hưng bệnh viện nhân viên tại sao xử lý? Cao Tân Hoa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, thật sự là chán ghét nghe hắn hót như khiếu, hắn cả ngày luôn mồm nhân viên phúc lợi cùng lợi ích, nhưng trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào? Lời nói giống tuếch nói nhiều rồi chỉ sợ liền chính hắn đều tin tưởng. Triệu Phi Dương tiếp tục nói, ta chưa bao giờ giống bây giờ mệt mỏi như vậy qua, ta cũng nghĩ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ta cũng suy nghĩ gì đều mặc kệ, có thể để cho ta trèo trống đến bây giờ duy nhất động lực chính là tín niệm. Cao Tân Hoa thực sự nghe không nổi nữa, hắn tướng khói nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, nói khẽ, đừng đem mình làm cho thật chặt, chúng ta mỗi người năng lực đều là có cực hạn. Triệu Phi Dương ý thức được mình cùng Cao Tân Hoa ở giữa lại không cộng minh, chờ đến Cao Tân Hoa rời đi về sau, hắn trở lại bàn làm việc của mình trước, lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới Đường Kinh Vĩ danh tự, nhìn trong chốc lát. Vẫn là quyết định không gọi cú điện thoại này, Cao Tân Hoa trước khi đi câu nói kia ý là mình không có lớn như vậy năng lực. Đổi thành đi qua, Triệu Phi Dương nói không chừng sẽ tức giận, nhưng bây giờ hắn vô cùng bình tĩnh, thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi thôi. Điện thoại vang lên, là Từ Dĩnh. 1. Triệu Phi Dương tiếp thông điện thoại, bạn học cũ, có cái gì chỉ giáo? Từ Dĩnh nói, ta vừa tới Đông Châu cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Triệu Phi Dương tâm tình bởi vì Từ Dĩnh đến mà dễ dàng hơn, tốt, ngươi ở nơi nào? Ta đi đón ngươi.
Từ Dĩnh nói, không cần, như vậy đi, sau một tiếng, người đến phố cũ ngói kho. Triệu Phi Dương nói, không có vấn đề, chúng ta nói xong a, đêm nay ta tính tiền. Từ Dĩnh cười nói, ta căn bản liền không nghĩ tới muốn tính tiền. Triệu Phi Dương cúp điện thoại nhìn đồng hồ, hắn quyết định hơi làm chuẩn bị liền tiến về ước định địa điểm, gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình để hắn cảm thấy kiềm chế, toàn bộ Trường Hưng đều để hắn cảm thấy kiềm chế, hắn hy vọng tìm người thổ lộ hết. Từ Dĩnh không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Triệu Phi Dương tiến vào thang máy thời điểm gặp Vũ Pháp Quân, liền Vũ Pháp Quân đều có thể phát giác được tâm tình của hắn không tệ, lên tiếng chào, Vũ Pháp Quân cùng hắn cùng đi xuống thang máy, nhìn thấy Triệu Phi Dương đi lại vội vàng đi hướng ô tô. Vũ Pháp Quân có chút kỳ quái, có một đoạn thời gian chưa thấy qua Triệu Phi Dương vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là Bùi Lâm Sinh? Nghĩ lại giống như rất không có khả năng, sáng sớm hôm nay còn gặp qua Bùi Lâm đâu. Chính đang suy nghĩ thời điểm, Bùi Lâm gọi điện thoại tới, để hắn đi khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe ở trung tâm lý cùng một chỗ tranh chấp, Vũ Pháp Quân nói cho Bùi Lâm mình vừa mới gặp được Triệu Phi Dương sự tình. Bùi Lâm cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, Triệu Phi Dương là Trường Hưng viện trưởng, tại Trường Hưng bệnh viện gặp được hắn còn không phải chuyện rất bình thường, nhưng Vũ Pháp Quân tiếp xuống bổ sung để nàng cảnh giác lên. Triệu viện hôm nay thật cao hứng, rạng rỡ, có phải hay không có cái gì đại hỷ sự a? Bùi Lâm nói, hắn đi nơi nào? Vũ Pháp Quân nói, không biết, ta cũng không thể theo dõi truy kích. Bùi Lâm nói, người giúp ta đi theo hắn nhìn xem. Không tốt a. Đi theo hắn, ta cũng cảm thấy hắn gần nhất bất thường. Từ Dĩnh lần này trở về là tham gia một cái văn lữ cuộc hội đàm, là Đông Châu Thị Văn Lữ Cục hướng Đông Châu Văn Hóa danh nhân phát ra mời. Kỳ thật lấy thân phận của nàng lúc đầu không tại danh sách mời, nhưng là Văn Lữ Cục mời Phan Thừa Phong cùng Lạc Khê Vân vợ chồng, Hứa Thuần Lương lấy việc công làm việc tư lại khiến người ta cho nàng phát chương thư mời. Từ Dĩnh cũng có một đoạn thời gian không có trở về, vừa vặn thừa cơ hội này trở lại thăm một chút. Triệu Phi Dương vốn cho là mình tới đủ sớm, nhưng chờ hắn đến địa điểm ước định thời điểm, phát hiện Từ Dĩnh cũng sớm đã đến, đang ngồi ở cổ phác gạch xanh trong tứ hợp viện đọc sách. Tại đại học thời điểm Từ Dĩnh chính là một vị tài trí mỹ nữ, nàng lớn nhất yêu thích chính là đọc, đi qua nhiều năm như vậy vẫn là không có cải biến, bởi vậy có thể thấy được nàng cũng là một vị trường tình người. Triệu Phi Dương không có lập tức quấy rầy nàng, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn qua tắm rửa lấy trời chiều dư huy Từ Dĩnh. Từ trên người nàng cảm nhận được đã lâu yên tĩnh cùng bình thản. Từ Dĩnh cảm giác được bên người dị dạng, khép lại quyển sách trên tay cười nói, làm sao? Tới đều không lên tiếng kêu gọi. Triệu Phi Dương nói, lo lắng quấy rầy đến ngươi. Hắn đi vào Từ Dĩnh đối diện ngồi xuống, theo tay cầm lên trà bánh đơn. Từ Dĩnh rót cho hắn một chén hoa nhài, ta tất cả an bài xong. Triệu Phi Dương nhìn chung quanh một chút chung quanh, phố cũ lúc nào mở tiệm này, ta cũng không biết. Từ Dĩnh nói, người bình thường công việc bận rộn, giống các người đàm nghiệp vụ rất ít tới này loại nhạt nhẽo địa phương. Triệu Phi Dương nói, đã hiểu, người nói ta là tục nhân. Từ Dĩnh nói, tục cũng không phải một cái nghĩa xấu, nhất là các người làm lãnh đạo, nên tục một điểm, quá mức cao nhã liền mang ý nghĩa thoát ly quần chúng, đối người cũng không phải cái gì chuyện tốt. Triệu Phi Dương nhấp một ngụm trà nói, người nói mỗi câu nói đều rất có đạo lý, Từ Dĩnh, ta bây giờ quay đầu ngẫm lại. Nếu như đi qua ta nghe nhiều nghe ý kiến của ngươi, con đường của ta sẽ dễ đi rất nhiều. Từ Dĩnh cười nói, ngươi bây giờ cũng không kém a, Trường Hưng bệnh viện viện trưởng, chúng ta trong đám bạn học giống ngươi như thế có thành tựu cũng không nhiều. Triệu Phi Dương cảm khái nói, bất chi bất giác trôi qua nhanh 20 năm. Từ Dĩnh gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta group bạn học gần nhất đều đang thương lượng 20 năm tụ hội sự tình đâu, người cái này hội học sinh người đứng đầu đều không ra nói chuyện. Triệu Phi Dương thở dài nói, ta rất ít chú ý bầy bên trong tin tức. Nói xong lại bổ sung, gần nhất công việc thật sự là quá bận rộn. Từ Dĩnh ý vị thâm trường nói, người nào có không thời điểm bận rộn. Triệu Phi Dương có chút cười xấu hổ nói, ta chính là trời sinh lao lực mệnh. Từ Dĩnh nói, dù sao cũng tốt hơn ta loại này không có việc gì. Triệu Phi Dương nhìn qua nàng nói, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta cái gì? Triệu Phi Dương nói, hâm mộ ngươi trôi qua tiêu dao sống được tự tại. Từ Dĩnh nói, đó là bởi vì ta phi thường rõ ràng năng lực của mình, giống người như ta vô luận như thế nào cố gắng cũng không thể có cái gì đại hành động, cho nên vẫn là không làm khó dễ mình. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Triệu Phi Dương luôn cảm thấy Từ Dĩnh lời nói này có ngấm ngầm hại người chi ngại, hắn không có nói tiếp, cúi đầu yên lặng uống trà.
Từ Dĩnh lập tức ý thức được mình khả năng để Triệu Phi Dương suy nghĩ nhiều, nói tránh đi, lúc nào đương ba ba. Nói xác thực nên là lại làm ba ba, Triệu Phi Dương nhưng không phải lần đầu tiên đương phụ thân. Triệu Phi Dương cũng không muốn nhắc lên chuyện này, nhưng Từ Dĩnh nhắc lên lại không tốt không trả lời, cũng nhanh. Từ Dĩnh đối với hắn câu trả lời này cũng không hài lòng, người không rõ ràng. Hỏi qua về sau Phương mới ý thức tới câu nói này tính công kích có chút mạnh. Triệu Phi Dương nói, dự tính ngày sinh là cuối tháng sau. Từ Dĩnh nói, đừng quên cho ta biết ăn vui bột. Triệu Phi Dương nói, ta lại không phải lần đầu tiên đương phụ thân, quên đi thôi, không có ý định xử lý. Từ Dĩnh nói, đại hỷ sự tình vẫn là nên chúc một chút. Triệu Phi Dương nhíu mày, hắn hiện tại đối loại chuyện này đã lưu lại sâu nặng bóng ma tâm lý, nếu như không phải hắn kết hôn tiệc cưới, phụ thân sẽ không phải chết. Từ Dĩnh dựa vào nét mặt của hắn liền đoán được nguyên nhân, nói khẽ, không làm cũng tốt ngươi bây giờ mọi cử động lại nhận người khác chú ý, vẫn là điệu thấp xử sự cho thỏa đáng. Triệu Phi Dương nghe nàng nói như vậy, không khỏi nhớ tới Bùi Lâm đối nếu như chính mình có thể có nàng một nửa lý giải liền tốt, mình thông minh một thế làm sao lại đã rơi vào Bùi Lâm cái bẫy. Từ Dĩnh nói, đúng rồi, nam hài vẫn là nữ hài. Nam hài, chúc mừng a. Triệu Phi Dương cảm giác lần này nhìn thấy Từ Dĩnh, giữa bọn hắn chủ đề ít đi rất nhiều, kỳ thật qua trước khi đến, hắn vốn định tướng gần nhất tao ngộ phiền lòng sự tình một mạch hướng Từ Dĩnh thổ lộ hết. Thế nhưng là nhìn thấy nàng về sau nhưng không có thổ lộ dục vọng, bởi vì hắn biết không cần phải vậy, Từ Dĩnh đối với mình thấy rất thấu, hiện tại Từ Dĩnh đại khái suất sẽ không cùng tình hắn, thậm chí sẽ cho rằng hắn hiện tại tao ngộ hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Vừa mới gặp mặt ngắn ngủi bình thản tâm tính đã bắt đầu mất cân bằng, Triệu Phi Dương ánh mắt cũng bắt đầu trở nên né tránh. Từ Dĩnh nói, người gần nhất có phải hay không nghỉ ngơi không tốt, cảm giác tinh thần có chút uể oải. Có sao? Từ Dĩnh gật đầu nói, tóc cũng trắng không ít, nàng chỉ Triệu Phi Dương thái dương. Triệu Phi Dương vô ý thức đưa tay đi sờ tóc của mình, hắn đã quá lâu không có soi gương. Từ Dĩnh có chút thương tiếc nhìn qua hắn, bất quá nét mặt của nàng rất nhanh liền thay đổi, Triệu Phi Dương dựa vào nét mặt của nàng biến hóa bên trong ý thức được có người tới, quay người nhìn lại, đã thấy Bùi Lâm xuất hiện tại trong sân. Triệu Phi Dương hơi kinh ngạc nhìn qua Bùi Lâm, nghĩ mãi mà không rõ nàng làm sao lại xuất hiện ở đây. Bùi Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn, nha, trùng hợp như vậy à, các người hẹn ở chỗ này uống trà đâu. Từ Dĩnh nói, đúng vậy à, nàng rất thản nhiên, mặc dù nhìn ra Bùi Lâm nên đến có chuẩn bị. Triệu Phi Dương nói, Bùi Lâm, sao ngươi lại tới đây? Bùi Lâm nói, giống như không có đầu nào pháp luật quy định ta không thể tới đi, ta quấy rầy đến các ngươi rồi. Triệu Phi Dương có chút tức giận, ngươi nói cái gì? Từ Dĩnh biểu hiện vẫn bình tĩnh, Bùi Lâm, tọa hạ cùng uống trà. Bùi Lâm lắc đầu nói, cảm ơn, ta sẽ không ngại ngại các ngươi nói chuyện chính sự. Nàng xoay người rời đi, đi hai bước lại ngừng lại, trở lại hướng Từ Dĩnh nói, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi là đại học cùng học A. Từ Dĩnh nói, không sai. Bùi Lâm nói, các ngươi tại đại học có hay không nói qua yêu đương A. Triệu Phi Dương cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nữ nhân đều là thích bát quái, ta hỏi một chút không được à. Bùi Lâm ánh mắt tiếp cận Từ Dĩnh, trong tươi cười mang theo lạnh ý. Từ Dĩnh không có sinh khí, không có, Phi Dương khi đó rất xuất sắc, là đại học chúng ta giáo thảo. Bùi Lâm khanh khách nở nụ cười, người thích hắn có đúng hay không? Nếu như không phải là bởi vì nàng đang có mang, Triệu Phi Dương lúc này hận không thể đưa nàng đẩy đi ra, nữ nhân này thật sự là càng ngày càng quá mức, tối thiểu lễ phép đều không nói. Mà lúc này hắn lại phát hiện một cái đáng sợ hiện thực, Từ Dĩnh trong lòng hắn địa vị vậy mà so Bùi Lâm trọng yếu hơn được nhiều, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ người khác vũ nhục nàng tổn thương nàng, hắn làm sao vượt qua không có phát hiện. Triệu Phi Dương kiềm nén lửa giận nói, Bùi Lâm, quá mức a. Từ Dĩnh nói, không sao, vấn đề này ta có thể trả lời, thích qua, đại học thời điểm, chẳng những là ta, rất nhiều đều thích hắn. Bùi Lâm kinh ngạc tại Từ Dĩnh thẳng thắn nàng hướng Từ Dĩnh đến gần một bước, hiện tại thế nào? Từ Dĩnh nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng tướng chén trà buông xuống, ánh mắt rơi vào Triệu Phi Dương trên mặt, không thích, đi qua Triệu Phi Dương đã không tồn tại, hắn thay đổi, trở nên ánh mắt nhỏ hẹp, trở nên tự tư mà cạn mỏng, trở nên chỉ vì cái trước mắt. Triệu Phi Dương mặt từng đợt phát nhiệt, Từ Dĩnh vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ như thế ngay thẳng phê bình mình. Hắn đương nhiên biết rõ từ đại học khởi Từ Dĩnh liền thầm mến mình, nhưng là Từ Dĩnh lời nói này rõ ràng mang ý nghĩa ngẫu giống phá diệt,
mình thật chẳng lẽ có nàng nói đến như vậy không chịu nổi. Bùi Lâm nở nụ cười, người thật đúng là hiểu rõ hắn. Từ Dĩnh nói, sao người hẳn là hiểu rõ một chút như vậy. Bùi Lâm u nhiên thở dài nói, đáng tiếc a, hắn không thích ngươi. Từ Dĩnh nói, thích một người, không cần thiết nhất định cưỡng cầu hắn cũng thích ngươi, thích một người bản thân liền là một niềm hạnh phúc, thích một người là cam tâm nỗ lực mà không phải chiếm hữu, nói ngươi cũng không rõ bạch. Bùi Lâm nói, người phần này yêu thật đúng là vĩ đại. Từ Dĩnh nói, ta chính là nữ nhân bình thường, đời này không có khả năng vĩ đại, cũng làm không ra bất kỳ vĩ chuyện đại sự. Nhưng là ta biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta mặc dù không có năng lực gì, nhưng là ta sẽ tận chính ta tất cả đi bảo hộ người ta thích, mà không phải là vì mình bản thân chi tư hủy đi hắn. Bùi Lâm khóe môi cơ bắp không khỏi co quắp một chút, Từ Dĩnh như roi ra một dạng quất vào đáy lòng của nàng. Triệu Phi Dương tâm tình lúc này ngũ vị tạp trần, hắn không biết mình nên nói cái gì, chỉ muốn mau sớm kết thúc một màn trước mắt. Từ Dĩnh tướng chén trà bên trong nửa chén trà dội trên mặt đất. Sau đó cầm lấy vừa mới không có xem hết quyển sách kia, Phi Dương, các ngươi có thể đi, con người của ta yên tĩnh đã quen, nghĩ một người đọc sách một hồi. Bùi Lâm hừ lạnh một tiếng quay người đi ra ngoài, Triệu Phi Dương muốn hướng Từ Dĩnh xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, bước nhanh ra ngoài đi đến. Hắn tại ngõ cổ miệng đuổi kịp bụng phệ Bùi Lâm, thấp giọng quát, Bùi Lâm, ngươi quá phận, Từ Dĩnh là ta bạn học cũ, ngươi có tư cách gì vũ nhục nàng. Bùi Lâm nhìn hằm hằm Triệu Phi Dương, ta vũ nhục nàng. Ngươi là trượng phu ta, ngươi cõng ta cùng những nữ nhân khác lui tới, nữ nhân này ở ngay trước mặt ta thừa nhận thích ngươi, ta đã rất khắc chế, Triệu Phi Dương, ngươi coi ta là cái gì? Triệu Phi Dương cả giận nói, ngươi đơn giản không thể nói lý, đừng có dùng ngươi bẩn thỉu tư tưởng phỏng chúng ta quan hệ. Ta dơ bẩn, nàng thuần khiết, tốt, Triệu Phi Dương, ta nhắc nhở ngươi, trước mắt ngươi cái này bẩn thỉu nữ nhân đang vì ngươi dựng dục hài tử. Ngươi chẳng những vũ nhục ta, còn vũ nhục con của chúng ta. Triệu Phi Dương nói, ngươi không muốn cùng ta cố tình gây sự, ngươi tại sao muốn theo dõi ta? Bùi Lâm nói, ta rốt cuộc minh bạch ngươi chưa hề chân chính thích qua ta, cũng chưa từng nhìn lên qua ta. Triệu Phi Dương nói, chính ngươi làm hết thảy lại có cái nào điểm có thể để người khác nhìn lên địa phương? Bùi Lâm bỗng nhiên nâng tay lên hung hăng cho Triệu Phi Dương một cái bạt tai, một tát này đánh cho Triệu Phi Dương ngây ngẩn cả người. Triệu Phi Dương không nghĩ tới nàng dám tay tát mình, hắn cũng không trở về kích, bởi vì hắn tố chất không cho phép hắn làm như vậy. Nhưng Bùi Lâm lại như là nổi điên một dạng lại một cái tát đánh tới, Triệu Phi Dương hướng về sau né tránh, hắn nhẫn nại đã đạt đến cực hạn, hắn bắt lấy Bùi Lâm tay, quá mức. Bùi Lâm tựa như một đầu nổi điên báo cái, hai tay bị hắn bắt lấy, nhấc chân hướng hắn đá vào, không phải ta hủy ngươi, là ngươi hủy ta. Là ngươi hủy ta. Triệu Phi Dương bị nàng đá liên tục hai cước, bắt lấy Bùi Lâm cánh tay, giận dữ hét, ngươi tỉnh táo một điểm. Bùi Lâm phẫn nộ khuôn mặt lại đột nhiên trở nên sợ hãi, bởi vì phẫn nộ mà biến đến đỏ bừng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, môi của nàng cũng run rẩy lên. Triệu Phi Dương ý thức được tình huống có chút không đúng, ngươi thế nào? Ta, Triệu Phi Dương cúi đầu, lại nhìn tới trên mặt đất đã ướt một mảnh, hắn lập tức kinh hoàng. Chặn ngang tướng Bùi Lâm ôm lấy, bước nhanh ra ngoài chạy đi. Phu Mạt hôm nay vốn là nghỉ ngơi, bị trong viện một trận khẩn cấp điện thoại cho kêu trở về, viện trưởng phu nhân đột nhiên vạch nước gặp đỏ, cơ hồ Trường Hưng bệnh viện tất cả khoa phụ sản chuyên gia đều bị gọi tới. Tại Trường Hưng khoa phụ sản giải phẫu lĩnh vực, Phu Mạt được công nhận đệ nhất nhân, điều nàng đi qua liền chứng minh Bùi Lâm tình huống đã vô cùng nghiêm trọng. Triệu Phi Dương mặc dù là viện trưởng nhưng là vẫn được mời ra tay thuật thất. Hắn phi thường bất an, nhiều đến nay áp lực công việc không chiếm được phóng thích, lại đột nhiên tao ngộ loại này ngoài ý muốn, để nội tâm của hắn đã hoàn toàn lâm vào rối loạn trạng thái. Nghe hỏi chạy tới Từ Dĩnh đề nghị hắn thông báo một chút người nhà, Triệu Phi Dương không muốn để cho mẫu thân lo lắng, càng nghĩ cho Bùi Ngọc gọi điện thoại, Bùi Lâm thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, bình thường lui tới nhiều nhất chính là cái này đường tỷ. Bùi Ngọc tại tiếp vào thông chi sau trước tiên chạy tới bệnh viện. Triệu Phi Dương vừa mới bị gọi đi nói chuyện, Bùi Lâm khoảng cách dự tính ngày sinh còn một tháng nữa, bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn, phát sinh cuống rốn sớm lột, trên đường đã ra khỏi không tính ít máu, hiện tại đang tiến hành khẩn cấp giải phẫu, mổ chính bác sĩ Vu Mạt, nàng để Triệu Phi Dương làm tốt dự tính xấu nhất. Triệu Phi Dương cực kỳ ảo não, một người ngồi tại trên ghế hút thuốc, nơi này vốn là không cho phép hút thuốc, nhưng bởi vì hắn là viện trưởng, người khác cũng không dám quản hắn.
Từ Dĩnh nhìn thấy Triệu Phi Dương dáng vẻ có chút đồng tình, nhưng nàng cũng không tiện nói gì, đi tự động bán cơ mua nghe xong đóng băng cà phê đưa cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương ngẩng đầu nhìn một chút nàng, thấp giọng nói tạ ơn. Ánh mắt của hắn tràn đầy uể oải cùng bất lực, phúc vô song chí họa bất đơn hành, gần nhất hắn càng ngày càng khắc sâu cảm giác được câu nói này đạo lý. Từ Dĩnh nói, yên tâm đi, nhất định sẽ mẹ con bình an. Triệu Phi Dương lại móc ra thuốc lá, phát hiện đã trống không, hắn tướng hộp thuốc lá bóp nghiến ném ở một bên trong thùng rác, đứng lên nói, ta đi mua gói thuốc. Từ Dĩnh nói, đừng rút, ngươi là viện trưởng, muốn làm gương tốt. Triệu Phi Dương thấp giọng nói, đi hắn viện trưởng ta cái gì đều không muốn làm. Nội tâm của hắn triệt để lăng loạn, hắn tính cái gì viện trưởng. Từ khi cùng Hoa Niên hợp tác, chẳng những không có đạt được muốn tự do, phản mà khắp nơi nhận kiềm chế, hắn không gánh nổi quyền lực, không gánh nổi phân viện, không gánh nổi nhân viên lợi ích, hiện tại thậm chí liền lão bà nhi tử tính mạng còn không giữ nổi, trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại để hắn trở nên uể oải, hắn nghĩ từ bỏ, hắn muốn dứt bỏ hết thảy tất cả. Từ Dĩnh trong hai con người toát ra mấy phần thất vọng, thông qua gần nhất phát sinh sự tình nàng càng ngày càng thấy rõ Triệu Phi Dương nhu nhược. Bùi Ngọc lúc này đi tới, chất vấn Triệu Phi Dương, vì sao lại dạng này? Triệu Phi Dương lắc đầu, ngoài ý muốn. Bùi Ngọc nhìn qua một bên Từ Dĩnh, ngoài ý muốn. Nàng là ai? Nếu như ta muội không phải đi tìm các ngươi, căn bản sẽ không phát sinh hôm nay ngoài ý muốn. Bùi Lâm đi trước trên đường từng theo Bùi Ngọc trò chuyện. Nói cho nàng một số việc. Triệu Phi Dương nói, Bùi Ngọc, người căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ta là không rõ ràng, ta chỉ rõ ràng đàn ông các ngươi không có một cái tốt. Lúc này mấy tên cảnh sát xuất hiện, Từ Dĩnh trong lòng có chút khẩn trương, chẳng lẽ Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm xung đột còn kinh động đến cảnh sát. Triệu Phi Dương nhận biết dẫn đội Lý Trung, biết tỷ tỷ của hắn là Trường Hưng nhân viên, thần kinh nội khoa y tá trưởng Lý Lăng Vân. Lý Trung trực tiếp đi hướng Bùi Ngọc sao? Bùi Ngọc nháy nháy mắt, là ta. Chúng ta có chuyện muốn tìm ngươi hiệp trợ điều tra. Bùi Ngọc nói, ta lại không phạm pháp tìm ta làm gì. Lý Trung nói, ngươi là muốn trở về đàm vẫn là ở chỗ này đàm. Bùi Ngọc nghĩ nghĩ, nàng mới không muốn đi cục cảnh sát, có cái gì ngươi cứ hỏi đi, ta biết nhất định nói cho ngươi. Nhìn thấy mấy tên uy nghiêm cảnh sát nàng cũng không nhịn được có chút bối rối. Lý Trung chỉ nơi xa, Bùi Ngọc đi theo hắn đi tới. Bùi Ngọc nói, muội muội ta còn ở thủ thuật, các ngươi có thể hay không hôm nào lại tìm hiểu tình huống. Lý Trung nói, chính là liên quan tới nàng sự tình. Bùi Ngọc coi là Lý Trung là vì lần này ngoài ý muốn tới, lập tức tới đây tinh thần, các ngươi nguyên lai là vì chuyện này tới, vừa rồi muội muội ta gọi điện thoại cho ta. Lý Trung giơ tay lên ra hiệu nàng không cần phải nói, chỉ cần trả lời chính mình vấn đề. Lý Trung nói, người có biết hay không Bùi Lâm cùng Dương Mộ Phong tình nhân quan hệ? Bùi Ngọc sửng sốt một chút, sau đó dụng lực lắc đầu, không rõ ràng, ta không rõ ràng chuyện này, các ngươi không thể nói lung tung a. Bùi Lâm chưa hề đều không có đề cập với ta. Lý Trung nói, không có chứng cứ sự tình chúng ta đương nhiên sẽ không nói lung tung, Dương Mộ Phong ngộ hại sự tình ngươi biết không? Bùi Ngọc nhẹ gật đầu, tại cảnh sát trước mặt nàng cũng không dám nói láo. Lý Trung nói, còn nhớ rõ hắn ngộ hại cùng ngày ngươi đang làm gì. Bùi Ngọc nói, ta cũng không nhận ra người này hắn sống hay chết có quan hệ gì với ta căn bản sẽ không đi chú ý hắn, ta làm sao có thể nhớ kỹ. Lý Trung nói, vẫn là để ta nhắc nhở ngươi một cái đi, Dương Mộ Phong ngộ hại cùng ngày, ngươi cùng Bùi Lâm đã hẹn cùng một chỗ dạo phố ăn cơm, còn nhớ đến lúc ấy các ngươi ở nơi nào ăn cơm không? Ta nhớ được, lớn cá Nhật Liêu. Lý Trung nhẹ gật đầu. Bùi Ngọc cùng lúc trước căn cứ chính xác từ đối được, hắn tiếp tục hỏi, ở giữa Bùi Lâm có hay không từng đi ra ngoài. Bùi Ngọc ý thức được có chút không ổn, mặc dù nàng không biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào, nhưng nàng nhắc nhở mình trả lời vấn đề này nhất định phải thận trọng. Đi qua quá lâu, ta không nhớ rõ, thật sự là không có ý tứ, không giúp được ngươi. Không sao, ta có thể nhắc nhở ngươi, cùng ngày nàng từng đi ra ngoài. Bùi Ngọc nói, nếu như đi toilet cũng coi là. Ngươi còn nhớ rõ nàng đi ra thời gian bao lâu? Bùi Ngọc nhớ kỹ, bởi vì lúc ấy Bùi Lâm đi nói toilet, trở về thời điểm, đặc địa cường điệu, nàng là 8 điểm 14 điểm đi ra, trở về thời điểm 8 điểm 27. Nhưng là Bùi Ngọc nhìn chẳng qua thời gian, Bùi Lâm về đến thời điểm là 8 giờ 30, nàng mặc dù không rõ ràng Bùi Lâm đi ra thời gian cụ thể, nhưng là nàng có thể kết luận Bùi Lâm khẳng định là 8 điểm trước đi ra.
Bởi vì nàng nghe được bên cạnh một nữ hài phàn nàn muộn bạn trai, cái này đều gần 8 giờ, ngươi làm sao mới đến, nói cách khác Bùi Lâm đến ít đi ra ngoài nửa giờ. Nhưng Bùi Ngọc vẫn lắc đầu một cái, cụ thể nhớ không được, đi toilet có thể bao lâu thời gian, cũng không vượt qua 10 phút đồng hồ đi. Lý Trung nói, Trần Vi Vi sơn móng tay cửa hàng các ngươi thường xuyên vào xem a. Bùi Ngọc thề thốt phủ nhận nói, không có a. Lý Trung nói, chúng ta điều tra tư liệu, ngươi là nhà này sơn móng tay cửa hàng hộ khách VIP, nếu như ngươi không thừa nhận, chúng ta có thể đem nhân viên cửa hàng tìm đến cùng ngươi đối chất. Bùi Ngọc nói, ta giống như làm qua kẹt, nhưng là rất ít đi, ngươi cũng biết, hiện tại thương gia đều thích dùng xử lý kẹt phương thức khóa lại hộ khách. Lý Trung nói, ngươi biết Trần Vi Vi cùng Dương Mộ Phong quan hệ sao? Bùi Ngọc nói, cảnh sát đồng chí, ta cùng bọn hắn không quen, ngươi còn muốn ta nói mấy lần. Lý Trung nói, ngươi cùng Bùi Lâm cùng đi qua Trần Vi Vi sơn móng tay cửa hàng có đúng hay không? Bùi Ngọc nói, hẳn là đi qua đi, trong tay của ta không chỉ một nhà sơn móng tay cửa hàng kẹt, có muốn hay không ta tìm ra cho ngươi xem. Lý Trung nhìn thoáng qua Bùi Ngọc ngón tay nói, ngươi thật giống như rất ít làm sơn móng tay. Bùi Ngọc nói, cái này cùng ngài muốn tra sự tình có quan hệ sao? Lý Trung nói, Bùi Ngọc, người tốt nhất thành thành thật thật tướng biết đến tình huống nói cho chúng ta biết, Dương Mộ Phong một án đã lấy được đột phá tính tiến triển, căn cứ chúng ta điều tra, đã loại bỏ Trần Vi Vi giết người hiểm nghi, nói cách khác sát hại Dương Mộ Phong một người khác hoàn toàn. Bùi Ngọc mặt dọa đến trắng bệch, các ngươi nên không phải hoài nghi ta a? Ta cũng không nhận ra hắn, các ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta? Lý Trung lạnh nhạt nói, ngươi cũng là người hiểm nghi một trong. Bùi Ngọc nói, ta có không ở tại chỗ chứng cứ a, Dương Mộ Phong ngộ hại đoạn thời gian kia ta căn bản không có rời đi ra Niên Quảng Trường. Bùi Lâm rời đi bao lâu? Lý Trung thanh âm trở nên nghiêm nghị lại. Bùi Ngọc nói, ta thật không nhớ rõ, ta. Nếu như ngươi tiếp tục giấu giếm, chúng ta tương lai sẽ dùng ảnh hưởng công vụ tội danh khởi tố ngươi. Nàng đại khái đi ra mười mấy 20 phút đi, nàng đi phòng rửa tay. Bùi Lâm cũng không thành vấn đề, nàng trôi qua tốt như vậy, làm sao có thể cùng Dương Mộ Phong cái loại người này chấp nhặt. Lý Trung tiếp cận Bùi Ngọc hai mắt, người biết bọn hắn đi qua quan hệ có đúng hay không? Bùi Ngọc cũng nhanh khóc lên, tại sao muốn hỏi mình, bọn hắn không phải đã tra ra được chưa? Lý Trung nói, trong chuyện này ngươi không có thay nàng cần thiết giấu giếm, Dương Mộ Phong thê tử Quách Minh Lệ đã đem hết thảy đều nói. Bùi Ngọc nói, bọn hắn đã sớm đoạn mất, chuyện mấy năm về trước. Lý Trung nói, từ từ nói, đem người biết sự tình toàn nói hết ra. Thân xuyên thường phục Lục Kỳ tại bãi đỗ xe chờ lấy, nhìn thấy Lý Trung bọn hắn trở về, Lục Kỳ tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, thế nào? Lý Trung nói, người quả nhiên không có đoán sai, Bùi Lâm khẳng định có vấn đề. Hắn đem mới vừa từ Bùi Ngọc nơi đó có được tin tức nói cho Lục Kỳ. Lục Kỳ nói, nàng nửa đường rời đi đoạn thời gian đó cùng Dương Mộ Phong ngộ hại đoạn thời gian vừa vặn có trùng điệp. Lý Trung nói, nàng cùng Trần Vi Vi cũng đã sớm nhận biết, thường xuyên vào xem Trần Vi Vi sơn móng tay cửa hàng, trước đây tìm nàng điều tra tình huống thời điểm, nữ nhân này tránh nặng tìm nhẹ. Lục Kỳ nói, nàng hiện tại tình huống thế nào? Lý Trung nói, giải phẫu bên trong, người chị vợ mổ chính. Lục Kỳ nói, vụ án này là nên có kết quả. Lý Trung biết hắn đối vụ án này một mực canh cánh trong lòng, Dương Mộ Phong chết không lâu sau. Trọng đại người hiểm nghi Trần Vi Vi cũng đã chết, trong đám nội bộ đối Lục Minh tiến hành xử phạt, đem hắn điều ra tổ chuyên án, ngưng chức một đoạn thời gian, một lần nữa về làm việc về sau, Lục Kỳ vẫn vô duyên trở lại tổ chuyên án. Lục Kỳ mắt thấy là phải kết hôn, cưới không lâu sau liền muốn viện binh cương, hắn nghĩ trước lúc rời đi đem vụ án này tra cái tra ra manh mối, nhưng là dựa theo quy định, hắn không thể công khai điều tra vụ án này, chỉ có thể cầu trợ ở bạn nối khố Lý Trung. Lý Trung hiện tại cùng Lý Nghiễm Trung một tổ phụ trách án này, tại Triệu Đại Pháo sau khi chết, càng ngày càng nhiều bí mật nổi lên mặt nước, bọn hắn cũng cảm thấy Bùi Lâm có điểm đáng ngờ, nhưng là Bùi Lâm lại có không có kẽ hở không ở tại chỗ chứng cứ gần nhất đã loại bỏ Trần Vi Vi hiểm nghi. Lý Trung nói, chỉ có thể chờ đợi nàng khôi phục về sau hảo hảo thẩm vấn. Lục Kỳ nói, một lần nữa điều tra đêm đó giám sát, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta cũng không tin tìm không thấy chứng cứ. Nội tâm của hắn chỗ sâu đã đem Bùi Lâm khóa chặt là hiểm nghi lớn nhất đối tượng, lớn cá nhật liêu bên trong đồ rời đi thời gian là cái mấu chốt, thời gian nửa tiếng có thể đủ đi tới đi lui lớn cá nhật liêu cùng Seven Star hộp đêm ở giữa, cũng áp dụng giết người kế hoạch. Lý Trung nói, không có vấn đề,
chúng ta đã bắt đầu điều tra ngày đó Bùi Lâm hoạt động lộ tuyến, đúng rồi. Hắn muốn nói lại thôi. Lục Kỳ đã nhìn ra, tình huống như thế nào, người ngược lại là nói a. Lý Trung nói, Dương Mộ Phong ngộ hại trước hơn 2 giờ, Bùi Lâm cùng Hứa Thuần Lương đã gặp mặt. Lục Kỳ nhíu mày, người muốn nói cái gì? Lý Trung nói, người có muốn hay không tìm Hứa Thuần Lương hỏi một chút? Người hoài nghi Hứa Thuần Lương. Lý Trung nói, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn, bất quá người đi hỏi một chút cũng có thể từ chỗ của hắn đạt được chút gì đâu. Lục Kỳ liên hệ Hứa Thuần Lương thời điểm, Hứa Thuần Lương ngay tại đường sắt cao tốc đứng đưa Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết còn phải trở về tiếp tục huấn luyện, nghe nói Lục Kỳ tìm hắn có chuyện, Mai Như Tuyết để hắn nhanh đi về, không cần thiết đem mình đưa vào đi. Hứa Thuần Lương tướng dương hành lý giao cho Mai Như Tuyết, giang tay, Mai Như Tuyết thẹn thùng nhíu mày, bất quá vẫn là thuận theo nhào vào trong ngực của hắn, Hứa Thuần Lương dùng sức ôm lấy nàng, Mai Như Tuyết ôn nhu nói, nhanh đi đi, có thể là tìm ngươi hỗ trợ. Lục Kỳ cùng Vu Lị liền muốn kết hôn, đoán chừng chính là chuyện này. Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn Mai Như Tuyết đi vào kiểm an miệng, lúc này mới đi lấy xe, đi vào Lục Kỳ cùng hắn hẹn địa phương, Rear Map thịt nướng gân. Lục Kỳ đứng tại cửa ra vào chờ hắn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương xuống xe, vui tươi hớn hở phất phất tay nói, hôm nay ta mời khách, ngươi một mực ăn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng thật hào phóng, ta có thể kình ăn cũng không vượt qua được 100 đồng tiền. Lục Kỳ nói, ta liền một lính cảnh sát, nguyệt thu nhập liền ít như vậy, ta cùng ngươi tiền tài xem không giống. Hứa Thuần Lương nói, khó coi ta, đúng vậy, tới trước 20 cái gân thịt, không uống một chút. Lục Kỳ nói, hôm nay không uống, hàn huyên với ngươi điểm chính sự. Hai người đứng tại ven đường lột lấy thịt xiên, làm mấy nghe vương lão cắt thanh lửa giải dính. Lục Kỳ nói, Bùi Lâm xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, xảy ra chuyện rồi. Phạm trong tay ngươi rồi. Lục Kỳ cố ý nói, ta đều không nói, làm sao ngươi biết nàng phạm trong tay ta. Hứa Thuần Lương nói, cái này không bày rõ ra sao. Lục Kỳ nói, nàng cùng Dương Mộ Phong sự tình ngươi nghe nói qua chưa? Hứa Thuần Lương đập đi một chút miệng nói, thịt này gân cũng thực không tồi, lão bản, lại cho ta đến 2 dầu thận. Lục Kỳ nói a. Hứa Thuần Lương nói, lôi kéo ta lời nói, ta lúc này mới ăn bao nhiêu a? Ngươi tốt xấu chờ ta ăn sướng rồi, nhu nhược hỏi lại. Lục Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, con hàng này đầu óc xoay chuyển quá nhanh, mình còn chưa bắt đầu hỏi đâu, liền bị hắn nhìn thấu ý đồ. Dầu thận nướng xong, Lục Kỳ trước cầm đi một chuỗi, Hứa Thuần Lương nói, ta đây điểm, người muốn ăn không sẽ tự mình điểm a. Lục Kỳ nói, ta tính tiền, người liền không thể tôn trọng một chút nhân dân của ta tệ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lão bản, lại nướng hai. Lục Kỳ ăn một viên dầu thận, khá nóng miệng, một bên hút trượt, còn vừa khen ngợi, không tệ. Không tệ. Hứa Thuần Lương nói, người bao lâu chưa ăn cơm rồi. Đều muốn kết hôn người. Chú ý một chút tướng ăn. Lục Kỳ nói, ăn nhà ngươi đổ vật, ta dùng tiền, ta vui lòng, a ô lại là một ngụm. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm, ngươi thật giống như đối ta có ý kiến. Lục Kỳ nói, đương nhiên là có ý kiến, Dương Mộ Phong xảy ra chuyện cùng ngày ngươi có phải hay không cùng Bùi Lâm đã gặp mặt. Hứa Thuần Lương gặm miệng dầu thận, để cho ta ngẫm lại a. Chứa, ngươi tiếp tục giả bộ. Người ngày đó tại lông nhớ đầu heo thịt phụ cận cùng với nàng gặp mặt. Lục Kỳ dứt khoát nói rõ. Hứa Thuần Lương nhìn qua Lục Kỳ, người cha ta. Lục Kỳ nói, ta là cha Bùi Lâm thuận tiện đem ngươi cho dẫn ra tới. Tiểu tử ngươi rõ ràng cùng với nàng đã gặp mặt, lúc ấy tại sao không nói. Lúc ấy các ngươi cũng không có hỏi a, các ngươi đem ta kêu lên, hỏi ta là thế nào cùng Dương Mộ Phong phát sinh mâu thuẫn, ta là không phải nói. Ta quả thực là biết gì nói nấy a. Lục Kỳ nói, chính là không nói Bùi Lâm tìm ngươi làm gì. Ta không ngại nói cho ngươi, Bùi Lâm hiện tại là trọng đại người hiểm nghi, ngươi nếu là có trọng yếu tình báo giấu giếm không báo, ta cũng không giảng tình nghĩa huynh đệ. Hứa Thuần Lương nói, cái này cũng lại ta, các ngươi nếu là sớm hỏi, ta liền nói sớm, ta còn tưởng rằng cùng bản án quan hệ không lớn đâu. Nói, chớ cùng ta kéo con bê. Hứa Thuần Lương nói, dầu thận không tệ. Lục Kỳ nói, lão bản. Cho hắn lại nướng 10 cái mỡ lợn thận cho ăn bể bụng hắn. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, đừng nóng vội a, nàng tìm ta cũng không có gì chuyện khẩn yếu, liền nói Dương Mộ Phong dây dưa nàng, để cho ta hỗ trợ nghĩ một chút chủ ý. Lục Kỳ thấp giọng nói, nàng thật như vậy nói. Hứa Thuần Lương nói,
Nàng đi qua đường đại lý dược thời điểm cùng Dương Mộ Phong từng có một đoạn, cho nên Dương Mộ Phong lợi dụng chuyện này áp chế nàng. Bùi Lâm sợ hãi Triệu Phi Dương biết, nàng biết ta cùng Dương Mộ Phong không hòa thuận, cho nên nghĩ để cho ta giúp nàng nghĩ một chút biện pháp. Lục Kỳ tức bực dậm chân, người cái này khốn nạn a, vì cái gì không còn sớm nói với ta, khiến cho ta không có đầu con ruồi một dạng khắp nơi đi loạn, vụ án này đã sớm nên điều tra ra. Hứa Thuần Lương nói, nàng để cho ta hỗ trợ giữ bí mật, ta đáp ứng nàng, lại nói ta cũng không nghĩ tới chuyện này cùng Dương Mộ Phong chết có liên quan. Kỳ thật hắn cũng hoài nghi tới Bùi Lâm, nhưng là phá án cũng không phải công tác của hắn, hắn không có để ở trong lòng. Lục Kỳ nói, động cơ phạm tội tìm được, bản án liền rách một nửa. Hứa Thuần Lương nói, thật sự là Bùi Lâm. 10 cái mỡ lợn thận tốt. Hứa Thuần Lương đem khay nhận lấy, cùng Lục Kỳ chia sẻ, Lục Kỳ đã không tâm tình ăn, tiểu tử ngươi a, ngươi dám nói ngươi từ đầu tới đuôi liền không có hoài nghi tới Bùi Lâm. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, đối Lục Kỳ hắn thật không tốt nói láo. Lục Kỳ nói, ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Hứa Thuần Lương nói, ta ăn không hết a. Lục Kỳ phất phất tay hướng xe của mình chạy tới. Hứa Thuần Lương nhớ tới một sự kiện, ai, ngươi còn không có tính tiền đâu. 4. Giải phẫu rốt cục làm xong, Phù Mạt mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi ra, Triệu Phi Dương tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, nhìn thấy Phù Mạt trên mặt vui mừng biểu lộ, ý thức được vấn đề khả năng không lớn. Phù Mạt nói, Triệu Viện, may mắn không làm nhục mệnh, hai cái nhân mạng xem như cứu về rồi. Tạ ơn, tạ ơn. Triệu Phi Dương thanh âm đều run rẩy lên. Phù Mạt nói, bất quá, ngài phu nhân xuất huyết nhiều, thân thể suy yếu, khôi phục phải cần một khoảng thời gian, con trai của ngài chưa đủ tháng, đưa vào hòm giữ nhiệt, lập tức chuyển khoa nhi trị liệu. Triệu Phi Dương nói, thật sự là quá cảm tạ, bình an liền tốt, bình an liền tốt. Phù Mạt nói, đi xem một chút đi, hài tử thật đáng yêu. Triệu Phi Dương xoay người đi tìm Bùi Ngọc, lại phát hiện Bùi Ngọc đã không thấy. Thời khắc này Triệu Phi Dương còn chưa ý thức được có một trận càng lớn nguy cơ chờ lấy hắn, vận mệnh của hắn không thể tránh khỏi lâm vào một trận khó khăn chắc trở bên trong. Hứa Thuần Lương mặc dù khẩu vị không tệ, 10 cái mỡ lợn thận cũng không thể ăn hết tất cả, còn lại chuẩn bị đóng gói. Lúc này, phát giác có người đang dùng điện thoại tự chụp mình, hắn cũng không thích cái này, lập tức trợn mắt nhìn, nhưng nhìn đến quay chụp mình chính là tiểu cô nương, mà lại hắn còn gặp qua. Ban đầu ở Nam An Huy Thái Minh Hồ mở sẽ lúc gặp phải lưới đỏ dẫn chương trình Tam Lưỡng Tam trợ lý Tiểu Kết. Tam Lưỡng Tam Hứa Tiểu Nhạc liền đứng tại Tiểu Kết sau lưng cách đó không xa vui tươi hớn hở nhìn qua hắn. Hứa Thuần Lương nói, Hứa Tiểu Nhạc. Tam Lưỡng Tam cười nói, chúng ta tới Đông Châu dò xét cửa hàng đâu, không nghĩ tới gặp gỡ ngươi, không ngại tại chúng ta trong video nói đùa một chút đi. Hứa Thuần Lương nói, đến Đông Châu cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi, đến, đến. Ta mời khách người trước nếm thử dầu thận. Cuối cùng có người hỗ trợ. Tam Lưỡng Tam ăn một chuỗi dầu thận cảm giác không tệ, lão bản lại bưng 20 cái gân thịt đưa tới. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, mình giống như không có điểm A, hỏi qua về sau mới biết được, người ta lão bản là Tam Lưỡng Tam bánh phở, Tam Lưỡng Tam vừa mới xuất hiện đem hắn cho nhận ra, đầu năm nay ai không hiểu được tuyên truyền tầm quan trọng, Tam Lưỡng Tam loại này ngàn vạn bánh phở Mỹ thực chủ blog. Nếu như đem video hướng trên mạng vừa để xuống, hắn cái này nhỏ cửa tiệm tuyệt đối phải sắp xếp khởi trường long, đây chính là lưới đỏ hiệu ứng. Tam Lưỡng Tam một bên ăn một bên truyền bá, trợ lý Tiểu Kết ở một bên vội vàng quay chụp, nhắc tới hàng cũng đủ có thể ăn, Hứa Thuần Lương còn lại 6 cái dầu eo, lão bản tặng 20 xuyên gân thịt hắn tất cả đều đã ăn xong, cũng không biết nói cho nhỏ trợ lý chưa chút. Trợ lý Tiểu Kết toàn bộ hành trình cùng đập. Tam Lưỡng Tam ăn xong rời đi về sau mới đi đến bờ sông làm ra đánh giá. Hứa Thuần Lương đi theo nhìn cái náo nhiệt, nghe hắn cực điểm dự đẹp chi từ, nhịn không được nói, cái này thật không tính là gì, chúng ta Đông Châu so cái này ăn ngon đồ nướng nhiều lắm, ngươi có phải hay không ăn người ta nhu nhược a? Tam Lưỡng Tam cười ha hả, hắn cười một tiếng đôi mắt nhỏ lập tức bắt đầu híp mắt, Hứa ca, ngài thật là hài hước, ta cái này Mỹ thực dò xét chủ cửa hàng đánh chính là chân thật cảm thụ, ta đích xác cảm thấy ăn ngon a. Hứa Thuần Lương nói, quay lại đem ta ống kính cho cắt, ta là nhân viên chính phủ, tại trong video lộ mặt không tốt. Tam Lưỡng Tam nói, được, nghe ngài. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng gọi ta ca, chúng ta tự qua, ta so ngươi nhỏ. Tam Lưỡng Tam thế là đổi giọng gọi Hứa chủ nhiệm, Hứa Thuần Lương để hắn gọi mình danh tự. Lần này Tam Lưỡng Tam tới, một là chuyên hướng Hứa Thuần Lương biểu thị cảm tạ,
thứ hai là đổi hiện lời hứa của mình trợ giúp Đông Châu tiến hành tuyên truyền, nhưng lúc trước hắn cũng không có tới qua Đông Châu, dứt khoát tới làm Đông Châu thức ăn ngon hệ liệt video, hỗ trợ mở rộng mở rộng. Đông Châu Văn Lữ Cục gần nhất ngay tại làm một cái mời Đông Châu đi ra danh nhân về đến xem thử, hỗ trợ bày mưu tính kế đẩy quảng Đông Châu Văn Lữ, Hứa Thuần Lương nhìn thấy Tam Lưỡng Tam vừa rồi như vậy được hoan nghênh, thế là động lên tâm tư, không thể chỉ riêng dựa vào truyền thống danh nhân hiệu ứng, thời đại thay đổi, lần này Văn Lữ Cục mời tới văn hóa danh nhân cộng lại khả năng còn không bằng Tam Lưỡng Tam cái này lưới đỏ lực ảnh hưởng lớn. Hứa Thuần Lương mời Tam Lưỡng Tam cùng Tiểu Kết đi uống trà. Đơn giản tướng Đông Châu đặc sắc mỹ thực làm một cái giới thiệu, cũng giới thiệu sơ lược một chút bọn hắn Đông Châu Văn Lữ Cục gần nhất động tác. Tam Lưỡng Tam nói, Hứa chủ nhiệm, nói xong nhớ tới vừa mới Hứa Thuần Lương cho hắn uốn nắn qua, lại sửa lời nói, Thuần Lương, ngươi vừa mới nói mời văn hóa danh nhân về Đông Châu bày mưu tính kế hoàn toàn chính xác ý nghĩ không tệ, nhưng chưa nhất định có thể đủ đưa đến hiệu quả, hiện tại tốt nhất mở rộng phương thức chính là mạng lưới video. Không phải ta thổi, chỉ cần ta đem rear map gần thịt dò xét cửa hàng video phát ra ngoài, ban đêm liền phải cai đội. Hứa Thuần Lương nói, ta liền buồn bực, hiện tại người tiêu phí tâm lý làm sao trở nên càng ngày càng từ chúng. Đông Châu Văn Lữ Cục thứ hai tổ chức nội bộ hội nghị chủ yếu là thương thảo phương án, đầu tiên từ Cục trưởng Phó Quốc dân phát biểu, hắn đối Văn Lữ Cục thành lập tới nay công việc tiến hành một cái đơn giản tổng kết, biểu thị hôm nay mời mọi người tới mở cái này nội bộ sẽ chính là muốn hợp mưu hợp sức. Tranh thủ xuất ra mấy cái đi hữu hiệu phương án. Theo ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ tới gần, Phó Quốc dân áp lực cũng là càng lúc càng lớn, mỗi đến ngày nghỉ, các nơi Văn Lữ Cục Cục Du lịch liền gặp phải một lần khảo nghiệm, tất cả mọi người sẽ xuất ra một phần số liệu, du lịch thu nhập nhiều ít, du lịch đợt người nhiều ít, người đồng đều du lịch thu nhập bao nhiêu. Tại Thái Minh Hồ tổ chức Văn Lữ trong hội nghị, Hứa Thuần Lương đã từng ngay trước tỉnh Văn Lữ người phụ trách hình văn hổ bột khoe khoang khoác lác. Nói năm nay bọn hắn Đông Châu du lịch thu nhập tăng trưởng suất muốn thực hiện toàn tỉnh thứ nhất. Mặc dù lúc ấy Phó Quốc dân cũng cảm thấy nói như vậy rất thoải mái, nhưng là sau đó một suy nghĩ, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Phó Quốc dân tự mình cũng đã làm nhiều lần thôi diễn, lấy Đông Châu du lịch thị trường hiện trạng muốn thực hiện du lịch thu nhập toàn tỉnh thứ nhất hẳn không có khả năng, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Bằng tâm mà nói, Đông Châu hiện tại bộ mặt thành phố không gọi được tốt, bởi vì tàu điện ngầm kiến thiết nguyên nhân. Toàn bộ Đông Châu thành biến thành một cái đại công địa. Điểm du lịch mặc dù không ít, nhưng là hơn phân nửa đều bị cắt đứt mở đến, lộ ra phá thành mảnh nhỏ, du lịch thể nghiệm không tốt, Nguy Sơn bên hồ kia quốc tế nghỉ phép khu chưa kiến thiết hoàn thành, hơn nữa cách trung tâm thành phố quá xa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đông Châu du lịch muốn tại ngắn hạn vọt cái trước đài dai rất khó. Phó Quốc dân để chủ quản văn hóa Lý Ngọc Sơn nói vài lời. Lý Ngọc Sơn đeo lên kính lão, cầm từ bản thân bản thảo đọc. Hắn là lão sư xuất thân, nói chuyện thích nghiền ngẫm từng chữ một, ngữ tốc chậm rãi, tham chính về sau, lại nhiễm lên dở giọng mau bệnh, nghe hắn nói chuyện tẻ nhạt vô vị, để cho người ta buồn ngủ. Hứa Thuần Lương nghe cái ca công tụng đức mở đầu liền biết Lý Ngọc Sơn nói chuyện không có chút nào dinh dưỡng, nhìn đồng hồ, hôm nay sắp xếp rất vẹn toàn, buổi chiều còn có buổi họp, bất quá là về Hồ Sơn Trấn, Tần Chính Dương tự mình cho hắn gọi điện thoại, nói có chuyện trọng yếu. Lý Ngọc Sơn giảng 15 phút còn không có đi vào chính đề, Phó Quốc dân rốt cuộc nghe không nổi nữa, xen lời hắn, lão Lý A, ý của ngươi là. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có phán đoán, Lý Ngọc Sơn ý tứ chính là không có ý nghĩa, hắn không bỏ ra nổi cái gì hữu hiệu phương án, đơn giản là phát dương Hán văn hóa, tại cả nước phạm vi bên trong khai hỏa Hán văn hóa chiêu bài. Khẩu hiệu này không có chút nào mới mẻ, Đông Châu đều hô hơn mấy chục năm, đích thật là Đại Hán Chi Nguyên, Đế Vương Chi Hương. Nhưng bây giờ du khách chân chính đối Hán văn hóa cảm thấy hứng thú chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, lịch sử lá bài này không có tốt như vậy đánh, so lịch sử ngươi hơn được người ta Trường An, hơn được Đông Đô. Trong tỉnh liền Nam Giang cũng đánh không lại người ta đều là lịch đại thiên tử định đô địa phương. Đông Châu đâu, từ xưa binh ra vùng giao tranh, cả ngày chính là đánh trận, có chút đồ tốt đều trong chiến tranh hủy xong, hiện tại cả ngày lấy ra tuyên truyền chính là vài tòa Hán mộ, nhưng Hán mộ cũng không phải Đông Châu độc hữu. Vài tòa Hán mộ quy mô cộng lại vẫn là so ra kém phụ cận mang thương núi, người ta đều năm A. Lý Ngọc Sơn cũng ý thức được mình nói quá lâu, cười cười nói, ta ý tứ chính là văn hóa đi đầu, đánh tốt Hán văn hóa lá bài này. Tất cả mọi người đồng thời ở trong lòng mắng một câu, sớm nói như vậy không liền xong rồi, bức bức lại nhảy nửa ngày, quá mẹ nó có thể nước. Tiếu Đông đem bản thảo cũng đem ra vốn cho rằng kế tiếp đến phiên hắn,
dù sao tại văn lữ cục nội bộ vị lần tới cũng phải như vậy, nhưng là phó quốc dân lại đưa mắt nhìn sang Phạm Lý Đạt đồng chí, người nói mấy câu. Tiểu Đông vô ý thức tướng bản thảo siết chặt, trong lòng có chút phiền muộn. Phó quốc dân gần nhất rõ ràng tại cất nhắc Phạm Lý Đạt, tất cả mọi người biết Phạm Lý Đạt được sủng ái, nghiễm nhưng đã có văn lữ cục lão nhị tư thế. Phạm Lý Đạt cười nói, ta cảm thấy Đông Châu trong thành phố điểm du lịch quá tán, nói như vậy, người ta du lịch khiến cho tốt thành thị, cảnh điểm tập trung hình thành một cái bột, lần nữa chính là một đầu tuyến, chúng ta Đông Châu chính là tán ở cảnh điểm, dạng này lớn nhất chỗ xấu chính là du lịch thể nghiệm không tốt, hai ngày này chúng ta mời Đông Châu danh nhân về quê nhà nhìn xem, ta tham gia mấy lần tọa đàm, trong đó Nam Giang Nghệ thuật Học viện Phan Thừa Phong giáo sư đề nghị đối ta rất có dẫn dắt. Ta nói đơn giản cho mọi người nghe một chút. Phó quốc dân nhẹ gật đầu, Phạm Lý Đạt tại làm sự tình bên trên mặc dù so ra kém Hứa Thuần Lương, nhưng là muốn so Lý Ngọc Sơn loại này ba hoa trích trẻ cán bộ mạnh quá nhiều. Phạm Lý Đạt đơn giản trần thuật một chút Phan Thừa Phong ý kiến, Phan Thừa Phong có ý tứ là trước đem những này tản mát cảnh điểm hợp thành tuyến, hình thành Đông Châu một đầu cảnh quan trục trung tâm, từ Bắc hướng Nam, từ cổ Hoàng Hà lên, nặng tu nhìn sông Lâu, năm tỉnh đường lớn đền thờ, cổ Lâu, Văn Miếu, Già Nha Môn, Miếu Thành Hoàng. Liền về rồng ổ phố cũ, Trạng Nguyên đường phố, Viện Bảo tàng, Đại Long Sơn. Phạm Lý Đạt nói xong, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc xuống, Phan Thừa Phong cái phương án này kỳ thật sớm đã có người đưa ra, ai cũng cảm thấy cái phương án này tốt, nhưng ai cũng không cho rằng cái phương án này có thể thực hiện. Đông Châu đi qua xây thành một mực thiếu khuyết quy hoạch, trong thành phố kiến thiết cực kỳ tùy hứng, Phan Thừa Phong nói tới đầu này cảnh quan trục trung tâm, ở giữa xen lẫn quá nhiều hiện đại hóa kiến trúc. Liên quan đến đơn vị cái quá nhiều người, nghĩ liền quá khó khăn. Tiếu Đông nói, Lý Đạt đồng chí tưởng tượng không tệ nhưng áp dụng cơ hồ không có khả năng, ở giữa nhiều như vậy phòng ở, chẳng lẽ tất cả đều phá hủy. Liền coi như chúng ta nghĩ, chúng ta cũng làm không được a. Lý Ngọc Sơn ở phương diện này cùng Tiếu Đông đạt thành chung nhận thức, coi như có thể phá hủy, xây thành đầu này cảnh quan trục trung tâm được bao nhiêu năm. Đến lúc đó sợ là chúng ta đều về hưu. Phó quốc dân nói, tư tưởng là không sai, cũng là lâu dài, mặc dù sẽ đứng trước rất nhiều khó khăn, nhưng là một khi thành công, chúng ta Đông Châu dân chúng, con cháu của chúng ta tướng hưởng thụ vô tận, ta không cho rằng không khả năng, cơm muốn từng ngụm ăn, liền coi như chúng ta không thể đem đầu này cảnh quan trục trung tâm một mạch mà thành, chúng ta có thể thử nghiệm tướng hai cái, ba cái, thậm chí nhiều hơn cảnh điểm xuyên kết hợp lại, nên chữa trị, nên trùng kiến, Đông Châu du lịch nghĩ muốn có tư cách. Nhất định phải quyết định, Lý Đạt đồng chí, cái phương án này liền từ ngươi phụ trách, sau khi hoàn thành ta đưa trong thành phố báo xin phê chuẩn. Phạm Lý Đạt nhẹ gật đầu. Tiếu Đông nói, phó cục ý nghĩ ta ngược lại thật ra tán thành, cơm đến từng miếng một mà ăn, ta cho rằng viện bảo tàng vấn đề là không phải hẳn là trước giải quyết một cái. Hiện tại viện bảo tàng quán triển lãm diện tích đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu chúng ta đã đưa ra xây dựng thêm phương án, còn có chúng ta đối diện là Đại Long Sơn. Là chúng ta Đông Châu du lịch danh thiếp một trong, nhưng là hai cái cảnh điểm cách một đầu đường cái, cả ngày xe tới xe đi, ảnh hưởng nghiêm trọng du khách thể nghiệm. Có phải hay không có thể xuất ra một cái phương án, trước đem hai cái này cảnh điểm liên tiếp? Phó quốc dân nói, lão Tiêu, người đem chuyện này làm đề án, ta tìm lãnh đạo phản ứng. Hắn nghe được hết sức chăm chú, phó quốc dân rời đi Đông Châu quá lâu. Hắn rõ ràng mình đối Đông Châu hiểu rõ không bằng mấy người khác cho nên đoạn thời gian gần nhất hạ không ít công phu, tranh thủ bổ sung nhược điểm. Mấy người phương án tất cả đều là suy nghĩ tại lâu dài, có thể nói là Đông Châu văn lữ tương lai quy hoạch, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần. Văn lữ cục vừa mới thành lập, trong thành phố muốn nhìn thấy diện mạo mới, muốn nhìn thấy bọn hắn thành tích, tỉnh văn lữ lãnh đạo cũng tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Phó quốc dân nói, mọi người ngẫm lại. Có biện pháp gì hay không, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một chút chúng ta Đông Châu văn lữ trình độ. Lý Ngọc Sơn cùng Tiếu Đông liếc mắt nhìn nhau, phó quốc dân đây là nóng lòng làm ra thành tích a, văn lữ khối này không vội vàng được, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn du khách đến đây nào có dễ dàng như vậy. Phạm Lý Đạt nói, tiếp qua hơn 2 tháng chính là chúng ta Đông Châu truyền thống nằm dê khúc, ta cho rằng có thể ở phương diện này làm văn chương. Lý Ngọc Sơn nói, nằm dê tiết khái niệm làm mấy chục năm. Nhưng lực ảnh hưởng đừng nói mở rộng đến toàn quốc, ra tỉnh cũng khó khăn, cũng chính là Đông Châu phương viên 300 dặm. Tiếu Đông nói, 300 dặm cũng chưa tới, Hải Châu bên kia liền không có ăn thịt dê thói quen, ta cảm thấy cái này nằm dê tiết chính là chúng ta mang theo chung quanh mấy huyện tự ngu tự nhạc. Phạm Lý Đạt nói, đó là bởi vì tuyên truyền không đúng chỗ,
nếu như chúng ta tăng lớn tuyên truyền cường độ, hẳn là có thể tăng lên lực ảnh hưởng. Phó Quốc Dân nói, nằm dễ tiết khẳng định phải làm, nhưng là muốn cân nhắc hình thức, tại thời đại mới bối cảnh hạ như thế nào đóng gói, như thế nào mới có thể tạo được lớn nhất hiệu quả, Tiểu Hứa, người từ người tuổi trẻ quan điểm nói chuyện. Hứa Thuần Lương là được thỉnh mời đặc biệt dự thính lần này hội nghị, thân là hàng tiểu bối, hắn bản không quyền lên tiếng, nhưng là Phó Quốc Dân đã cho hắn quyền lực này, hắn liền nói vài lời. Hứa Thuần Lương cười nói, nằm dễ tiết không được cả tháng 7 a, quá xa, lập tức liền là ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, chúng ta là không phải hẳn là trước tiên đem chàng tử xào nóng lên, đem Đông Châu Văn Lữ tên tuổi tại ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc đó liền khai hỏa. Lý Ngọc Sơn nói, ngày mồng 1 tháng 5 còn có mấy ngày, người đánh như thế nào vang a? Hứa Thuần Lương nói, tuyên truyền a. Tiếu Đông nói, tuyên truyền, bây giờ không phải là đi qua, chúng ta tuyên truyền người khác cũng tuyên truyền. Liền lấy trong tỉnh tới nói, Đông Châu có thể cung cấp tuyên truyền điểm không nhiều. Hứa Thuần Lương nói, liền lấy trong tỉnh nói, Đông Châu cùng những thành thị khác khác nhau thật lớn, các ngươi không cảm thấy Đông Châu tại Bình Hải chính là một cái khác loại. Phạm Lý Đạt nở nụ cười, cái kia ngược lại là, Đông Châu người càng có tể lỗ phong phạm, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Hứa Thuần Lương nói, mấy vị lãnh đạo phát biểu ta đều cẩn thận nghe một lần, Đông Châu hoàn toàn chính xác có du lịch tài nguyên. Nhưng là chúng ta trước mắt mở phát ra tới cảnh điểm cùng tỉnh những thành thị khác không thể so sánh, xuất ra đi chỉ có bị treo lên đánh phần, cho nên chúng ta văn lữ tuyên truyền trọng điểm không thể thả tại điểm du lịch bên trên. Tiếu Đông vui vẻ, không tại cảnh điểm bên trên tại cái gì bên trên. Muốn hấp dẫn người ta tới chơi, ngươi liền cái ra dáng cảnh điểm đều không thể được không? Hứa Thuần Lương nói, biết rõ không sánh bằng, chúng ta tại sao muốn cứng rắn so, ta muốn hỏi hỏi các vị. Các ngươi đi một chỗ chơi coi trọng nhất là cái gì? Phạm Lý Đạt hồi đáp, ta không biết người khác a, ta đầu tiên là nơi này đồ ăn có ăn ngon hay không, rượu có được hay không uống. Tất cả mọi người nở nụ cười. Lý Ngọc Sơn suy nghĩ một chút nói, một là phong cảnh, hai là nhân văn, ba là mỹ thực. Tiếu Đông nói, ta thích đi dạo nhà bảo tàng, thích thể nghiệm dân bản xứ sinh hoạt, cũng thích nhấm nháp nơi đó đặc sắc mỹ thực. Hứa Thuần Lương nói, vừa mới ba vị lãnh đạo đều nâng lên mỹ thực, chúng ta Đông Châu cùng người ta so phong cảnh không sánh bằng, so ăn còn không được sao. Ta chỗ này có phần số liệu, Bình Hải tỉnh ăn uống hành nghề báo cáo, trong tỉnh, Nam Sông thứ nhất, đăng ký có trong hồ sơ hết thảy có 52.376 nhà, chúng ta Đông Châu danh liệt thứ hai 50.471 nhà. Tham dự hội nghị người nghe được số liệu này đều tương đương giật mình, Đông Châu người thế mà ăn ngon như vậy. Hứa Thuần Lương nói, cái này còn không bao gồm xử lý ăn uống tương quan ngành nghề chợ đêm quầy hàng, đối với chúng ta Đông Châu tới nói, đây chính là ưu thế, đây chính là có sẵn một chương bài, chúng ta chỉ cần đánh tốt lá bài này, chính là vương nổ. 5. Lý Ngọc Sơn nói, người có phải hay không có chút lý tưởng hóa, ai sẽ vì một miếng ăn thật xa chạy đến chúng ta Đông Châu đến? Tiết kiệm một chút lộ phí ngay tại chỗ ăn không được a? Hứa Thuần Lương nói, cho nên chúng ta phải đột xuất địa phương đặc sắc. Có nhiều thứ bọn hắn nơi đó ăn không được, hoặc là ngay tại chỗ ăn không được chúng ta Đông Châu hương vị. Tiếu Đông nói, dù sao ta là sẽ không vì một miếng ăn thật xa chạy đến một chỗ du lịch. Phạm Lý Đạt nói, người không đi không có nghĩa là người khác sẽ không đi, ta lúc còn trẻ vì một con heo đầu thịt, ta có thể ngồi xe đi lục hợp. 2. Phó Quốc Dân nói, bên kia đầu heo thịt là ăn ngon a, người cái này nói chuyện đem trong bụng ta thèm trùng đều móc ra tới. Tất cả mọi người nở nụ cười. Phó Quốc Dân nói, chúng ta Đông Châu đặc sắc mỹ thực không ít, nhưng chân chính có thể ở trong nước khai hỏa không nhiều, cầm trong tỉnh tới nói, chúng ta Đông Châu đồ ăn nặng dầu nặng cay, ta Giang Nam bằng hữu tới đều nói ăn không quen, nghĩ đánh mỹ thực lá bài này cũng không dễ dàng. Hứa Thuần Lương cười cười, không có nói tiếp đi, hội nghị kết thúc về sau, hắn đơn độc tìm tới Phó Quốc Dân, đem tam lưỡng tam đề nghị nói một lần. Phó Quốc Dân cũng đã gặp tam lưỡng tam, hắn bình thường cũng thích xem mỹ thực trực tiếp, chỉ là dựa vào mỹ thực cho một tòa thành thị dẫn lưu cứu có thể đưa đến phần lớn hiệu quả, hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng là Phó Quốc Dân cũng không nhận Hứa Thuần Lương mạch suy nghĩ, hắn còn đưa cho đầy đủ ủng hộ, đối tam lưỡng tam loại này lưới đỏ dẫn chương trình vui lòng cho Đông Châu làm tuyên truyền, bọn hắn sẽ cung cấp lớn nhất tiện lợi. Tam lưỡng tam hai ngày này tại Đông Châu nhiệm vụ chủ yếu chính là đi dạo ăn. Hắn không có nóng lòng đẩy ra liên quan tới Đông Châu mỹ thực trực tiếp, Đông Châu đặc sắc mỹ thực không ít, nếu như toàn diện mở rộng sẽ phân tán cường độ,
ngược lại sẽ không đạt được muốn hiệu quả, cho nên muốn từ đó chọn một trọng điểm tiến hành tuyên truyền. Tam Lưỡng Tam đi vào Đông Châu về sau, ấn tượng sâu nhất chính là Đông Châu đồ nướng, cả nước các nơi yêu quý đồ nướng thành thị rất nhiều, nhưng là giống Đông Châu dạng này mọc lên như nấm thật đúng là không thấy nhiều, hơn nữa còn có một cái dân gian thuyết pháp, Đông Châu là đồ nướng nơi phát nguyên. 5. Chủ yếu là nào đó chứ danh tướng Thanh diễn viên nhắc qua, thuyết pháp này cũng có thể kiểm tra, Đông Châu đào móc một khối hán chân dung trên đá liền có cổ nhân ăn đồ nướng tràng cảnh. 4. Tam Lưỡng Tam biểu hiện được phi thường tận tâm, hắn muốn giúp Hứa Thuần Lương làm một cái hoàn chỉnh mở rộng bày ra. Hứa Thuần Lương giữa trưa về Hồ Sơn trấn thời điểm đem Tam Lưỡng Tam cũng gọi lên, trên đường nói cho hắn biết, Đông Châu Văn Lữ cục lãnh đạo quyết định đặc biệt mời Tam Lưỡng Tam là Đông Châu Văn Lữ mở rộng đại sứ. Tam Lưỡng Tam đối cái này danh hiệu cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn lần này sở dĩ đến Đông Châu, chủ yếu là báo đáp Hứa Thuần Lương lúc trước trợ giúp. Tam Lưỡng Tam đem mình đẩy Quảng Đông Châu đồ nướng ý nghĩ nói cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết Tam Lưỡng Tam ở trên đây là hạ công phu, biểu thị mình khẳng định toàn lực phối hợp Tam Lưỡng Tam tuyên truyền, như quả có cần, hắn có thể hướng Đông Châu đài truyền hình tìm xin giúp đỡ. Tam Lưỡng Tam nghe hắn nhắc lên đài truyền hình nhìn không được bật cười, người còn tưởng là đi qua a, bây giờ còn có mấy người xem tivi. Phàm là có cái điện thoại, 89 phần 10 đều đang cầy điện thoại, xem tivi cũng không kéo dài lầm soát điện thoại lưu lượng là vua thời đại, tuyên truyền phương thức đã sớm cải biến. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói như vậy, nhớ tới Hoa Trục Nguyệt, hắn nhớ kỹ Hoa Trục Nguyệt nói qua, hiện tại Lam Tinh ngay tại truyền hình, trong đó một cái phương hướng chính là làm thiền cận nhiều lần trực tiếp. Tam Lưỡng Tam lại nói, đương nhiên có thể có truyền thống truyền thông hỗ trợ mở rộng cũng là dệt hoa trên gấm, thiền cận nhiều lần mở rộng khả năng tại trong ngắn hạn tướng một cái phương án đẩy lên muốn nhiệt độ, nhưng là bình thường tiếp tục tính sẽ không quá lâu, tiếp xuống nhiệt độ như thế nào gắn bó, liền muốn nhìn có thể hay không có mới chủ đề không ngừng nhiệt độ không ngừng, nhiệt độ không khô lượng không ngừng. Hứa Thuần Lương nói, có thể a, khó trách người có thể thành có được ngàn vạn bánh phở. Tam Lưỡng Tam cười nói, ta khả năng hấp dẫn nhiều như vậy bánh phở nguyên nhân là ta video có thể làm cho mọi người sinh ra cộng minh, có thể để bọn hắn cảm giác được thân thiết, chính là người bên cạnh, phát sinh ở bên cạnh sự tình. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, thời đại hoàn toàn chính xác thay đổi, người người đều có thể trở thành chụp ảnh nhà, người người đều có thể trở thành người chủ trì, có chút chuyên nghiệp người chủ trì thậm chí còn làm bất quá từ truyền thông dẫn chương trình. Phà đến Nguy Sơn đảo bến tàu. Trương Hải Đào lái xe tới đón, Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào trước tiên đem mình đưa đến trấn chính phủ, sau đó mang theo Tam Lưỡng Tam bọn hắn đi du lãm một chút, ban đêm an bài tại Hiển Hồng nông trường nhập ở. Hứa Thuần Lương đi vào Tần Chính Dương văn phòng thời điểm, Tần Chính Dương vừa mới kết thúc một trận hội đàm, hắn đầu tiên hỏi thăm Hứa Thuần Lương sự tình trong nhà xử lý tốt không có. Hứa Thuần Lương nói, hết thảy đều xử lý thỏa đáng, tạ ơn lãnh đạo quan tâm. Tần Chính Dương nói, lúc đầu không có ý định đem ngươi mời đến, nhưng có chuyện dính đến ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chuyện gì à? Tần Chính Dương để hắn trước uống trà. Hứa Thuần Lương một đường chạy tới xác thực cũng khát, nhấp một ngụm trà nói, đừng thừa nước đục thả câu. Tần Chính Dương cười nói, là như thế này, Đại Hằng bên kia một lần nữa làm một cái suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn phương án, bọn hắn dẫn vào ngoại lai tài chính, cùng Minh Đức tập đoàn ký hợp đồng. Hứa Thuần Lương nói, Minh Đức tập đoàn, Hoàng Hữu Long cái kia tập đoàn. Tần Chính Dương gật đầu nói, ta nhìn một chút bọn hắn hợp tác hiệp nghị, trong đó còn dính đến Nhân Hòa Đường. Hứa Thuần Lương minh bạch, khó trách Tần Chính Dương đem mình gọi trở về, hiện tại Nhân Hòa Đường danh tự là thuộc về mình, đương nhiên Đại Hằng cùng hắn là không có bất kỳ cái gì quan hệ hợp tác, người ta hợp tác Nhân Hòa Đường là nhân cùng Đường Y Dược công ty cổ phần. Thế giới này nói đại dã lớn, nói tiểu cũng đủ nhỏ. Hoàng Hữu Long cùng Đại Hằng hợp tác làm suối nước nóng tiểu trấn, Hứa Thuần Lương sớm nhất định Hoàng Hữu Long không phải vật gì tốt, nhưng là người ta hợp tác là phù hợp quy tắc chương trình mà lại Đại Hằng cùng Minh Đức đạt thành hiệp nghị thời điểm, Chu lão gia tử còn chưa có tạ thế, còn không có đem Nhân Hòa Đường nhãn hiệu lưu cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đạt được cách xù di sản sự tình Tần Chính Dương biết, cho nên hắn mới có thể trước tiên tướng chuyện này thông chi Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến ta đối với chuyện này cũng có quyền lên tiếng. Tần Chính Dương nói, người tại Nhân Hòa Đường có cổ phần sao? Hứa Thuần Lương nói, hẳn là có, ta bá tổ phụ đi qua chiếm 30% cổ phần. Tần Chính Dương nói, tiểu tử ngươi lợi hại. Hứa Thuần Lương nói, cái này hợp tác hạng mục có phải hay không đã phê?
Tần Chính Dương nói, hạng mục bản thân không có vấn đề gì, cấp trên cũng phi thường trọng thị. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch hắn ý tứ, thấp giọng nói, bọn hắn đã thông quan hệ rồi. Tần Chính Dương cười nói, không phải tất cả sự tình đều muốn dựa vào quan hệ, Đại Hằng hiện tại tình trạng cũng không thể lạc quan, nếu như Minh Đức tập đoàn không đầu tư, cái này bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn 89 phần 10 sẽ đuôi nát, chúng ta Hồ Sơn trấn cũng không muốn nhìn thấy loại kết quả này. Hứa Thuần Lương nói, xem ra Đại Hằng đã sớm cùng Minh Đức đàm tốt, bằng không thì cũng sẽ không cự tuyệt Xích Đạo vốn liếng. Tần Chính Dương nói, ý của ta là, hạng mục này đã dính đến Nhân Hòa Đường, người hẳn là ra mặt. Hứa Thuần Lương nói, bình thường loại tình huống này không phải ta hẳn là tránh hiểm nghi sao? Tần Chính Dương nói, Thuần Lương, ta cá nhân quan điểm là đại cục làm trọng, ta cũng tin tưởng ngươi đang làm việc công bên trên sẽ không đem tình cảm cá nhân đưa vào trong đó. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ngài là lo lắng ta công báo tư thù, lo lắng Đại Hằng hạng mục này không kết quả, cho nên sớm cho ta phòng hờ. Tần Chính Dương cười khổ nói, ta cũng không có ý tứ này. Nếu như Minh Đức tập đoàn không phù hợp chúng ta chiêu thương tiêu chuẩn, ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, ta biết nên xử lý như thế nào, Hoàng Hữu Long người kia tương đương khôn khéo, hắn sẽ không để cho cái này hợp tác tồn tại lớn như vậy tai họa ngầm, nếu như ta không có đoán sai, rất nhanh hắn liền sẽ đem Nhân Hòa Đường đá ra khỏi cục. Hứa Thuần Lương sở dĩ nói như vậy là bởi vì cho tới nay Hoàng Hữu Long đều là cầm Nhân Hòa Đường đương ngụy trang. Hiện tại Nhân Hòa Đường phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhãn hiệu quyền sở hữu lại rơi trong tay của mình, hắn sẽ không bốc lên cái này bao lớn phong hiểm để Nhân Hòa Đường tham dự vào hạng mục này bên trong tới. Vào lúc ban đêm, Hứa Thuần Lương tại Hiển Hồng nông trường trên nước phòng ăn mở tiệc chiêu đãi tam lưỡng tam một nhóm. Vương Kim Vũ, Phổ Kiến, Vương Phương Điền đều tại Nguy Sơn Đảo, cùng một chỗ tiếp khách, ngồi cùng bàn còn có Trương Hải Đào cùng Thư Viễn Hàng. Bởi vì Đông Nghiễm Sinh gần nhất về Nguy Sơn Đảo tĩnh dưỡng, Thư Viễn Hàng mỗi tuần đều sẽ trở về làm bạn phụ thân, phụ tử ở giữa ngăn cách đã tiêu trừ, tình cảm càng ngày càng sâu. Đông Nghiễm Sinh không có tham gia bữa tiệc của bọn họ, đêm câu đi. Rất nhanh mọi người liền biết tam lưỡng tam cái tên này tồn tại, Hứa Tiểu Nhạc tửu lượng chỉ có tam lưỡng tam. Tại mấy người ân cần chào hỏi dưới, Hứa Tiểu Nhạc không bao lâu liền say, Vương Kim Vũ an bài hắn đi nghỉ ngơi. Phổ Kiến nhịn không được nói, Thuần Lương. Người chỗ nào làm đến như vậy cái lưới lớn đỏ, con hàng này có tốt mấy ngàn vạn bánh phở đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngẫu nhiên gặp phải, chúng ta tương đối hợp ý. Phổ Kiến nói, hắn nhỏ trợ lý không tệ cùng hắn quan hệ thế nào. Hứa Thuần Lương chừng mắt liếc hắn một cái, người ít đánh người ta chú ý, chưa từng thấy nữ nhân a. Phổ Kiến thở dài nói, thấy cũng nhiều, hơn phân nửa đều là chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Vương Phương Điền nhất thời nhìn không được. Quay đầu nâng cốc cho phun ra ngoài. Phổ Kiến nói, lão Vương, ngài về phần phản ứng lớn như vậy sao? Thư Viễn Hàng cười nói, ngươi cái miệng này thật sự là không thích đức. Phổ Kiến nói, tiểu tử ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Ta không giống các ngươi, có vợ có lão bà, có bạn gái, ta một người độc thân, ta cả ngày không có bắt không có cào, ngẫm lại còn phạm pháp. Hứa Thuần Lương cười nói, ngẫm lại không phạm pháp. Nhưng là nghĩ người khác chưa chừng liền phạm pháp. Phổ Kiến nói, các người đám này hàng không có một cái có đồng tình tâm, ta nhìn Đông Thúc câu cá đi. Cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đi. Thư Viễn Hàng cùng Hứa Thuần Lương nhìn nhau cười một tiếng, Vương Phương Điền lúc này mới bớt đau đến, cái này Phổ Kiến nói chuyện cũng thật độc. Hứa Thuần Lương nói, Vương Thúc, gần nhất công việc còn thuận lợi sao? Vương Phương Điền gật đầu nói, rất tốt. Mộc Thiên tập đoàn đối ta thiết kế phương án tương đối tán thành, chỉ là tại chi tiết đưa ra một chút sửa chữa ý kiến, tăng lên phong cách kiểu Nhật. Hứa Thuần Lương rõ ràng Mộc Thiên tập đoàn bối cảnh, gia tăng phong cách kiểu Nhật đúng là bình thường. Thư Viễn Hàng nghe phụ thân nói qua Mộc Thiên tập đoàn sự tình, Mộc Thiên tập đoàn ngay từ đầu liền muốn cùng Hiển Hồng nông trường hợp tác, mở rộng kinh doanh diện tích, nhưng là bị phụ thân cự tuyệt, nguyên nhân chính là bọn hắn ngày tư bối cảnh. Kỳ thật đến bây giờ Đông Nghiễm Sinh đối Mộc Thiên tập đoàn tiến vào chiếm giữ Nguy Sơn đảo vẫn canh cánh trong lòng, nơi này chính là phi hổ đội cố hương, chiến tranh kháng Nhật thời điểm như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ đem quỷ tử đánh cho tè ra quần trông chừng mà chạy, hiện tại quốc gia cường đại, quỷ tử hậu nhân thế mà chạy đến Nguy Sơn đảo đến phi ngựa khoanh đất. Đông Nghiễm Sinh trong lòng kìm nén một cỗ khí, đây cũng là hắn cùng Chiêm Ái Hoa phụ tử hợp tác làm suối nước nóng khách sạn nguyên nhân.
Thư Viễn Hàng nói, Nghe Hồng người tại suối nước nóng văn hóa phương diện hoàn toàn chính xác khiến cho sinh động. Vương Phương Điền nói, ta gần nhất đi theo đám bọn hắn cũng học được không ít đồ vật. Hắn phi thường xem trọng nhà máy rượu suối nước nóng tương lai, Mộc Thiên tập đoàn hoàn toàn là dựa theo trong nước tiêu chuẩn cao nhất đến chế tạo, căn cứ trước mắt kiểm dự báo cáo, nhà máy rượu suối nước nóng nước chất ở trong nước cũng thuộc về đỉnh cấp. Vương Phương Điền nhìn đồng hồ, lại đến mỗi ngày cùng người nhà video thời gian, hắn sớm cáo từ. Hứa Thuần Lương biết lưỡng địa ở riêng cũng không dễ dàng, Vương Phương Điền lại tới đây tiền xác thực nhiều dẫy một chút, nhưng là trong nhà liền chiếu không để ý tới, trong nhà hết thảy tất cả đều giao cho thê tử, cùng hắn đứng trước đồng dạng hỏi để còn có phó quốc dân. Thư Viễn Hàng mở chai bia đưa cho Hứa Thuần Lương, nhắc lên Bùi Lâm sự tình. Hứa Thuần Lương nhiều ít nghe nói một chút, Bùi Lâm phát sinh ngoài ý muốn nằm viện, may mắn cứu giúp kịp thời, hiện tại mẹ con bình an. Thư Viễn Hàng nói, gần nhất lời đồn đại rất nhiều nàng ở phòng bệnh đều có cảnh sát phòng thủ. 59. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu kết hợp Lục Kỳ cùng chính mình nói tình huống, phỏng đoán Bùi Lâm lần này khả năng phiền toái, cảnh sát cũng đã đưa nàng liệt vào Dương Mộ Phong một án trọng điểm người hiềm nghi. Nếu như chứng thực, nữ nhân này tâm ruột chi tàn nhẫn liền Hứa Thuần Lương đều có chút bội phục, nhân tài a. Đổi thành mình vẫn là ngũ độc giáo chủ lúc ấy, nhân tài như vậy nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Dương Mộ Phong cái chết có gì có thể tiếc, là hắn uy hiếp Bùi Lâm phía trước, Bùi Lâm cũng là tại bị hắn bước đến cùng đường mạt lộ điều kiện tiên quyết mới bí quá hóa liều. Hứa Thuần Lương nhớ tới Triệu Phi Dương, cái này hàng mới là một cái lớn nhất oan loại. Triệu Phi Dương hiện tại thế nào? Thư Viễn Hàng nói, ta sáng hôm nay gặp được hắn, người rất tiều tụy, cảm xúc lộ ra phi thường sa sút. Hắn là đi con mới sinh phòng bệnh nhìn hài tử. Hứa Thuần Lương nói, nếu như Bùi Lâm xảy ra chuyện rất có thể sẽ liên lụy đến hắn. Thư Viễn Hàng nói, Triệu Phi Dương sẽ không bị cầm xuống a. Hứa Thuần Lương uống một hớp rượu nói, khó mà nói, phải xem Hoa Niên bên kia thái độ, nếu như bọn hắn cho rằng Triệu Phi Dương sự tình ảnh hưởng đến công ty lợi ích, không bài trừ đem hắn đá ra khỏi cục khả năng. Thư Viễn Hàng nhíu mày, hắn đến Trường Hưng mặc dù là thông qua Hứa Thuần Lương giới thiệu, nhưng là Triệu Phi Dương đối với hắn một mực phi thường lễ ngộ, đối với hắn nói lên điều kiện đều tận khả năng thỏa mãn, có thể nói hắn đối Triệu Phi Dương tổng thể cảm giác không tệ, nếu như Triệu Phi Dương bởi vì việc này bị miễn chức, hắn cũng không muốn ở lại Trường Hưng, lấy năng lực của hắn ở trong nước bất luận cái gì một nhà bệnh viện đều có thể tìm tới vị trí của mình, không cần thiết thủ vững ở bên trong hao tổn không ngừng Trường Hưng. Hứa Thuần Lương dương mắt nhìn hướng bầu trời đêm, trăng sáng giữa trời. Màu bạc ánh trăng tựa như lụa mỏng bao phủ Nguy Sơn đảo, ngăn cách trần thế huyên náo, để ban đêm Nguy Sơn đảo lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Thời khắc này Nam Giang, ngay tại rơi xuống một trận mưa to, Đường Kinh Vĩ ngồi tại hợp viện đại đường, nhìn qua bên ngoài như chút nước mưa đêm, nghe mưa rơi mái hiên thanh âm, nội tâm của hắn cũng phân loạn như tê dại. Một thân ảnh quỷ quỷ túy túy từ bên ngoài tiến đến, đi đường còn khập khiễng, là thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục Đường Thiên Nhất, hắn không chịu nổi tịch mịch. Đêm nay ra ngoài cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu làm trò cười đi. Vốn cho rằng phụ thân sớm đi ngủ, lại không nghĩ rằng phụ thân ở chỗ này chờ, nghĩ đường vòng đã chậm. Đường Kinh Vĩ lạnh lùng nói, Thiên Nhất. Đường Thiên Nhất chỉ có thể kiên trì đi tới, hướng phụ thân cười nói, cha, ngài còn chưa ngủ đâu. Đường Kinh Vĩ nói, ngủ không được a. Đường Thiên Nhất giả trang ra một bộ nhu thuận dáng vẻ, cha, ngài đừng cả ngày quan tâm chuyện công tác, có cần ta địa phương ngài một mực mở miệng. Đường Kinh Vĩ nghe được trên người hắn mùi rượu, không khỏi nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, giao cho ngươi. Ngươi có thể làm cái gì? Con trai mình cái gì tính tình mình đương nhiên rõ ràng, hắn hiện tại đối với nhi tử đã triệt đáy hết hy vọng, trông cậy vào tiểu tử này tiếp thay sự nghiệp của mình cơ hồ không thể nào. Đường Thiên Nhất đi cho phụ thân rót chén trà đưa tới, Đường Kinh Vĩ tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm trà. Đường Thiên Nhất nói, cha, ta nghe nói một sự kiện, liên quan tới Trường Hưng. Đường Kinh Vĩ ừ một tiếng, ra hiệu hắn nói tiếp. Đường Thiên Nhất nói, căn cứ tin tức đáng tin, Dương Mộ Phong là Bùi Lâm ra tay hạ độc chết, trước mắt cảnh sát đã đem nàng khống chế. Đường Kinh Vĩ hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này tin tức truyền đi nhanh như vậy, quả thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đường Thiên Nhất nhìn có chút hả hê nói, ta đã sớm nhìn ra Bùi Lâm không phải người tốt, ha ha, quả nhiên bị ta nhìn đúng. Triệu Phi Dương còn mẹ nó cả ngày ở trước mặt ta thần khí, ngu xuẩn một cái, bị nữ nhân này chơi thảm rồi. Đường Kinh Vĩ có chút buồn bực nhìn qua nhi tử, đầu của tiểu tử này não thật sự là không hiệu nghiệm,
chỉ lo nhìn Triệu Phi Dương chọc cười, hắn cũng không có nghĩ tới chuyện này sẽ đối với Hoa Niên tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn Đường gia lại bởi vậy được thụ rất tổn thất lớn. Đường Kinh Vĩ nhịn không được nói, ngươi thật giống như quên Trường Hưng cùng chúng ta quan hệ. Đường Thiên Nhất nói, cha, ta chưa a, chuyện này khẳng định sẽ cho nhà chúng ta tạo thành tổn thất nhất định, cho nên ngài muốn giải quyết dứt khoát, mau chóng tướng Triệu Phi Dương đá ra khỏi cục, rũ sạch cùng cái đôi này quan hệ, lập tức tìm tới nhân tuyển thích hợp thay thế hắn. Đường Kinh Vĩ nói, ngươi cảm thấy ai phù hợp? Đường Thiên Nhất nói, không phải liền là một cái Trường Hưng bệnh viện sao, ta cũng có thể làm a. Đường Kinh Vĩ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chính ngươi lớn bao nhiêu bản sự không có điểm mức đếm. Đường Thiên Nhất nói, cha, ta liền không rõ, ngài tại sao muốn trọng dụng Triệu Phi Dương. Hắn cả ngày lấy công thần tự cho mình là, ngạo đến cùng nhị ngũ bát phạt, thật sự cho rằng Trường Hưng là hắn. Có lầm hay không, Trường Hưng là chúng ta Đường gia, hắn chẳng qua là một cái nô tài. Đường Kinh Vĩ nghe hắn càng nói càng không tưởng nổi, nhịn không được đánh gãy hắn, đừng nói hưu nói vượt, Triệu Phi Dương tài quản lý vẫn là có thể, ngươi không thể toàn bộ phủ định công lao của hắn. Đường Thiên Nhất nói, ta không phủ định, chúng ta cũng không có bạc đãi hắn, cái đôi này cũng từ chúng ta Đường gia cầm không ít tiền. Đường Kinh Vĩ có chút tức giận, ngươi đừng nói lung tung, loại lời này truyền đi đối với chúng ta nhà một điểm chỗ tốt đều không có. Đường Thiên Nhất nói, cha, ngài còn che chở hắn, lâu như vậy, ngài chẳng lẽ nhìn không ra, Triệu Phi Dương cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một lòng, đi qua ta cùng Hứa Thuần Lương phát sinh xung đột, để hắn khai trừ Hứa Thuần Lương, hắn là thế nào làm? Lá mặt lá trái, che chở Hứa Thuần Lương, nếu như không phải hắn cho Hứa Thuần Lương làm chỗ dựa, họ Hứa dám phách lối như vậy. Đường Kinh Vĩ triệt để bó tay rồi, hỗn tiểu tử này thật sự là mình sinh ra sao? Một điểm cái nhìn đại cục đều không có. Đường Thiên Nhất gặp phụ thân không nói lời nào còn tưởng rằng hắn bị chính mình nói động, tiếp tục nói, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu không tất thụ loạn, cha, ta cho rằng chúng ta hẳn là mau chóng phát ra một cái tuyên bố, cùng cái đôi này phân rõ giới hạn, tướng tổn thất giảm xuống đến nhỏ nhất. Đường Kinh Vĩ nói, người đi ngủ đi, ta một người suy nghĩ thật kỹ. Đường Thiên Nhất nói, cha, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Trời mưa đến càng lúc càng lớn. Đường Kinh Vĩ một điểm bối rối đều không có, hắn cầm điện thoại di động lên cho Đường Kinh Luân gọi điện thoại, Kinh Luân, đã ngủ chưa? Không có đâu, đại ca có dặn dò gì? Đường Kinh Luân thanh âm phi thường cung kính. Đường Kinh Vĩ nói, tới nhà của ta một chuyến, ta chuẩn bị mấy đạo thức nhắm, huynh đệ chúng ta hai uống mấy chén. A, ai? Đường Kinh Luân tại nửa giờ sau chạy tới, trên đường hắn đã đối đại ca đột nhiên triệu mình đi qua nguyên nhân tiến hành phỏng đoán. Đoán chừng 8-9 phần 10 cùng Trường Hưng sự tình có quan hệ. Đi vào về sau, Đường Kinh Vĩ đã chuẩn bị xong thịt rượu, hai người huynh đệ ngồi trong đại sảnh, tại mưa đêm đồng hành uống. Đường Kinh Vĩ nói, Trường Hưng xảy ra chuyện. Đường Kinh Luân nhẹ gật đầu biểu thị mình đã biết. Đường Kinh Vĩ quan sát đến nét mặt của hắn, không có từ bên trong tìm tới cười trên nỗi đau của người khác thành phần, đệ đệ hiển nhiên muốn so với mình cái kia bất tranh khí nhi tử muốn thanh tỉnh hơn nhiều. Đường Kinh Vĩ đem chén rượu rơi xuống, Đường Kinh Luân trước tiên vì hắn rót đầy. Đường Kinh Vĩ nói, ngươi thấy thế nào? Đường Kinh Luân nói, sự tình quá đột nhiên, ta cũng không có nghĩ đến biện pháp gì tốt lắm. Đường Kinh Vĩ chau mày, có chút không vui nói, Dương Mộ Phong là ngươi chiêu mộ được Hoa Niên lớn khỏe mạnh, ngươi liền không có hoài nghi tới hắn cùng Bùi Lâm quan hệ. Đường Kinh Luân nhìn đại ca một chút, lại gặp phải đến hắn sắc bén như đao ánh mắt. Đường Kinh Luân minh bạch chuyện này tiếp tục giấu giếm đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn thở dài nói, ta thừa nhận, ta đã sớm biết hắn cùng Bùi Lâm từng có một đoạn tình cũ, lúc trước ta đem hắn mời chào dưới cờ, chủ yếu là muốn lợi dụng hắn đến khống chế Bùi Lâm, từ đó đạt tới chế ước Triệu Phi Dương mục đích. Đường Kinh Vĩ nhẹ gật đầu, đệ đệ bây giờ nói nên là tình hình thực tế, bất quá hắn hẳn là có chỗ giấu giếm, chế ước Triệu Phi Dương mục đích cuối cùng nhất là vì liên thủ đối phó chính mình. Đại ca, thực không dám giấu giếm, Dương Mộ Phong ngộ hại, ta cũng hoài nghi tới Bùi Lâm. Đường Kinh Vĩ ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén, là sao không nói sớm. Đường Kinh Luân nói, ta không là cảnh sát, coi như hoài nghi cũng vô pháp chứng thực, huống chi chứng thực đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Hiện tại cảnh sát tướng Bùi Lâm khống chế, chúng ta cũng muốn đi theo được chịu tổn thất. Đường Kinh Vĩ nói, nếu như ngươi sớm một chút nhắc nhở ta, ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, mức độ lớn nhất giảm bớt tổn thất. Đường Kinh Luân nói, Bùi Lâm không sẽ mang lại cho chúng ta tổn thất quá lớn,
cũng không phải Triệu Phi Dương xảy ra chuyện. Đường Kinh Vĩ hít một hơi thật sâu nói, bọn hắn là vợ chồng. Bùi Lâm là hoa niên lớn khỏe mạnh người phụ trách, lúc trước thế nhưng là người cực lực đề nghị. Audio điện tử Võ Tấn Bền.